thánh khí càng ngày càng nồng đậm, tựa hồ cũng phải hóa thành thể lòng. Không hổ là thánh dược sinh trưởng 10 vạn năm, quả nhiên là vô thượng trí bảo, chỉ cần có thể độc chiếm nó, đủ để cho ta tại trong vòng 10 năm, đột phá đến thánh vương cảnh giới. Tư kiếm huyết thánh ngăn chặn kích động trong lòng, rũi ra một đôi đại thủ, đang muốn rút ra thiên diệp thánh tâm thảo sợi dễ. Bỗng dưng, phía sau một mảnh cây cỏ hơn 10 trượng rộng, tiêu tán ra một đoàn xương mù màu vàng. Tư kiếm huyết thánh chỉ là hút vào một ngụm, sắc mặt liền mãnh liệt biến đổi kim bức độc đến cùng là ai ở trong tối tính bản thánh xoẹt xẹt tư kiếm huyết thánh khống chế một thanh thánh kiếm vung chém ra đi chặt đứt cây cỏ tại cây cỏ hậu phương cổ tùng tử khô gầy thân ảnh hiền lộ ra âm hiểm cười một tiếng ám toán ngươi thì như thế nào thiên diệp thánh tâm thảo vốn là lão phu đồ vật toàn bộ dược viên đều là lão phu tư nhân lãnh địa các ngươi xâm nhập tiến nơi này nên trả giá đắt trương nhược trần đuổi ở hậu phương nhìn thấy xương độc màu vàng phiêu phù ở trong không khí, lập tức dừng bước lại. Lão gia hỏa này, quả nhiên trốn ở thiên diệp thánh tâm thảo phụ cận, lại là chiêu này bỏ ngựa bắt phe, chim sẻ núp đằng sau. Rất hiển nhiên, cổ tùng tử hết sức rõ ràng, lấy lực lượng của một mình hắn, căn bản không có khả năng giết ra khỏi trùng vây, mang theo thiên diệp thánh tâm thảo rời đi. Cho nên, hắn mới trốn ở chỗ này, chờ đến đám người chém giết đến hồi cuối lại động thủ, Cổ Tùng Tử lấy ra một viên đan dược màu đen, bóp tại giữa hai ngón tay, hướng Trương Nhược Trần đánh qua. Trương Nhược Trần tiếp nhận đan dược, hỏi thứ gì? Cửu Long thập hổ đan, sau khi ăn vào, có thể cho tu vi của ngươi trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Chỉ cần ngươi giúp lão phu đoạt lấy Thiên Diệp Thánh Tâm thảo, sau khi ra ngoài, lão phu liền giúp ngươi chữa thương." Cổ Tùng Tử nói. Trương Nhược Trần thật sự là không quá tin tưởng Cổ Tùng Tử, bất quá, lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể cùng Cổ Tùng Tử tình cảnh, đoán chừng lão gia hỏa cũng không quá sẽ lừa hắn. Ngước xuống đan dược, Trương Nhược Trần trong lòng tràn ngập chờ mong, chờ đợi dược lực bộc phát, trước hết giải quyết hết hai vị thông thiên huyết tướng. Nhưng mà, ăn vào đan dược đằng sau, thân thể lại một chút biến hóa đều không có. Một đầu khác, từ kiếm huyết thánh lộ ra dứt khoát quả quyết, điều động thể nội một nửa thánh khí ngăn chặn kim bước độc, lần nữa huy động thánh kiếm, hướng cổ tùng tử chém tới. Lão gia hỏa này tương đương đáng giận, trước hết chém hắn. Thánh kiếm chỉ là vung ra một nửa, Tứ kiếm huyết thánh cũng cảm giác được hết sạch sức lực, hai chân mềm nhũn, kém một chút quỳ ở trước mặt Cổ Tùng Tử. Cổ Tùng Tử cười nói, kỳ thật, lão phu leo lên Huyền Không Đảo đằng sau, còn bố trí một loại độc tề vô sắc vô vị. Cho dù là Thánh cảnh sinh linh lại tới đây, chỉ cần dính vào độc tố của loại độc tề kia, ít nhất cũng phải suy yếu một canh giờ. Ha ha, há lại, lấy Thánh cảnh sinh linh cường đại tu vi cùng sinh mệnh lực, hoàn toàn có thể bách độc bất xâm. Nhưng mà cổ tùng tử cũng không phải bình thường dùng độc cao thủ, tạo nghệ tại trên đan đạo, đã đạt tới thánh sư trình độ. Không chỉ có tứ kiếm huyết thánh ở trong lòng chửi mắng, Trương Nhược Trần, Thương Lan Võ Thánh, sáu vị nữ thánh cũng đều muốn đem cổ tùng tử đánh thành đầu heo, đơn giản quá âm hiểm, quá vô sỉ. Cổ tùng tử nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, ngươi không cần lo lắng, vừa rồi đã ăn vào giải dược, sẽ không thụ độc tề ảnh hưởng. Trước thay lão phu chém bọn hắn, sau khi ra ngoài, chúng ta liền trao đổi chữa thương sự tình. Trương Nhược Trần nói, cái gọi là cửu long thập hổ đan, nguyên lai chỉ là một viên giải dược. Trương Nhược Trần đối với cổ tùng tử có càng sâu nhận biết, so tiểu hắc cùng tử phong tử cộng lại còn muốn hố, về sau lời hắn nói, nửa câu cũng không thể tin. Trương 1318, giết ra ngoài, muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy, tư kiếm huyết thanh ánh mắt vô cùng kiên định, trong tay bốn chuôi thánh kiếm đồng thời dơ lên, sau đó, cắm vào trong thân thể bốn phía trọng yếu khiếu huyệt, phốc phốc thể nội thánh huyết thuận thánh kiếm mũi kiếm chảy xuôi đi ra đây là một loại bí thuật có thể kích thích nhục thân kích phát ra lực lượng cất giấu trong huyết mạch sử dụng bí thuật mặc dù không cách nào để tứ kiếm huyết thánh một lần nữa trở lại đỉnh phong thế nhưng là thể nội thánh khí rốt cục có thể khôi phục vận chuyển không đến mức mặc người chém giết tứ kiếm huyết thánh trong mắt đều là lửa giận một lần nữa đứng dậy hướng về phía trước lao xuống song trưởng đồng thời đánh ra đi hai đạo trưởng ấn bộc phát ra trói mắt huyết sắc quang hoa, nương theo lấy đinh tai nhức óc phong lôi chi thanh. Cổ tùng tử sắc mặt hơi biến đổi, vội vàng điều động tinh thần lực, vẽ ra liên tiếp chín đạo hỏa diễm vòng tròn. Bành bành, hỏa diễm vòng tròn toàn bộ đều vỡ nát, cổ tùng tử bị đánh đến bay ra huyền không đảo. Một đầu khác, thương lan võ thánh cùng sáu vị nữ thánh cũng hút vào độc tề độc tố, trở nên vô cùng suy yếu. Bất quá, thương lan võ thánh cũng có át chủ bài, tay lấy ra phù lục, dán tại tay trái trên cổ tay, trong phù lục phát ra quang hoa, đưa nàng thân thể bao khỏa, khiến cho nàng khôi phục một chút lực lượng. Lấy nàng trạng thái hiện tại, hiển nhiên là không cách nào tiếp tục tranh đoạt Thiên Diệp Sinh Tâm thảo. Thương Lan Võ Thánh không dám tiếp tục đợi tại Huyền Không Đảo, thế là mượn dùng phù lục lực lượng, cuốn lên sáu vị nữ thánh, hướng bên ngoài không gian bọt khí bỏ chạy. Trên Huyền Không Đảo, chỉ còn Tứ Kiếm Huyết Thánh cùng Trương Nhược Trần. Tứ Kiếm Huyết Thánh cùng Trương Nhược Trần giao phong qua không chỉ một lần, đối với hắn thực lực là rõ như lòng bàn tay cười lạnh một tiếng cho dù bản thánh hút vào độc tề độc tố cũng không phải ngươi có thể chống lại lập tức rút đi nói không chắc còn có thể bảo trụ một cái mạng trương nhược trần một tay dẫn theo hỏa loan kiếm một tay vác tại sau lưng mỉm cười trong mắt ngươi ta cứ như vậy yếu sao chỉ dùng một câu liền muốn đem ta dọa đi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ tứ đại kiếm nô chém hắn tứ kiếm huyết thánh thể nội thánh khí cấp tốc vận chuyển lập tức bốn đạo thân ảnh mặc trường bào màu đỏ như máu từ trong cơ thể hắn bay ra từ bốn cái phương hướng khác nhau, công sát hướng Trương Nhược Trần. Từ đại kiếm nô thực lực, có thể nói là không thể coi thường, mỗi một vị đều có thể so với một vị thông thiên cảnh thánh giả. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, thể nội thánh khí liên tục không ngừng tràn vào Hỏa Loan kiếm. Một tiếng vang lên đằng sau, có hư ảnh một con hỏa diễm loan điểu thân thể to lớn từ trong kiếm bay ra, đem chọn cái tiểu thế giới đều chiếu rọi thành màu lửa đỏ. Vù vù, lít nha lít nhít hỏa diễm kiếm khí ngưng tụ ra, có xuyên thẳng qua giữa thiên địa có quay chung quanh huyền không đảo xoay tròn cấp tốc. Trương Nhược Trần kiếm cũng không có chém về phía tứ kiếm huyết thánh cùng bốn tôn kiếm nô, mà là bổ về phía không gian bọt khí bầu trời, trong miệng đọc lên một chữ phá. Hỏa diễm loan điểu sông lên phía trên lên, mang theo hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, liên tiếp thành một đầu dòng sông kiếm khí màu đỏ thắm, đem bầu trời xé toạc ra. Ầm ầm, thế giới nhỏ như thế này bắt đầu sụp đổ, tường không gian xuất hiện từng đạo vết nứt. Đại thánh tàn trận lực lượng, hóa thành một đạo trùm ánh sáng, xuyên thấu tiến đến khiến cho tiểu thế giới tăng thêm tốc độ sụp đổ khuyên không đảo ngoại vi lồng phòng ngự biến mất toàn bộ hòn đảo đều tại mãnh liệt lay động không cách nào bảo trì lơ lửng cấp tốc rơi xuống dưới phía dưới diệt phong huyết thánh dừng lại chiến đấu nhìn qua đang trở nên phá thành mảnh nhỏ tiểu thế giới nói vậy mà đem thế giới đều đánh nát là muốn đồng quy vô tận sao hai vị nhân tộc thông thiên cảnh thánh giả liếc nhau một cái đều là nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi điên rồi thật là điên rồi tiểu thế giới triệt để phá toái đằng sau, không gian khẳng định sẽ hướng vào phía trong co vào sụp đổ, toàn bộ sinh linh đều sắp chết ở bên trong. Hai vị nhân tộc thông thiên cảnh thánh giả thi triển ra thân pháp, cấp tốc trốn ra phía ngoài đột, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải mau chóng chạy ra tiểu thế giới, mới có thể giữ được tính mạng. Thương Lan Võ Thánh chạy ra tiểu thế giới, một lần nữa trở lại trong dược viên, quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp, sau lưng không gian của mảnh thế giới kia, che kín vết dạn, đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, tất cả đều là mảnh vỡ không gian, toàn bộ thế giới đều đang nhanh chóng co vào. Tiểu thế giới đường kính vốn là có hơn 100 dặm, hiện tại chỉ có hơn 70 dặm. Cuối cùng sẽ sập co lại thành một chút, Tư Kiếm Huyết Thánh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hướng Trương Nhược Trần trừng mắt liếc, nói: "Một khi tiểu thế giới phá toái, Thiên Diệp Sinh Tâm Thảo cũng sẽ bị hủy đi." Hủy đi thì như thế nào? Trương Nhược Trần nói, Tư Kiếm Huyết Thánh đích thật là rất muốn đạt được Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo thế nhưng là, còn duy trì lý trí, không có đạt tới trình độ không muốn mạng. Nếu ngươi không đi, sẽ chết ở chỗ này. Tư kiếm huyết thánh gặp Trương Nhược Trần điên cuồng như vậy, cũng liền sẽ không tiếp tục cùng hắn tranh đoạt, thu hồi bốn tôn kiếm nô, cấp tốc hướng tiểu thế giới bên ngoài bay đi. Tiểu tử, ngươi là thật điên rồi sao? Còn không mau trốn, cổ tùng tử hướng Trương Nhược Trần giống lên một tiếng, sau đó, không quan tâm hắn, tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, hình thành một cái hỏa diễm lồng ánh sáng bao trùm thân thể, cấp tốc phi nước đại, chỉ muốn mau chóng chạy đi. Trương Nhược Trần khóe miệng khẽ nhách, lấy ra thủy tinh hồ lô, lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Theo thánh khí không ngừng đánh vào đi vào, hồ lô trở nên càng ngày càng to lớn. Cho ta thu, Trương Nhược Trần hô lên một câu, quyền không đảo chấn động mãnh liệt một chút, chính là bay vào tiến miệng hồ lô, trên đảo thiên diệp thánh tâm thảo, tự nhiên cũng bị thu nhập vào trong hồ lô. Trong dược viên, rất nhiều tu sĩ đều thấy cảnh này, đều là vô cùng giật mình một cái dài hồ lô to lớn tới mấy chục dặm, vậy mà đem chọn cái huyền không đảo đều lấy đi, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tinh túc giáo vị thông thiên cảnh thánh giả kia kinh hô một tiếng, thủy tinh hồ lô. Trời ạ, à, côn lôn giới lại còn có cái thứ hai thủy tinh hồ lô, đó là vô giới chi bảo so thiên diệp thánh tâm thảo còn muốn chân quý. Tinh túc giáo bảo vật trấn giáo địa pháp hồ lô, chính là từ một cái thủy tinh hồ lô luyện chế mà thành, bởi vậy, vị thông thiên cảnh thánh giả kia hết sức rõ ràng thủy tinh hồ lô giá trị là cỡ nào khó lường thủy tinh hồ lô xuất hiện, để chư thánh trong dược viên ánh mắt, trở nên càng thêm lửa nóng. Thủy tinh hồ lô một lần nữa trở nên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rơi vào trong tay Trương Nhược Trần, bị hắn thu nhập vào nhẫn không gian. Tại Trương Nhược Trần chuẩn bị đánh nát không gian bọt khí thời điểm, đã phân phó thanh mặc trước một bước rời đi. Giờ phút này, thu lấy thiên diệp thánh tâm thảo, Trương Nhược Trần thi triển ra nhanh nhất thân pháp, tại thời khắc cuối cùng, xông ra tỏa thế giới phá toái này. Hắn phía sau nhìn thoáng qua, không gian bọt khí đường kính trở nên chỉ có hơn 100 mét, 80 mét, 50 mét. Cuối cùng, hóa thành một hạt điểm sáng, biến mất tại trong dược viên. Lưu lại thủy tinh hồ lô, tha cho người khỏi chết. Diệt phong huyết thánh trong mắt, tràn ngập tham lam quang mang, hóa thành một mảnh huyết vân, hướng trương nhược trần vô giết tới. Vô luận là thủy tinh hồ lô, hay là thiên diệp thánh tâm thảo, đều là tuyệt thế kỳ chân, ai không muốn đạt được. Ở đây chư thánh, cũng chỉ có diệt phong huyết thánh còn có đỉnh phong nhất chiến lực, có rất lớn cơ hội trở thành người thắng cuối cùng, bởi vậy, Diệt Phong huyết thánh tương đương hưng phấn. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, trong tay hỏa loan kiếm vẽ ra một vòng tròn, một cái hỏa diễm loan điều hư ảnh hiển hóa ra ngoài, ngăn tại ở giữa hắn cùng Diệt Phong huyết thánh. Không chịu nổi một kích, Diệt Phong huyết thánh trong mắt, lộ ra một đạo thần sắc khinh miệt, bay vào đứng lên, một quyền công kích đi qua, trực tiếp đem hỏa diễm loan điều đánh cho chia năm xẻ bảy. Hoa, bỗng dưng, một thanh dao phai màu bạc từ trương nhược trần sau lưng bay ra, bổ vào ngực diệt phong huyết thánh, đánh cho chính là đắc ý vinh váo diệt phong huyết thánh bay rớt ra ngoài. Hẳn là đánh chuẩn A, thanh mặc dẫn theo trúc khinh y, ruột rè từ sau lưng trương nhược trần đi tới, nhìn thấy đả thương diệt phong huyết thánh, mới là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Mau chóng rời đi nơi đây, ta mở đường, người đoạn hậu. Trương nhược trần cùng thanh mặc chém giết ra ngoài, chỉ muốn mau rời khỏi. Không chỉ có là hai vị thông thiên huyết tướng, những nhân tộc thánh giả khác kia cũng hướng bọn hắn xuất thủ, muốn cướp đoạt thủy tinh hồ lô cùng thiên diệp thánh tâm thảo. Hơn 10 kiện thánh khí từ khác nhau phương vị bay lên, hình thành một mảng lớn trùm sáng, đồng thời đánh về phía Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian vặn vẹo thủ đoạn, cải biến không gian bốn phía kết cấu, hơn 10 kiện thánh khí phi hành quỹ tích, toàn bộ phát sinh chết đi, có đánh rơi tại mặt đất, có đánh vào khác thánh cảnh tu sĩ trên thân. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc kinh lịch gian nan khổ chiến, rốt cuộc sông ra dược viên. Thế nhưng là, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, bọn hắn liền lọt vào đánh lén. Một vị thông thiên cảnh nhân tộc thánh giả, giống như quỷ mị đồng dạng, từ trong rừng sông ra, thi triển ra một chiêu chỉ kiếm, đánh vào ngực Trương Nhược Trần. Phốc, Trương Nhược Trần lồng ngực bị đánh xuyên, một đạo lỗ máu quán xuyên ngực cùng phần lưng, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều bị hao tổn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vị thông thiên cảnh nhân tộc thánh giả kia không phải người khác, chính là bắc vực thánh nguyên đệ cử viện chủ, Khâu Lam Sơn. Khâu Lam Sơn từng bước một hướng Trương Nhược Trần đi qua, trên người thánh uy càng ngày càng mạnh, trầm giọng nói, giao ra thủy tinh hồ lô, người cùng võ thị tiền trang ân oán, từ đây có thể xóa bỏ. Người là đang nằm mơ sao, Trương Nhược Trần nhịn xuống ngực đau đớn, một lần nữa đứng dậy, trong con mắt, tuôn ra nồng đậm sát ý. Đừng trách Lão Phu không có cho ngươi cơ hội sống sót, đã ngươi không biết thời thế như vậy, như vậy, Lão Phu chỉ có thể tiến ngươi lên đường. Khâu Lam Sơn gọi ra minh xà kiếm, nắm ở trong tay. Một cỗ cường đại kiếm ý, cùng minh xà kiếm hòa làm một thể, lập tức, hắn tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Bá một tiếng, Khâu Lam Sơn hóa thành một đạo kiếm quang, hướng Trương Nhược Trần đâm thẳng đi qua. Vết nứt không gian, Trương Nhược Trần không lo được bại lộ thân phận, chủ động hướng về phía trước bước ra một bước, điều động lực lượng không gian, bàn tay bổ về đằng trước, vỡ ra không gian, hình thành một đạo vết nứt dài chừng 10 trượng, Giống như một cái đen kỳ tử vong chi môn bị mở ra. Chờ đến Khâu Lam Sơn phát hiện không gian bị xé nứt thời điểm, đã tới không kịp né tránh. Không, Khâu Lam Sơn bị vết nứt không gian thôn phệ, rơi vào tiến không gian hư vô. Theo vết nứt không gian khép kín, một tôn thông thiên cảnh thánh giả triệt để vẫn lạc, biến mất trên một mảnh đại địa này, ngay cả một kiện di vật đều không có lưu lại. Không gian lại bị xé rách, đến cùng tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn chính là vị thời không truyền nhân kia, không phải nói hắn đã bị Trung Doanh Vương phế bỏ, làm sao có thể còn năng lực có giết chết thông thiên cảnh cường giả? Hẳn là côn lôn giới có hai vị thời không truyền nhân. Chương 1319, trở về từ cõi chết. Thương Lan Võ Thánh cùng sáu vị nữ thánh cũng đều ngơ ngẩn, trên mặt mỗi người thần sắc đều có khác biệt. Các nàng tự nhiên không tin có hai vị thời không truyền nhân thuyết pháp, người này, hẳn là Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ. Nói cách khác, những ngày này các nàng dĩ nhiên thẳng đến cùng thời không truyền nhân trương nhược trần đợi cùng một chỗ phải biết trương nhược trần thế nhưng là triều đình trọng phạm nữ hoàng tự mình hạ lệnh muốn tập nã nguyên lai là hắn ta sớm nên đoán được mới đúng thương lan võ thánh ánh mắt có chút phức tạp nàng cùng trương nhược trần thân phận quan hệ vậy mà đối lập như thế có thể sương thủy hỏa bất dung thiếu nhân tình làm như thế nào còn đâu nếu là thời không truyền nhân hôm nay càng thêm không thể thả ngươi rời đi tư kiếm huyết thánh cùng diệt phong huyết thánh mặc dù bị trọng thương, nhưng là sát khí trên người lại càng đậm, thể nội thánh khí hoàn toàn điều động, riêng phần mình đánh ra một chiêu thánh thuật, công phạt tới. Trương Nhược Trần hướng bọn hắn liếc qua, điều động ra Tịnh Diệt thần hỏa trong khí hải, hai tay hướng về phía trước đẩy, ngọn lửa màu xanh từ lòng bàn tay tuôn ra đi, hóa thành một đạo tường lửa. Tịnh Diệt thần hỏa lực hủy diệt kinh khủng dị thường, không chỉ có ngăn cản hai vị thông thiên huyết tướng cũng làm cho những nhân tộc thánh giả chuẩn bị động thủ này nhao nhao lui lại, không dám lên trước. Trương Nhược Trần cùng thanh mặc bằng tốc độ nhanh nhất, xông ra vô duyên đảo, rời đi duyên hồ, biến mất tại trong núi rừng xanh um tươi tốt. Âm ầm, từng đạo bóng người, từ vô duyên đảo xông lên ra, cấp tốc truy kích hai người bọn họ. Lỗ máu ngược ở Trương Nhược Trần, không ngừng chảy ra máu tươi, vết thương không cách nào khép lại, khiến cho đạo bào màu trắng không nhúm bụi trần cũng đều biến thành màu đỏ. Khâu Lam Sơn dù sao cũng là thông thiên cảnh thánh giả, đánh ra một đạo chỉ kiếm, có kiếm khí xuyên vào trương nhược trần thân thể, lần nữa trọng thương trương nhược trần vốn là 10 phần yếu ớt huyết mạch, kinh mạch, thánh mạch. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho sau lưng những thánh cảnh cường giả kia đuổi kịp, bằng không, hôm nay hẳn phải chết. Không gian đại na di, Trương Nhược Trần cắn chặt răng răng, dốc hết toàn lực điều động lực lượng không gian, bắt lấy thanh mặc cổ tay, hướng về phía trước bước ra một bước, thoáng qua ở giữa chính là đến hơn 100 dặm bên ngoài, tiến vào một khu vực khác. Tiên cơ sơn hoàn cảnh khá quỷ dị, có rất nhiều từ trung cổ thời kỳ để lại tàn trận, cùng ngoại giới tự nhiên cũng liền có sự bất đồng rất lớn, cho dù chỉ là khoảng cách 100 dặm, cũng đã vượt qua thánh cảnh tu sĩ cảm giác phạm vi. Sau đó, Trương Nhược Trần kích phát ra 12 khỏa Phật Châu lực lược, che giấu khí tức trên thân, đồng thời, cùng thanh mặc tiếp tục chạy trốn. Cũng không biết chạy trốn bao lâu, xác định không có địch nhân đuổi theo, Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc mới dừng lại nghỉ ngơi. Trương Nhược Trần trên người áo bào, hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu, trên mặt một tia huyết sắc đều không có. Lúc trước ăn vào kết mạch đan, đích thật là để ba mạch đều khôi phục, thế nhưng là giờ phút này, thể nội ba mạch lại có hơn phân nửa đều phá toái, Trương Nhược Trần chỉ là bằng vào ý chí lực đang khổ cực kiên trì, bằng không cũng sớm đã ngã xuống. Công tử, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức nuốt phùng xuân đan an dưỡng. Liền ngay cả thanh mặc đều nhìn ra, Trương Nhược Trần thương thế, đã nghiêm trọng đến có thể uy hiếp sinh mệnh trình độ. Trương Nhược Trần giống như bệnh nguy kịch một dạng, thân thể lung lay sắp đổ, gian nan từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên phùng xuân đan, đang muốn nuốt vào trong bụng. Nếu như không muốn chết, liền tốt nhất thả ra trong tay đan dược. Một tiếng nói giả nua, từ trong rừng truyền đến, một đoàn nóng bỏng hỏa cầu, từ đằng xa, một mực vò tới trước người Trương Nhược Trần cùng thanh mặc, hỏa cầu mặt ngoài hỏa diễm dần dần tản ra, hiển lộ ra cổ tùng tử thân ảnh già nua, thanh mặc lấy ra dao phay màu bạc trừng lớn một đôi mắt hạch, chỉ vào đối diện cổ tùng tử nói lão đầu nhi ngươi nếu là dám tới gần đừng trách ta ta dưới đao vô tình một đao bổ ngươi cổ tùng tử biết thanh mặc trong tay dao phay màu bạc rất lợi hại không tiền huyết thánh cùng diệt phong huyết thánh hai vị thông thiên huyết tướng đều ở trong tay nàng bị thiệt lớn cho nên hắn là thật có chút kiêng kỵ cái tiểu nha đầu này vạn nhất nàng cái nào dễ trải qua không đúng nói không chính xác liền một đao bổ ở trên người hắn tỉnh táo tỉnh táo, chúng ta là bạn không phải địch, tuyệt đối không nên xúc động. Cổ tùng tử trấn an thanh mặc cảm xúc, thanh mặc trong tay dao phay màu bạc, phát ra càng ngày hào quang sáng tỏ, nói, nếu là bạn không phải địch, người vừa rồi tại sao muốn ngăn cản công tử nuốt đan dược chữa thương. Cổ tùng tử nói, kết mạch đan chỉ là để trong cơ thể hắn ba mạch ngắn ngủi khôi phục, trên thực tế, ba mạch vẫn như cũ tương đương yếu ớt. Khâu lam sơn một đạo chỉ kiếm, không liền đem trong cơ thể hắn ba mạch đánh nát một mảng lớn. Cho nên, lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, nuốt xuống phùng xuân đan, không những không cách nào chữa thương, ngược lại sẽ ra tốc tử vong. Trương Nhược Trần so bất luận kẻ nào đều càng hiểu hơn thân thể của mình tình huống, nghe được cổ tùng tử một phen, cũng liền thu hồi phùng xuân đan, không đi mạo hiểm nếm thử. Khụ khụ, Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, nói ta đã đoạt đến thiên diệp thánh tâm thảo, tiền bối có phải hay không cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Ta cổ tùng tử nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không nuốt lời cổ tùng tử con người đảo một vòng lại nói bất quá phải đợi đến người đem thiên diệp thánh tâm thảo chân chính giao cho trong tay của lão phu lão phu mới có thể ra tay giúp người chữa thương người lão đầu nhi này tại sao như vậy công tử nhà ta nhất quán đều là nói là làm hắn thương đến nặng như vậy ngươi liền không thể xuất thủ trước giúp hắn chữa thương thanh mặc tương đương bất mãn không ngừng mài răng rất muốn đem trong tay dao phay màu bạc bổ đi ra thiên diệp thánh tâm thảo là bực nào bảo vật ai sẽ nguyện ý đưa nó giao cho người khác vạn nhất lão phu chữa trị tốt hắn, hắn lại quyệt nợ làm sao bây giờ. Lão phu cả đời này, trị liệu qua không ít người, hạng người gì chưa từng gặp qua. Có người, cầu y thời điểm, ưng thuận các loại hứa hẹn, chữa trị tốt đằng sau, vỗ mông liền rời đi. Có người, cầu y thời điểm, quỳ trên mặt đất nói ta là thần, chữa trị tốt đằng sau, phản để lão phu quỳ xuống. Cổ tùng tử cười lạnh nói, trương nhược trần có được một tòa thế giới, cũng không thiếu thánh dược, Mười vạn năm thiên diệp thánh tâm thảo đích thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu, thế nhưng là, hắn nhưng không có thấy nặng như vậy. Trương Nhược Trần nói tốt, người trước mang ta đi một chỗ địa phương an toàn, ta lại đem thiên diệp thánh tâm thảo giao cho ngươi. Tốt nhất, ai cũng không cần thiếu ai nhân tình, đúng, ai cũng không cần thiếu ai ảnh, đã người tiểu tử sảng khoái như vậy, lão phu trước hết thay ngươi cầm máu. Cổ tùng tử đi đến Trương Nhược Trần trước người, rũi ra một bàn tay tràn đầy nếp nhăn, theo tại bộ ngực hắn vị trí lỗ máu kia lập tức, Khâu Lam Sơn lưu tại trương nhược trần thể nội kiếm khí bị cổ tùng tử rút ra ra ngoài trong khoảnh khắc ngược cùng phần lưng lỗ máu khép lại liền ngay cả ngũ tạng lục phủ cảm giác đau đớn đều biến mất thật là lợi hại lão gia hỏa này mặc dù xảo trá tai quái thế nhưng là tạo nghệ tại trên y đạo đích thật là khá cao sâu để cho người ta không phục đều không được trương nhược trần thầm nghĩ cổ tùng tử thu về bàn tay ánh mắt lộ ra một đạo thần sắc kinh dị vừa rồi hắn tại cho trương nhược trần chứa thương thời điểm cũng cẩn thận kiểm tra Trương Nhược Trần thân thể. Kẻ này thể nội, lại có một cỗ vô cùng hùng hậu hỗn độn chi khí, rõ ràng là một nhân loại nhục thể phàm thai, lại làm cho hắn cảm thấy càng giống là một cái tiên địa sơ khai đản sinh ra tiên thiên sinh linh. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Cổ Tùng Tử đang muốn mở miệng hỏi thăm Trương Nhược Trần đến cùng là chuyện gì xảy ra, đúng lúc này, trong rừng cây, đúng là vang lên một trận dễ nghe êm tai âm thanh chuông gió. Đinh đinh, nguy rồi, là hắn đến rồi cổ tùng tử sắc mặt biến đổi thanh mạc trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi có chút hoang mang lo sợ hướng trương nhược trần trông đi qua lấy trương nhược trần hiện tại trạng thái thân thể nơi nào còn có xuất thủ lực lượng nghe được âm thanh chuông gió tim của hắn cũng là chìm đến đáy cốc bất quá trương nhược trần vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo không có bối rối nói mau chóng rời đi nơi này rời đi các ngươi có thể đi nơi nào một đạo bóng người màu đen toàn thân đan sen tử vong tà khí xuất hiện tại trong tầm mắt của cổ tùng tử, trương nhược trần, thanh mặc, dẫm lên lá rụng, từng bước một đi tới. Âm thanh chuông gió trở nên càng thêm vang dội, mảnh này trong rừng cây, hết thảy lơ lửng 10 cái chuông gió, tản mát ra ánh sáng màu đen nhánh, ở giữa mỗi hai cái chuông gió đều có một sợi tơ màu đen kết nối, hết thảy 90 sợi tơ tuyến, lẫn nhau xen lẫn, đem bọn hắn đường lui toàn bộ đều phong kín. Một mảnh lá cây rớt xuống, còn không có cùng sợi tơ đụng vào, chính là xoẹt một tiếng, biến thành hai nửa hai nửa lá cây rơi xuống đất thời điểm, phân giải mà ra, biến thành màu đen cho tàn. Cổ tùng tử ánh mắt có chút lạnh nhạt trầm xuống, nói các ngươi những vực ngoại sinh linh này, rốt cuộc muốn từ tiên cơ sơn chỗ sâu chạy ra sao. Người tại tiên cơ sơn bên ngoài chờ đợi mấy trăm năm, xem ra là phát hiện không ít bí mật, hôm nay không thể lại lưu tính mạng của ngươi. Bóng người màu đen thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, xuất hiện tại cổ tùng tử trước người, một tay nắm chụp vào trái tim cổ tùng tử. Cổ Tùng Tử mặc dù một mực chỉ là nghiên cứu đan đạo, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sức chiến đấu. Thiên hỏa chi thần, cổ Tùng Tử trước người, một tôn hỏa diếm cự nhân ngưng tụ ra, người mặc áo giáp, cầm trong tay khiên tròn, cùng bóng người màu đen bàn tay phát sinh va chạm mạnh. Âm ầm, khiên tròn cùng hỏa diếm cự nhân đều bị bóng người màu đen đánh xuyên, một cái mang theo tử vong tà khí bàn tay, đánh vào cổ Tùng Tử tim. Cổ Tùng Tử trên thân, truyền ra một đạo phá toái âm thanh, lập tức hiện ra một tầng bạch quang hóa giải bóng người màu đen trưởng lực. Mặc dù bị đánh bay ra ngoài, hắn nhưng không có thụ thương. Cổ tùng tử từ dưới đất bò dậy, toàn thân đều là bụi đất, trực tiếp đem áo ngoài cởi ra, chỉ gặp, dưới áo bào, vậy mà dán đầy từng trương hộ thân phù lục, chỉ sợ đến có ba năm trăm tờ. Muốn giết ta, người giết được ta sao? Cổ tùng tử âm thanh lạnh lùng nói, nhìn thấy cổ tùng tử trên thân lít nha lít nhít hộ thân phù lục, liền ngay cả bóng người màu đen cũng là hơi khẽ giật mình hiển nhiên là không ngờ rằng một người vậy mà có thể đem chính mình phòng ngự đến trình độ như vậy muốn giết chết hắn chỉ sợ chính mình cũng sẽ mệt đến ngất ngư đúng lúc này cổ tùng tử lấy ra một cái bình thuốc để bóng người màu đen ném tới bình thuốc bay đến bóng người màu đen đỉnh đầu thời điểm bạo liệt mà ra tiêu tán ra một đoàn xương độc màu vàng đem hắn bao phủ bóng người màu đen cũng không có trốn tránh chỉ là cười nhạt một tiếng vậy mà muốn muốn sử dụng xương độc đối phó tử tộc người thật sự là vô tri đến buồn cười nếu tạm thời không giết được ngươi, ta chỉ có thể trước hết giết thời không truyền nhân, miễn cho hắn sau này trưởng thành, biến thành tộc ta đại địch. Hôm nay, ngươi sợ rằng cũng giết không được, chẳng biết lúc nào, một lão giả toàn thân tử khí chính là, vậy mà xuyên qua khu vực ngăn cách do 10 cái chuông gió hình thành, xuất hiện đến trước người trương nhược trần. Hắn nhấc lên hồ lô rượu, chính là ung ục ục uống một ngụm, mảy may đều không có đem bóng người màu đen để vào mắt. Chương 1320, Độc Đạo Thánh Sư Tử phong tử ăn mặc nhiều nếp nhân quần áo, mang theo vải xám mũ rách, mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, uống đến say khướt dáng vẻ. Cổ tùng tử trừng tử phong tử một chút, nói, lão tử quỷ, người có phải hay không cũng sớm đã tại phụ cận, một mực không xuất thủ, cố ý nhìn lão phu trò cười. Người không phải danh sưng trong vòng 10 dặm không có một ngọn cỏ. Ta chính là muốn nhìn, những năm gần đây, thủ đoạn của ngươi có phải hay không trở nên càng thêm lợi hại. Đáng tiếc, để cho người ta thất vọng, tử phong tử sờ lấy sợi dâu, vô tình chế diếu, đồng thời, còn đánh một cái nấc, trên người mùi rượu càng đậm. Lão phù thủ đoạn lợi hại nhất là dùng độc, thế nhưng là hắn không sợ độc, có thể có biện pháp nào. Cổ tùng tử trong mắt đều muốn chừng đến hốc mắt bên ngoài, cảm thấy tử phong tử chính là đang gây sự. Nếu không phải bóng người màu đen kia còn ở bên cạnh, cổ tùng tử đã sử dụng ra độc tề, trước đem tử phong tử đánh ngã. Ngay tại hai cái lão ra hỏa đấu võ mồm thời điểm, bóng người màu đen giống như một chi mũi tên, cấp tốc hướng trong rừng bỏ chạy. Rất hiển nhiên, hắn là phát giác được tử phong tử tu vi cực kỳ cao thâm, không phải mình có thể chiến thắng. Chỉ có thể trốn, lưu lại cho ta, tử phong tử để bầu rượu xuống, toàn thân khí thế biến đổi, lập tức, toàn bộ rừng cây đều tại rất nhỏ chấn động, lá cây không ngừng rơi xuống. Trong rừng, trung cổ thời kỳ để lại tàn trận, toàn bộ đều bị kích hoạt, hình thành từng đạo quang trụ, bay thẳng hướng về bầu trời. Bá, tử phong tử chỉ là thân hình khẽ động, đã đuổi tới sau lưng bóng người màu đen, một tay nắm nén xuống dưới. Một chiêu này, cũng không phải là muốn đem hắn đánh chết, mà là muốn đem hắn bắt sống. Đinh đinh, một cái chuông gió bay ra ngoài, xoay tròn cấp tốc, trở nên càng lúc càng lớn, cùng tử phong tử bàn tay chạm đến một chút, chính là sụp đổ mà ra. Âm ầm chuông gió sụp đổ đằng sau, tuôn ra một cỗ lực lượng hủy diệt nghiêng trời lệch đất, một mảng lớn rừng cây đều bị phá hủy, hóa thành đất khô cằn, liền ngay cả từng tòa tàn trận cũng đều chia năm xẻ bảy. May mắn người xuất thủ là Tử Phong tử, đổi lại thánh giả khác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, lão phu còn cầm không được ngươi. Tử Phong tử tức giận đến dựng râu trừng mắt, cảm giác được rất mất mặt, lấy tu vi của hắn, vậy mà lại thất thủ, thế là, xuất thủ lần nữa bắt tới. Bóng người màu đen không ngừng đánh ra một viên lại một viên chuông gió, bạo liệt mà ra, ngăn cản Tử Phong tử. Đáng tiếc tu vi chênh lệch quá lớn, bất luận phản kháng gì đều là phí công tử phong tử liên tiếp đánh nát 10 cái chuông gió, rốt cục đem bóng người màu đen chân áp tại phía dưới trường ấn. Bóng người màu đen hai tay chống lấy treo lên đỉnh đầu một cái đại thủ ấn dài chừng 10 trượt, hai chân không ngừng uốn lượn, bịch một tiếng, quỷ gối trong rừng. Nói đi, cái gọi là tử tộc, đến cùng là lai lịch gì? Tiên cơ sơn chỗ sâu, lại ẩn giấu đi bí mật gì? Tử phong tử thần sắc rất nghiêm túc, trong mắt lộ ra một luồng hơi lạnh. Ngân ngân, bóng người màu đen chỉ là cười một tiếng, cái gì cũng không nói. Tử Phong tử nói, lão phu đã từng thề, cũng không tiếp tục sát sinh. Nhưng là, trên người người tử khí quá nặng, thấy thế nào cũng không giống là một cái sinh linh. Tin hay không, hôm nay lão phu đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Bóng người màu đen không hề sợ hãi, đột nhiên, trong rừng nổi lên một trận cuồng bạo hàn phong, thổi đến từng cây cổ thụ che trời nhổ tận gốc, cự thạch, bùn đất lá cây toàn bộ cũng bay giữa không trung, giống như đại địa đều muốn xoay tròn đứng lên. Bầu trời một mảnh lờ mờ, trong không khí nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Giữa thiên địa, vang lên các loại thanh âm cổ quái, có giống như là tiểu hài tử đang khóc, có như là ác quỷ tại kêu rên có giống như là trên chiến trường tiếng chém giết. Trương Nhược Trần trong lòng khẽ động, nghĩ đến từ dưới đáy đạo quán trốn tới xương ngón tay kia, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hướng tử phong tử nhắc nhở một câu, cẩn thận, có tuyệt thế hung vật đi vào phụ cận bóng người màu đen trong miệng, phát ra âm trầm tiếng cười. Chỉ gặp, trong rừng sông ra một mảng lớn bóng dáng màu đen, lít nha lít nhít đếm mãi không hết, như là từ âm gian lao ra một chi âm quân. Bọn chúng trên người mang theo tử vong tà khí, sau so bóng người tử vong tà khí trên người màu đen cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, để tử phong tử cũng đều cảm giác được nguy hiểm, vội vàng thu về bàn tay, hướng về sau cấp tốc lùi lại. Thứ gì, tử phong tử mỗi dẫm ra một bước, chính là vài dặm khoảng cách, không muốn bị bóng dáng màu đen dính vào. Thế nhưng là, những bóng dáng màu đen kia lại cũng không dự định buông tha hắn, đuổi theo tốc độ trở nên càng nhanh, muốn đem tử phong tử thôn phệ. Tam diệp cửu sinh hoa, tử phong tử lấy ra một đóa hoa nhỏ ngọc chất ba lá, nâng ở lòng bàn tay, điều động thánh khí rót đi vào. Lập tức, tam diệp cửu sinh hoa hiện ra chín vòng thánh quang màu xanh, hướng ra phía ngoài dũng xuất ra ngoài, liên tiếp chín tầng, giống như sóng nước đồng dạng. Đuổi ở hậu phương bóng dáng màu đen, vừa mới cùng thánh quang màu xanh tiếp xúc, chính là phát ra tiếng kêu thảm, nhao nhao phân giải mà ra, hóa thành từng sợi khói đen. Tam diệp cửu sinh hoa phát ra quang mang tương đương sáng tỏ, hình thành thánh đạo khí kình cũng là mười phần mãnh liệt, cho dù là đứng tại ở ngoài ngàn dặm cũng sẽ cảm giác được chướng mắt. Tiên cơ sơn chỗ sâu, truyền ra một đạo bén nhọn thanh âm, chấn động đến dãy núi lay động. Nghe được âm thanh kia, còn lại bóng dáng màu đen, bắt lấy quỳ trên mặt đất bóng người màu đen, Hóa thành một cỗ gió lốc màu đen, phóng tới Tiên Cơ Sơn chỗ sâu. Trên bầu trời mây đen cũng là tiêu tán mà ra. Tử Phong Tử không có truy kích đi lên, hai mắt nhìn qua Tiên Cơ Sơn chỗ sâu, lộ ra trầm ngưng thần sắc. Vừa rồi, đạo thanh âm bén nhọn kia, thực sự thật đáng sợ, chấn động đến hắn thánh hồn đều kém một chút rời khỏi thân thể, tựa như là đang cảnh cáo hắn. Đến cùng là tồn tại dạng gì? Tử Phong Tử lầu bầu nói, Tiên Cơ Sơn chỗ sâu có dấu một đại bí mật tương đương đáng sợ không phải chúng ta có thể trêu chọc bất quá trung cổ thời kỳ có nhân tộc đại năng lưu lại cấm kỵ thủ đoạn có thể ngăn cản bọn hắn đi ra tiên cơ sơn hiện tại thật cũng không sợ bọn hắn cổ tùng tử nói ra tử phong tử hỏi người tại tiên cơ sơn chờ đợi mấy trăm năm khẳng định biết không ít thứ mau nói cho ta biết dựa vào cái gì nói cho ngươi ngươi cho rằng chính mình là ai đương nhiên ngươi nếu là có thể đem tam diệp cửu sinh hoa giao cho ta ta vẫn là có thể nói cho ngươi một ít gì đó Cổ tùng tử âm trầm cười nói, tử phong tử dựng dâu trừng mắt, nói, lão phu tại âm dương hải đã trải qua cửu tử nhất sinh, mới đưa tam diệp cửu sinh hoa mang ra, ngươi vậy mà muốn muốn. Ngươi là đang nằm mơ chứ, không cho coi như xong, ai mà thèm, bất quá, tiên cơ sơn không chào đón ngươi, ngươi tốt nhất lập tức rời đi, bằng không lão phu chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn đuổi ngươi rời đi. Cổ tùng tử trầm lãnh nói, không giống như là đang nói đùa. Sau đó, cổ tùng tử hai tay chắp sau lưng, Hướng trong rừng đi đến. Đi đến bên người Trương Nhược Trần thời điểm, hắn mới ném đi một câu, muốn tục tiếp ba mạch, liền cùng lên đến. Thanh mặc đem Trương Nhược Trần dìu dắt đứng lên, hướng về Tử Phong Tử nháy một chút con mắt, đi theo. Tử Phong Tử hơi sững sờ, đối với Cổ Tùng Tử bóng lưng, giống lên một tiếng, "Khô lão quái, có ý tứ gì?" Vừa rồi nếu không phải lão phu xuất thủ, người cũng đã bị đánh chết, muốn hay không nhanh như vậy liền qua sông đoạn cầu. Trương Nhược Trần ở sau lưng Cổ Tùng Tử trong mắt lóe lên một đạo thần sắc khác thường tử phong tử vì sao muốn gọi cổ tùng tử là khô lão quái chẳng lẽ cổ tùng tử cũng không phải là tên thật của hắn làm một vị đan đạo thánh sư nhất định là danh truyền thiên hạ đại nhân vật trương nhược trần cẩn thận phân tích cùng suy tư bỗng dưng sắc mặt nao nao thầm nghĩ trong lòng cổ tùng tử không phải là năm đó ma giáo vị độc đạo thánh sư khô công tử kia a tám trăm năm trước trương nhược trần liền nghe qua tên khô công tử cao hơn hắn ra nửa cái bối phận Trương Nhược Trần khi 16 tuổi, khô công tử lúc ấy cũng liền chừng 30 tuổi, đã danh dương thiên hạ, danh xương đệ nhất thiên hạ đan đạo kỳ tài. 800 năm về sau, Trương Nhược Trần lật xem rất nhiều liên quan tới năm đó những người kia điển tịch, trong đó, tìm đọc ma đế cùng chỉ giao quyết chiến thiên trương thời điểm, trong lúc vô tình thấy qua liên quan tới khô công tử ghi chép. Trên điển tịch ghi chép, 500 năm trước, khô công tử danh xưng độc đạo thánh sư, trở thành ma giáo trưởng lão. Triều đình cùng ma giáo trận đại chiến kia đằng sau, Ma giáo cao thủ cơ hồ tử thương hầu như không còn, cũng không có liên quan tới khô công tử ghi chép, Trương Nhược Trần chỉ cho là hắn đã chết tại trong trận đại chiến kia. Lúc đầu, Trương Nhược Trần cũng có chút hoài nghi tử phong tử đã từng là người trong ma giáo, nghe được hắn xưng hô của Tùng Tử là khô lão quái, tự nhiên cũng liền liên tưởng đến khô công tử trên thân. Cổ Tùng Tử, khô công tử, sẽ không thật là cùng là một người a? À? Nếu như cổ Tùng Tử là ma giáo trưởng lão, vì sao không đợi tại ma giáo tổng đàn, lại ẩn cư đến nguy cơ tứ phía tiên cơ sơn. Hắn là tại ẩn cư, hay là tại tránh né cái gì? Trương Nhược Trần trong lòng tràn ngập nghi vấn, đột nhiên phát hiện, cổ tùng tử cũng là một người rất có chuyện xưa. Cổ tùng tử mang theo Trương Nhược Trần cùng thanh mặc đi vào một mảnh xương trắng mê mang rừng cây, trong rừng cây cối 10 phần to lớn, có cổ thụ, cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, đứng ở mặt đất, giống như sơn phong một dạng. Ở giữa cỏ dại trong cây cối có chút một chút đổ nát thê lương, đó có thể thấy được, nơi này đã từng 10 phần huy hoàng, rất có thể là tiên cơ tông địa điểm cũ, tại 10 vạn năm trước, chỉ sợ là có vài lấy vạn kế tông môn đệ tử trong này luyện công, luyện đan, lĩnh hội thánh đạo, đáng tiếc bây giờ trở nên vô cùng hoang vu, liền ngay cả đã từng thềm đá cũng đều bị rêu xanh bao trùm. Trương Nhược Trần thấp giọng nói với Thanh Mặc, cẩn thận một chút, dựa theo cổ tùng tử bước chân tiến lên, không cần dẫm sai. Nơi này có rất nhiều cổ lão tàn trận, hơi không cẩn thận, nói không chắc gặp được đại hung hiểm. Cổ Tùng Tử mang theo Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc, đi vào phía dưới một tòa linh sơn. Rầm rầm, linh sơn trên vách đá dựng đứng, có một đầu linh tuyền chảy ra đến, dưới chân núi, hội tụ thành một chỗ ven hồ màu xanh, tản mát ra mờ mịt mông lung sương mù. Ven hồ trồng đầy các loại chân quý linh dược, có là dược thảo, có là đủ mọi màu sắc dược hoa, còn có tản mát ra mê người hương thơm linh quả. Nơi này phong cảnh tú lệ, linh khí dồi dào, tĩnh mịch tường hòa, cùng tiên cơ sơn địa phương khác so ra, đơn giản tựa như là một tòa tiên gia thánh địa. Nơi đây, đã từng là tiên cơ tông ngoại môn lớn nhất tu luyện linh địa, cho dù là hiện tại, lòng đất tụ linh đại trận cũng còn tại vận chuyển. Cổ Tùng Tử nói ra, thanh mặc đem trương nhược trần để xuống, để hắn ngồi tại ven hồ nghỉ ngơi. Cổ Tùng Tử hướng nơi xa nhìn chằm chằm một chút, hư lạnh một tiếng, lão tử quỷ kia vậy mà không hề rời đi tiên cơ sơn, còn lén lút hướng nơi này chạy tới, thật coi lão phu không thu thập được hắn. Cổ Tùng Tử phóng xuất ra tinh thần lực, hóa thành mấy chục cây quang qua, bay vào trong rừng, đánh vào mặt đất. Âm ầm, trong rừng cổ lão tàn trận, toàn bộ đều bị kích hoạt, vận chuyển, đem mảnh khu vực kia phong tỏa, bất luận sinh linh gì đều mơ tưởng xâm nhập ở đây. Trương Nhược Trần mí mắt giơ lên, nói tiền bối cùng tử phong tử không giống như là có đại thù đại hận, vì sao muốn đem hắn tự tại ngoài cửa, liền không thể ngồi xuống thật tốt nói một chút. Cổ Tùng Tử đối với Trương Nhược Trần không có sắc mặt tốt, nói ai nói cho người biết chưa đại thù đại hận. Muốn chữa thương, người cũng không nên hỏi nhiều như vậy, không nên hỏi vấn đề. Rất hiển nhiên, Cổ Tùng Tử không muốn tiếp tục đàm luận vấn đề này, lại nói, hiện tại, người đem Thiên Diệp Thánh Tâm thảo lấy ra, để vào trong linh hồ. Chương 1321, lấy thiên địa quy tắc diễn hóa ba mạch. Linh hồ cũng không lớn, chiều dài cũng chỉ có hơn 10 dặm, trong hồ nước lại là tràn ngập linh khí, bình thường võ giả uống nước hồ đủ để tăng cường thể chất, tăng lên tốc độ tu luyện, hơn nữa có thể kéo dài tuổi thọ. Trương Nhược Trần đem hòn đảo sinh trưởng thiên diệp thánh tâm thảo, để vào trong hồ. Lập tức, linh hồ hình dạng, biến thành hình khuyên, hòn đảo ở vào vị trí trung tâm. Cổ tùng tử đích thật là gian trá, xảo trá, bất quá, lại là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không có thất ngôn. Cổ tùng tử cẩn thận cho Trương Nhược Trần giảng giải, nói, ở trong kết mạch đan, gia nhập thiên diệp thánh tâm thảo dược lực, lại thêm lão phu lấy cường đại tinh thần lực giúp người một lần nữa tạo nên ba mạch, đích thật là có thể làm cho thương thế của ngươi khôi phục như lúc ban đầu nhưng là coi như đàn đạo thánh sư tinh thần lực lại như thế nào cường đại cũng không có khả năng đưa ngươi thể nội ba mạch khôi phục lại bộ dáng lúc trước sẽ có một chút không trọn vẹn những không trọn vẹn kia đối với tu sĩ bình thường mà nói cũng không trọng yếu thế nhưng là đối với người loại thiên tài đứng đầu này mà nói cuối cùng có nhất định trình độ ảnh hưởng theo cảnh giới của ngươi càng cao loại ảnh hưởng kia cũng liền càng là rõ ràng kinh mạch thánh mạch Huyết mạch cũng không phải là đơn thuần một sợi dây, mà là do một sợi dây dọc theo 10 cái tuyến, 100 cái tuyến. Vô cùng vô tận tuyến, cuối cùng xen lẫn thành hình lưới, phân bố tại toàn thân mỗi một chỗ tổ chức rất nhỏ. Cho nên, muốn sử dụng tinh thần lực tạo nên ra ba mạch cùng trước kia hoàn toàn giống nhau như đúc, căn bản chính là một kiện việc không thể nào. Trương Nhược Trần hiện tại tinh thần lực đạt tới cấp 53, có thể tại thể nội ngưng kết ra bảy thành kết cấu huyết mạch hệ thống. Thế nhưng là, hắn hết sức rõ ràng coi như tinh thần lực đạt tới bậc 60, trở thành tinh thần lực đại thánh, cũng chỉ có thể để huyết mạch hệ thống đến gần vô hạn 10 thành, lại không có khả năng đạt tới 10 thành. Cổ Tùng Tử nói tới không chọn vẹn, chính là một phần vạn kia, thậm chí một phần 100.000 thiếu thốn. Đối với người bình thường mà nói, như thế thiếu thốn, căn bản cũng không trọng yếu. Đối với thánh giả tới nói, chỉ sợ cũng sẽ để cho tốc độ tu luyện hạ xuống gấp đôi, thậm chí mấy lần. Đối với đại thánh mà nói, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ tu vi ngừng cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Có thể nói, ba mạch không chọn vẹn tạo thành ảnh hưởng, đủ để hủy đi trương nhược trần thần chi mệnh cách, hủy đi để trương nhược trần tại võ đạo bốn cảnh đánh xuống cơ sở, vượt qua nuốt Phật đế xá lợi từ tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Đối với một cái tuyệt đỉnh thiên tài mà nói, đây là tương đương chí mạng. Từ phía trên mới, biến thành tầm thường. Mặc dù, kết quả này tại trương nhược trần trong dự liệu, nhưng là, từ trong miệng của Tùng Tử nói ra, tâm cảnh hay là nhận ảnh hưởng không nhỏ, tâm tình có chút ủ rột. Thanh mặc mười ngón nắm chặt, ngậm miệng, nói chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác. Biện pháp ngược lại là có. Cổ Tùng Tử nói, Trương Nhược Trần nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới Cổ Tùng Tử y thuật vậy mà như thế cao minh, vậy mà thật sự có bù đắp biện pháp. Cổ Tùng Tử lại nói, bất quá, Lão Phu không có bản sự kia, chỉ có một người có lẽ có thể làm đến. Ai? Trương Nhược Trần hỏi, ngươi, Trương Nhược Trần hơi sững sờ, nói ta. Cổ Tùng Tử nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, lúc trước, Ta điều tra thân thể của ngươi thời điểm, phát hiện trong cơ thể ngươi có cực kỳ nồng đậm hỗn độn chi khí. Trên người của ngươi hẳn là cất giấu một cái bí mật không nhỏ a." À. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Cổ Tùng Tử hai mắt, lâm vào trầm mặc. "Ngươi không cần nói cho lão phu đó là bí mật gì, lão phu cũng không muốn biết." Cổ Tùng Tử xưa nay không ưa thích thám thính người khác bí mật, làm một cái luyện đan sư, biết được càng nhiều, đã chết càng nhanh. Cổ Tùng Tử tiếp tục nói, trong cơ thể con người ba mạch, coi như lại như thế nào huyền bí biến hóa lại nhiều, chi mạch lại phức tạp, cuối cùng chỉ là hậu thiên dựng dục ra tới. Nhưng mà, hỗn độn chi khí lại là tiên thiên chi khí, có thể dựng dục ra vạn sự vạn vật, càng thêm huyền bí, càng thêm biến hóa khó lường. Trương Nhược Trần tương đương thông minh, trong khoảnh khắc, đã minh bạch cổ tùng tử ý tứ, nói ý của tiền bối là, để cho ta sử dụng hỗn độn chi khí, tự hành quẩn dục ba mạch. Không sai, cổ tùng tử lại nói, nếu là lão phu không có nhìn lầm, người đã từng tu luyện ra ngũ hành hỗn độn thể, nhưng, đây chẳng qua là Hậu Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn Thể. Ngươi nếu là có thể sử dụng Hỗn Độn chi khí, uẩn dục ra ba mạch, cũng liền có thể tiến thêm một bước, thành tựu Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn Thể, tiềm lực lớn hơn. Đến một bước kia, người tương lai thành tựu, liền ngay cả lão phu đều là không cách nào tưởng tượng. Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn Thể, Trương Nhược Trần lẩm bẩm niệm một câu, trong truyền thuyết, chỉ có thời điểm thiên địa sơ khai, mới có thể đản sinh ra sinh linh có được loại thể chất này, xác suất cực thấp. Cổ Tùng Tử nói, nhưng là, người cũng muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Bởi vì người tinh thần lực, rất khó khống chế hỗn độn lực lượng. Ở trong hỗn độn, có lẽ có thể dựng dục ra tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể, cũng có khả năng sẽ hủy đi tu vi cuộc đời của ngươi, biến thành một cái bình thường phàm nhân. Hiện tại, người không cần nói cho Lão Phu lựa chọn như thế nào, trước tiên có thể suy nghĩ tỉ mỉ ba ngày, sau ba ngày, lại cho Lão Phu một cái trả lời chắc chắn. Đây là một cái trọng yếu đại tuyển chọn, người trước, có thể lập tức khôi phục tu vi không có nguy hiểm nhưng là trương nhược trần tiềm lực lại bị chém dụng gọt đi thiên tài quang hoàn tương lai thành tựu sẽ mười phần có hạn cái sau lại muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm hoặc là tu luyện thành tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể tiềm lực vô tận hoặc là trở nên một phàm nhân liền ngay cả thánh cảnh tu vi cũng sẽ hóa thành hư không không cần cân nhắc ta tuyển cái sau vận mệnh nhất định phải nắm giữ tại chính ta trong tay còn có rất nhiều chuyện trọng yếu trở lấy ta đi làm trương nhược trần ý chí kiên định không có một chút do dự. Cổ tùng tử trong mắt, hiện lên một đạo thần sắc tán thưởng, nhẹ gật đầu, nói, ngươi còn là muốn chờ lão phu ba ngày, ít nhất cũng phải ba ngày thời gian, mới có thể đem huẩn mạch đan luyện chế ra tới. Chỉ dựa vào trương nhược trần ý chí của mình cùng hỗn độn chi khí, không có khả năng ngưng tụ ra ba mạch, còn cần huẩn mạch đan phụ trợ. Sau đó ba ngày, trương nhược trần xếp bằng ở linh hồ ven hồ, trong đầu, hiện ra đã từng đọc qua qua tất cả võ học điển tịch, bao quát trong côn lôn giới lục đại kỳ thư vẫn thần kinh thiên ma thạch khắc bộ phận đồ quyền đương nhiên trọng yếu nhất hay là cử thiên minh đế kinh không hề nghi ngờ mỗi một loại võ học điển tịch đều là tiên hiền đối với thiên địa quy tắc một loại thăm dò ẩn chứa có đại đạo đặc biệt là lục đại kỳ thư cùng cử thiên minh đế kinh loại đỉnh tiêm công pháp này càng là trực chỉ đại đạo bản nguyên nghiên cứu triệt để có thể nhìn lén thiên địa huyền bí sử dụng hỗn độn chi khí uẩn dục ba mạch cùng thiên địa quy tắc quá trình sinh ra không hề khác gì nhau. Trương Nhược Trần không cách nào nhìn lén thiên cơ, không cách nào hiểu thấu đáo đại đạo bản nguyên, thế là, chỉ có thể chỉnh lý cùng quy nạp trong thiên hạ ngàn vạn loại võ học, hy vọng có thể đối với mình có nhất định trợ giúp. Ba ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua, Trương Nhược Trần vẫn như cũng nhìn không thấu thiên địa quy tắc, nhưng là, cảnh giới võ đạo lại hướng về phía trước phóng ra một bước dài, lại có rất nhiều hiểu mới, liền ngay cả tạo nghệ trên kiếm đạo, cũng đạt tới một cái mới tinh độ cao, giống như là sắp liền muốn phát sinh thuế biến. Cổ Tùng Tử đem ẩn mạch đan luyện chế ra đi ra, giao cho Trương Nhược Trần trong tay, nói, Lão Phu chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, tiếp xuống phải xem chính ngươi tạo hóa. Từ nay về sau, chúng ta ai cũng không nợ ai nhân tình. Cổ Tùng Tử hướng thanh mặc dặn dò một câu, để nàng cho Trương Nhược Trần hộ pháp, tuyệt đối không nên bị ngoại giới sự vật quấy dày. Sau đó, hắn hai tay chắp sau lưng, rời đi nơi đây. Thanh mặc bờ môi giật giật, muốn khuyên Trương Nhược Trần lại cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng là, cuối cùng vẫn không có nói ra, lo lắng ảnh hưởng Trương Nhược Trần tâm cảnh. Chỉ có người liều qua, cố gắng qua, kiên trì qua, mới có thể minh bạch cái gì là truyền kỳ, cái gì là bình thường. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình thản, nắm vuốt uẩn mạch đan, không có một chút do so dự, một ngụm nuốt vào vào trong miệng. Uẩn mạch đan tựa như là một đạo chất xúc tác, tiến vào thể nội, lập tức để Trương Nhược Trần thể nội hỗn độn chi khí trở nên vô cùng sinh động, phát ra rầm rầm thanh âm. Mỗi một tia hỗn độn chi khí đều giống như một dòng sông, mỗi một hạt điểm sáng đều giống như một ngôi sao. Trương Nhược Trần trên da, tản mát ra năm màu kỳ dị quang hoa, vô số điểm sáng đang lóe lên, quang mang trở nên càng ngày càng sáng tỏ, đem bên cạnh linh hồ cũng đều chiếu rọi thành rưỡi màu sắc rực rỡ, không nói ra được mỹ lệ. Thanh Mặc đứng ở một bên, trừng lớn một đôi tinh mâu, ngừng thở. Ở trong mắt nàng, giờ phút này Trương Nhược Trần thể nội giống như là chứa một tòa vũ trụ vô cùng minh mông, có từng mảnh từng mảnh tinh vực, đếm mãi không hết tinh thần. Công tử đây là sự thực muốn do hậu thiên, lột xác thành tiên thiên. Lấy nhục thân, chiếu rọi vũ trụ, lấy thiên địa quy tắc, diễn hóa thân thân thể ba mạch. Thanh mặc nhẹ nhàng nuốt xuống một ngụm nước miếng, lộ ra vô cùng khẩn trương. Nơi xa, cổ tùng tử đứng tại trong một tòa nhà lá, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn chằm chằm ven hồ phương hướng, tự lầm bầm nói, kẻ này nếu là thật sự thành công, E là cho dù là thần tại lúc tuổi còn trẻ cũng muốn thua hắn ba phần, có thể sáng tạo kỳ tích sao? Tại trong cảm giác của trương nhược trần thân thể trở nên càng ngày càng to lớn, minh mông vô ngần giống như là hóa thành một mảnh vô cùng vô tận tinh không, đã không phải là hắn có thể khống chế. ở thời điểm này trương nhược trần may mà cũng liền không còn đi khống chế trong đầu lần nữa hồi ức đã từng đọc qua qua hàng ngàn hàng vạn chủng công pháp, ước vạn cái văn tự đồng thời nổi lên những văn tự kia vậy mà hình thành một bước lại một bước đồ án, có giống như là một cái uyển chuyển vô song tiên tử, có giống như là một đoán nở rộ linh hoa, có như là một cái cầm trong tay cung tiến chiến sĩ, còn có chống lên thiên địa ma trụ, cuồn cuộn chảy xuôi thần hà. Đếm mãi không hết đồ án, cuối cùng vậy mà cùng thể nội điểm sáng năm màu hòa làm một thể, khiến cho hỗn độn thế giới đều trở nên vô tận huyền diệu, vô cùng mỹ lệ. Hoa, tại thời khắc này, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thân thể cấp tốc co vào, từ vô cùng minh mông vũ trụ, lại biến thành một cái nhân loại nho nhỏ thân thể. Kinh mạch, thánh mạch, huyết mạch toàn bộ đều khôi phục. Thánh khí tại trong kinh mạch cùng thánh mạch ghé qua, huyết dịch tại trong huyết mạch chảy xuôi, thân thể nguyên bản âm u đầy tử khí, trở nên sinh khí giạt rào. Kinh mạch cùng thánh mạch vẫn như cũ là lúc đầu số lượng, thế nhưng là, ba mạch lại đều biến thành năm màu. Mà lại, Trương Nhược Trần luôn cảm giác ba mạch đều phát sinh sửa đổi tương đương rất nhỏ, chỉ bất quá, lấy tu vi hiện tại của hắn, còn không thể nhận ra cảm giác đến loại cải biến kia. Vậy mà trực tiếp đột phá cảnh giới, đạt đến thượng cảnh thánh giả tu vi. Trương Nhược Trần mỉm cười, tâm tình vô cùng vui vẻ, không kịp chờ đợi muốn đại chiến một trận, dùng cái này đến phát tiết đoạn thời gian gần nhất kiềm chế tâm tình. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, lực lượng bây giờ đến cùng đạt đến cấp độ gì? Có thể cùng thông thiên huyết tướng cấp bậc nhân vật chống lại sao? Chương 1322, tư đồ phượng thành quyết định khoảng cách chỉ lâm quan đại khái 500 dặm trên một tòa bình nguyên, là bất tử huyết tộc quân doanh, liếc nhìn lại, đều là lít nha lít nhít doanh trướng, đèn đuốc sáng trưng, tựa như là chiếu dọi tại trên đại địa hắc ám từng khỏa tinh thần. Quân doanh trên không, bao trùm lấy thật dày huyết vân, liên miên mấy ngàn dặm. Trong huyết vân, có từng tòa đại trận tại vận chuyển, có thể phòng ngừa triều đình cường giả đánh lén. Thanh thiên bộ tộc trong đó một tòa thống soái doanh trướng, là do từng cỗ nhân loại xương trắng đắp lên mà thành. Tại bên ngoài doanh trướng, đứng thẳng một cây cờ lớn, trên lá cờ treo một tấm da người, xác thực nói, hẳn là ra từ trên thân một vị nhân tộc thánh giả lột bỏ tới. Trên da người, thánh huyết không có khô, tản mát ra từng sợi máu đỏ tươi mang. Tại da người mặt ngoài, thì là dùng thánh đạo quy tắc lạc ấn lấy hai cái cứng cáp văn từ tư đồ. Tư đồ, tại thanh thiên bộ tộc thuộc về thế gia vọng tộc, đại biểu cho một cái cổ lão mà huy hoàng gia tộc, gần với thanh thiên bộ tộc hoàng tộc. Làm tư đồ gia tộc kiêu ngạo, đệ nhất nhân trong thanh thiên bộ tộc tuổi trẻ thánh giả, tư đồ phượng thành ngồi tại doanh trướng trên cùng, cầm trong tay mới vừa lấy được truyền tin quang phù, nhãn thần trở nên vô cùng ngưng trọng. Thật là đáng sợ một tin tức, đây là muốn long trời lở đất. Truyền tin quang phù là từ ninh phong phủ phủ thành truyền đến, nội dung phía trên, để tư đồ phượng thành cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngay tại trước đây không lâu, minh đường thánh tổ xâm nhập vào phủ thành, đem trung doanh vương phủ đánh chìm tới lòng đất, sư tôn của hắn trung doanh vương bị đánh thành trọng thương. Sau đó, thanh thiên huyết đế xuất thủ ngăn cản, cùng minh đường thánh tổ đấu pháp, đem phủ thành đánh nát hơn phân nửa, đến trăm vạn thanh thiên bộ tộc tộc nhân ở trong chiến đấu dư âm tử vong. Phải biết, bắc vực hết thảy chỉ có 36 phủ. Mỗi một phủ phủ thành, đều là tồn tại vạn năm trở lên cổ thành, làm phòng ngự kiên cố nhất địa phương, trong thành phòng ngự trận pháp một tòa liên tiếp một tòa, bất kỳ tai kiếp gì cũng rất khó đưa nó phá hủy. Nhưng mà, ninh phong phủ phủ thành, lại bị phá hủy hơn phân nửa, có thể nghĩ, Trận đại chiến này là bực nào đáng sợ. Kết quả sau cùng, Thanh Thiên Huyết Đế thảm bại, kém một chút chết tại trong tay Minh Đường Thánh Tổ. Căn cứ phía trên truyền tin quang phù nói, chính là Bất Tử Thần Điện Điện chủ suy tính ra Thanh Thiên Huyết Đế cùng Trung Doanh Vương gặp nạn, cách một mảnh hư không cùng Minh Đường Thánh Tổ đấu pháp, cứu Thanh Thiên Huyết Đế cùng Trung Doanh Vương, đem bọn hắn mang về Bất Tử Thần Điện dưỡng thương. Minh Đường Thánh Tổ cùng Bất Tử Thần Điện Điện chủ giao Phong, tựa hồ cũng là chịu một chút thương thế, rời đi Ninh Phong phủ, bây giờ tung tích không rõ. Từ đồ phượng thành tâm cảnh cao thâm, rất nhanh liền lắng lại trong lòng chấn động cảm xúc, lầu bầu nói, đại đế cấp bậc chiến đấu, cũng không biết là bực nào kinh người. Nếu là có thể đứng tại chỗ gần quan sát, đối ta tu luyện, nhất định là có trợ giúp thật lớn. Trận chiến này, thanh thiên bộ tộc tổn thất nặng nề, không chỉ có thanh thiên huyết đế cùng chung doanh vương bị đánh phải trọng thương sắp chết, càng là có gần 50 vị huyết thánh vẫn lạc, chết đi bán thánh, ngư long cảnh bất tử huyết tộc vô số kể. Vẹn vẹn chỉ là minh đường thánh tổ một người, liền để cho thanh thiên bộ tộc nguyên khí đại thương, chỉ sợ tại trong thập đại bộ tộc, hiện tại chỉ có thể xếp tới cuối cùng. Thanh thiên bộ tộc cố nhiên là bị đánh đến trở tay không kịp, thế nhưng là, minh đường thánh tổ lại có thể từ trong tay bất tử thần điện điện chủ bỏ chạy, tại bất tử huyết tộc lãnh địa tới lui tự nhiên, thực lực của nàng hẳn là vượt xa bất tử huyết tộc đã từng dự đoán. Đến cùng là vì cái gì? Minh đường thánh tổ tu luyện 800 năm, hẳn là một đại năng rất có lý trí, nàng vì sao muốn bốc lên vẫn lạc phong hiểm, tiến vào ninh phong phủ đối phó sư tôn. Từ đồ phượng thành trăm mối vẫn không có cách giải, bất tử huyết tộc không chỉ có thập đại huyết đế, còn có thần bí khó lường bất tử thần điện, giống như đầm rồng hang hổ, coi như tu vi lại cao hơn, đơn thương độc mã xâm nhập tiến bất tử huyết tộc lãnh địa cũng chỉ sẽ là cửu tử nhất sinh. Minh đường thánh tổ không có khả năng vô duyên vô cớ làm như thế, thế nhưng là, từ đồ phượng thành làm sao đều muốn không thấu nguyên nhân trong đó. Tiếp xuống một đoạn thời gian, thanh thiên bộ tộc thời gian sẽ rất khó chịu, nhất định phải sớm làm ra một chút an bài mới được. Từ đồ Phượng Thành ngồi tại bàn bên cạnh, liên tiếp khắc hóa hơn 30 đạo truyền tin quang phù, ống tay áo vung lên, những truyền tin quang phù kia hóa thành một giải hào quang, bay ra ngoài doanh trại, biến mất tại trong màn đêm. Cộc cộc, tiếng bước chân vang lên, một vị quân sĩ người mặc huyết khải, từ bên ngoài đi vào, một chân quỳ xuống, nói, phó thống soái đại nhân, Từ kiếm huyết thánh cùng diệt phong huyết thánh tại ngoài doanh trại cầu kiến. Từ Đồ Phượng Thành con mắt có chút co rụt lại, nói chỉ có hai người bọn họ. Không sai, căn cứ Từ Đồ Phượng Thành nhận được tin tức, Từ Kiếm Huyết Thánh cùng Diệt Phong Huyết Thánh đều đã tiến vào Tiên Cơ Sơn, cướp đoạt Hóa Thánh đan đan phương. Bây giờ, hai người bọn họ về doanh, vì sao trúc khinh y nhưng không có tin tức? Từ Đồ Phượng Thành sinh ra một cỗ dự cảm bất tường, nói mời bọn họ tiến đến. Từ Kiếm Huyết Thánh cùng Diệt Phong Huyết Thánh là Thông Thiên Huyết Tướng, tại Bất Tử huyết tộc có địa vị cực cao, thế nhưng là nhìn thấy tư đồ phượng thành nhưng vẫn là rất cung kính hành lễ, đồng nói, bái kiến phó thống lĩnh. Tư đồ phượng thành nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu bọn hắn miễn lễ, nói, hai vị huyết tướng không cần khách khí như vậy, bản thánh hiện tại liền hiếu kỳ, các ngươi đến cùng mang về tin tức xấu gì. Diệt phong huyết thánh nói, khinh y huyết tướng ở trong tiên cơ sơn chúng kim bức độc, bị trương nhược trần cho bắt. Cho dù tư đồ phượng thành đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là cảm giác được có chút giật mình, nói trương nhược trần. Cái nào trương nhược trần? chính là nhân tộc vị thời không truyền nhân kia. Diệt phong huyết thánh ánh mắt âm trầm nói. Sau đó, diệt phong huyết thánh cùng tứ kiếm huyết thánh đem bọn hắn ở trong tiên cơ sơn gặp phải, toàn bộ đều nói ra. Từ đồ phượng thành không ngừng nhíu mày, thời gian dần trôi qua tiếp nhận sự thật này, Trương Nhược Trần đi vào bắc vực, bắt được Trúc khinh Y, đồng thời còn ở trong tiên cơ sơn đại sát tứ phương, cướp đi luyện chế hóa thánh đan chủ dược tiên diệp thánh tâm thảo. Đây quả thật là một người ba mạch tấn phế có thể làm được sự tình. Các ngươi xác định Trương Nhược Trần không chỉ sử dụng tinh thần lực, còn sử dụng võ đạo lực lượng. Tư đồ Phượng Thành hỏi, nếu Trung Doanh Vương nói phế bỏ Trương Nhược Trần ba mạch, như vậy, Trương Nhược Trần ba mạch liền khẳng định đã phế bỏ, tư đồ Phượng Thành đối với điểm này là tin tưởng không nghi ngờ. Tư kiếm huyết thánh nói, ta cùng Trương Nhược Trần giao thủ qua, kẻ này đích thật là vận dụng võ đạo lực lượng, không giống như là một người ba mạch tấn phế. Diệt phong huyết thánh suy đoán nói, có lẽ là, cổ tùng tử thay hắn tục tiếp ba mạch. Tại tranh đoạt thiên diệp thánh tâm thảo thời điểm, hai người bọn họ rất thân cận, cũng là cùng rời đi. Từ đồ phượng thành lâm vào suy tư, sau nửa ngày, mới lại lộ ra một đạo dáng tươi cười, nói có ý tứ, thật sự là có ý tứ, không hổ là thời không truyền nhân, kẻ này thật sự là bách chiến bất tử. Ngoại trừ năm người trên anh hùng phú trong nhân tộc, rốt cuộc tìm tới đối thủ thứ sáu để cho ta có chút coi trọng. Kỳ thật, Trương Nhược Trần thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng thông thiên cảnh sơ kỳ thánh giả chống lại bằng vào tu vi của ta đủ để nghiền ép hắn. Chỉ bất quá, thủ đoạn không gian của hắn, thật sự là quá huyền diệu, nếu là muốn rút đi, liền xem như chân thánh, trí thánh đoán chừng đều lưu không được hắn." Diệt Phong huyết thánh nói ra, Tư Đồ Phượng thành ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn, nhìn chằm chằm ánh nến, nói Trương Nhược Trần bắt lấy khinh y lại không giết, xem ra hắn là có càng lớn ngu đồ." Tư Kiếm huyết thánh nói, Trương Nhược Trần tốc độ phát triển thật đáng sợ, lần này nhất định phải diệt trừ hắn." không thể để cho hắn chạy ra tiên cơ sơn. Tự nhiên không thể để cho hắn chạy ra tiên cơ sơn, ngoại trừ hắn, cổ tùng tử cùng thương lan võ thánh cũng đều nhất định phải cầm xuống. Tư đồ phượng thành nói, diệt phong huyết thánh lộ ra nét mừng, nói, phó thống soái chuẩn bị tự mình xuất thủ. Cho tới bây giờ cục diện như vậy, không tự mình xuất thủ đều không được, cùng để trương nhược trần tới tìm ta, không bằng ta đi trước tìm hắn. Tư đồ phượng thành trong lòng, đã có một ít suy đoán, Trương Nhược Trần bắt lấy Trúc khinh Y lại không giết chân chính nguyên nhân, có phải là vì trên người hắn món đồ kia? Bất quá, khinh Y còn ở trong tay của hắn, hắn liền chiếm cứ thượng phong, tại cùng hắn đối chiến trước đó, nhất định phải san đều tỷ số thế yếu này mới được. Tư đồ Phượng Thành không thích bị người chế trụ, nếu lựa chọn chủ động xuất khích, tự nhiên là phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Tư đồ Phượng Thành đi đến doanh trướng trên giá sách bên trái, lấy ra một sấp tài liệu thật dày, tại tư liệu bìa, viết lấy Trương Nhược Trần ba chữ lật ra tư liệu kia từ đồ phượng thành nhanh chóng đọc một lần nói ngắn ngủi mấy năm thời gian trương nhược trần liền từ thiên ma lĩnh một cái nho nhỏ quận quốc ùm yếu vương tử trưởng thành là nhân vật bây giờ làm cho cả bất tử huyết tộc đều nghe tiếng biến sắc gọi hắn là nhân tộc một đoạn truyền kỳ cũng không đủ vân vũ quận quốc vô thị học cung đông vực thánh việt lưỡng nghi tông huyết thần giáo minh vương kiếm mộ đều có như vậy một chút cùng trương nhược trần giao hảo tu sĩ nên lựa chọn ai đây trên tư liệu viết trương nhược trần uy hiếp chính là mẹ ruột của hắn, cũng chính là vân vũ quận quốc lâm phi nương nương. Nhưng là, từ đồ phượng thành đoạn thời gian gần nhất nhận được tin tức, những tu sĩ tiến về trung ương hoàng thành chuẩn bị bắt lâm phi kia, toàn bộ đều biến thành người chết. Rất hiển nhiên, có một cỗ cường đại thế lực khổng lồ, trong bóng tối bảo hộ lâm phi. Cho nên, muốn động lâm phi không phải một chuyện dễ dàng, chỉ có thể từ địa phương khác vào tay. Hoa, lúc này, một đạo truyền tin quang phù, từ doanh trướng bên ngoài bay vào được, rơi vào đến tư đồ Phượng Thành trong tay. Xem hết truyền tin quang phù nội dung phía trên, tư đồ Phượng Thành lập tức cười một tiếng, ẩn thân tại Minh Vương kiếm mộ phụ cận bất tử huyết tộc tu sĩ truyền về tin tức, bọn hắn phát hiện Hoàng Yên Trần tung tích. Hoàng Yên Trần cùng Minh Vương kiếm mộ một nhóm tu sĩ, chính hướng bắc vực chạy đến. Trương Nhược Trần vị hôn thê, ha ha, bản thánh tự mình dẫn đầu một đội nhân mã đi qua, nhất định đưa nàng bắt. Chỉ cần đem Hoàng Yên Trần nắm giữ ở trong tay, Trương Nhược Trần chính là chúng ta trên thước thịt cá, chỉ có thể mặc cho dựa vào chúng ta xâm lược, nhìn hắn còn thế nào trốn. Diệt Phong huyết thánh chủ động xin chiến, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Từ Đồ Phượng Thành cảm thấy Diệt Phong huyết thánh làm việc không đủ cẩn thận, lắc đầu, nói chuyện này nhất định phải do Tư Kiếm huyết thánh đi làm. Vì cái gì? Diệt Phong huyết thánh không hiểu, Từ Đồ Phượng Thành nói, muốn đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết, chúng ta đến có hai tay chuẩn bị. Người đi một chuyến Đông vực đem trên tư liệu mấy người này bắt tới tư đồ phượng thành đem trong tay một phần tư liệu giao cho diệt phong huyết thánh chờ đến diệt phong huyết thánh cùng tứ kiếm huyết thánh sau khi rời đi tư đồ phượng thành mới là lầu bầu nói đối phó một người làm sao đều giết không chết không thể chinh phục càng áp chế càng mạnh hai tay chuẩn bị chỉ sợ còn chưa đủ nhất định phải còn có tay thứ ba tay thứ tư chuẩn bị mới có thể bảo đảm hắn hữu tử vô sinh vạn kiếp bất phục tư đồ phượng thành viết xuống hai lá thư phái người phân biệt đưa đi tề thiên bộ tộc cùng hoàng thiên bộ tộc. Hai bộ tộc này cùng Trương Nhược Trần đều có thâm cửu đại hận, tin tưởng bọn họ sẽ không bỏ qua đối phó Trương Nhược Trần cơ hội. Trương 1323, hầm một nồi nước. Tiên cơ sơn, ven hồ dưới linh sơn, Trương Nhược Trần khôi phục đằng sau, thể nội có năm màu quang mang bắn ra, tựa như là dùng ngũ thải thần thạch rèn đúc thân thể, tràn ngập dùng mãi không hết lực lượng, để hắn cảm giác đến trước nay chưa có thoải mái. Liền ngay cả trên không linh sơn, tựa hồ cũng nhận trong cơ thể hắn lực lượng ảnh hưởng, ngừng tụ ra một đoàn thánh vân năm màu, thật lâu không tiêu tan. Thiên hà phân công, trương nhược trần thân thể, tự động cách mặt đất bay lên, bay đến mấy trăm trượng cao giữa không trung đánh ra một chiêu lạc thủy quyền pháp. Âm ầm vùng thiên địa này đều vang lên đinh tai nhức óc phong lôi âm thanh, một đầu thiên hà hư ảnh bầy biện ra đến, lơ lửng tại thiên khung bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa chấn động đến linh sơn nhẹ nhàng lay động trở xuống mặt đất Trương Nhược Trần thu hồi tràn ra ngoài thánh khí, trên da hào quang năm màu, dần dần trở thành nhạt, nội liễm đến trong máu thịt. Thanh mặc mười phần mừng rỡ, phát ra tiếng cười như chuông bạc, chúc mừng công tử thương thế khỏi hẳn, từ nay về sau sở hướng vô địch. Trương Nhược Trần gật đầu cười, bỗng dưng, toàn thân cao thấp đều là truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt, trên mặt đổ mồ hôi lạnh, từng cây huyết mạch nổi bật đi ra, hai chân không còn chút sức lực nào, liền ngay cả đứng lập cũng đều có chút bất ổn. Thanh mặc nụ cười trên mặt cứng đờ, vội vàng lách mình tiến lên, nâng lên Trương Nhược Trần, nói công tử, người thế nào? Chẳng lẽ chữa thương quá trình xuất hiện ngoài ý muốn? Trương Nhược Trần cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mỗi một cây huyết mạch, kinh mạch, thánh mạch đều truyền ra một cỗ nhói nhói, tựa như là muốn một lần nữa vỡ vụn. Cổ Tùng Tử chắp hai tay sau lưng, từ trong túp lều đi ra, hừ nhẹ một tiếng, trong cơ thể ngươi ba mạch mặc dù đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí càng hơn lúc trước, nhưng là, dù sao cũng là vừa mới dựng dục ra đến, giống như mới sinh hài nhi đồng dạng, chỗ nào chịu được huyết khí cùng thánh khí mãnh liệt vận chuyển. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần cảm giác được thể nội cỗ đau đớn kia, dần dần yếu bớt, thư giãn tới. Trương Nhược Trần rất thông minh, minh bạch cổ tùng tử trong lời nói ý tứ, hỏi ta cần điều dưỡng bao lâu mới có thể cùng người giao thủ. Lấy thể chất của ngươi, chỉ cần nửa tháng, hẳn là liền đầy đủ. Nhìn ngươi tiểu tử này coi như có chút thuận mắt, lão phu cũng không vội mà đuổi ngươi rời đi, tiếp xuống nửa tháng, ngươi liền lưu tại nơi này điều dưỡng đi. Cổ tùng tử nhẹ nhàng nói một câu, liền lại rảnh rỗi đình dạo chơi rời đi. Thanh mặc nhìn chằm chằm cổ tùng tử bóng lưng, đột nhiên cảm thấy, lão đầu nhi tính tình cổ quái này, không hề giống mặt ngoài như vậy bất cận nhân tình. Công tử, người cảm giác tốt một chút không có. Thanh mặc ân cần hỏi han, không có việc gì, là chính ta quá nóng lòng một chút. Trương Nhược Trần tự diếu cười một tiếng, sau đó, hít sâu một hơi, phương viên chăm dặm thiên địa linh khí, hóa thành từng tia quang văn, tràn vào thể nội, tại trong kinh mạch cùng thánh mạch chậm rãi chảy xuôi. Liên tiếp điều tức 10 cái đại chu thiên, cỗ đau đớn cảm giác kia mới hoàn toàn biến mất. Công tử, ta đi bắt một con man cầm trở về nấu canh, cho người bổ một chút. Thanh mặc thi triển ra thân pháp, leo lên nguy nga linh sơn, biến mất tại từng tầng từng tầng màu trắng trong sương mù. Cổ tùng tử trong này ở mấy trăm năm, bởi vậy có thể thấy được, nơi đây khẳng định là tương đương an toàn, bởi vậy, Trương Nhược Trần cũng không lo lắng Thanh Mặc gặp được nguy hiểm, chuẩn bị toàn lực ứng phó tu luyện, lợi dụng nửa tháng này thời gian để tu vi tiến thêm một bước. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, một khi hắn hiện thân tiên cơ sơn tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ đem rất nhiều cửu gia hấp dẫn tới. Chỉ có tu vi trở nên mạnh hơn, ở sau đó trong tranh đấu mới có thể chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Ồ, Trương Nhược Trần tinh thần lực tiến vào khí hải, kinh ngạc phát hiện, Phật đế xá lợi tử vậy mà lơ lửng tại trong khí hải ở vào phía trên Tịnh Diệt Thần Hỏa, tản mát ra vạn trượng kim quang, tràn ngập thần thánh vận vị. Phật đế xá lợi tử rõ ràng là bị ta nuốt trong bụng, làm sao lại xuất hiện tại khí hải? Trương Nhược Trần cảm giác kinh ngạc, duỗi ra một cái tay phải, đặt ở mi tâm vị trí. Hoa, Phật đế xá lợi tử từ, từ trong khí hải bay ra, xuyên qua mi tâm thần vu ấn ký, rơi vào trong tay Trương Nhược Trần, chỉ có to bằng hạt lạc, có từng cái Phật phân ở phía trên chìm nổi. Trương Nhược Trần làm sao cũng không ngờ tới Lần này tái tạo ba mạch, vậy mà trời xui đất khiến hóa giải Phật đế xá lợi tử ẩn hoạn này. Hẳn là tại kinh mạch cùng thánh mạch thành hình giai đoạn, theo thánh khí cấp tốc vận chuyển, cũng đem Phật đế xá lợi tử đưa vào khí hải. Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười sán lạn, quả nhiên là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, xem ra sau này vận khí sẽ càng ngày càng tốt. Một lần nữa đem Phật đế xá lợi tử thu nhập vào khí hải, lập tức, nó lại lơ lửng đến phía trên Tịnh Diệt thần hỏa, chậm rãi xoay tròn. Từ trong xá lợi tử thả ra lực lượng khiến cho Trương Nhược Trần coi như không vận chuyển công pháp, tu vi cũng tại lấy gấp 10 lần tốc độ tăng lên. Phật đế xá lợi tử quả nhiên là vô giới chi bảo, khó trách nhiều như vậy tu sĩ đều muốn lấy được nó. Bằng vào nó, hẳn là không được bao lâu, ta liền có thể tu luyện ra huyền hoàng chi khí, trở thành huyền hoàng cảnh thánh giả. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, tiến vào thánh cảnh đằng sau, tăng lên một cảnh giới, đều là khó như lên trời. Chính là có Phật đế xá lợi tử phụ trợ, Trương Nhược Trần mới có thể tại dưới tình huống ba mạch vỡ vụn còn có thể đột phá một cảnh giới, trở thành thượng cảnh thánh giả. Bây giờ, không chỉ có ba mạch toàn bộ tục tiếp, lại có hỗn độn chi khí, tịnh diệt thần hỏa, Phật đế xá lợi tử phụ trợ, tu vi tăng lên tốc độ sẽ chỉ trở nên càng nhanh. Cường độ tinh thần lực cũng đã đạt tới cấp 53 trung kỳ. Trương Nhược Trần làm ra phán đoán như vậy, cường độ tinh thần lực, kỳ thật cũng không có như vậy kỹ càng phân chia, chỉ có cấp số thuyết pháp. Bất quá, làm tinh thần lực tu sĩ, Đối với mình cường độ tinh thần lực lại có không đồng dạng ước định. Vừa mới đột phá đến cấp 53 tinh thần lực tu sĩ, khẳng định là xa xa không bằng những nhân vật tại cấp 53 đã tu luyện mấy chục năm kia. Theo chương nhược Trần, cấp 53 tinh thần lực tu sĩ có thực lực đối ứng triệt địa cảnh cùng thông thiên cảnh võ đạo thánh giả, khoảng cách phi thường to lớn. Cho nên, hắn đem cấp 53 chia làm bốn cái cấp độ: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Sơ kỳ cùng trung kỳ đối ứng triệt địa cảnh thánh giả, hậu kỳ cùng đỉnh phong, đối ứng thông thiên cảnh thánh giả. Không hề nghi ngờ, đại địa thần điện tư mệnh thần nữ tiên phi tử cùng bất tử thần điện bất tử thần nữ huỳnh hoặc, đều là cấp 53 đỉnh phong. Mà lại, coi bọn nàng đối với tinh thần lực tinh diệu khống chế cùng có lợi hại bảo vật, khiến cho thực lực của các nàng vượt xa cấp 53 đỉnh phong tinh thần lực thánh giả bình thường. Chỉ sợ cũng chỉ có thông thiên huyết tướng loại cấp bậc kia nhân vật mới có thể cùng các nàng chống lại. Cấp 54 tinh thần lực thánh giả, đối ứng thì là chân thánh cùng chí thánh. Hỏa tông tông chủ sở tư viễn cường độ tinh thần lực, chính là cấp 54 đỉnh phong. Tiến thêm một bước, đạt tới cấp 55, liền sẽ đi vào một cái thế giới hoàn toàn mới, trở thành tinh thần lực thánh vương. Đương nhiên, nhìn như kém một bước, lại là muôn vàn khó khăn, không biết bao nhiêu tinh thần lực thánh giả bị kẹt chết tại một cửa ải kia. Tựa như sở tư viễn, tại 54 cướp đỉnh phong, nói ít cũng đã dừng lại trăm năm. Trương Nhược Trần từ cấp 53 sơ kỳ, đến cấp 53 trung kỳ, chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày tại tinh thần lực thánh giả khác xem ra, tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Đây hết thảy đều là bởi vì Phật đế xá lợi tử. Nếu là sở tư viễn có thể có được Phật đế xá lợi tử, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đột phá, bước vào tinh thần lực thánh vương cấp độ. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra trầm uyên cổ kiếm, nắm ở trong tay, nhắm hai mắt, lập tức sinh ra một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Sử dụng khắc kiếm, không có cảm thụ như vậy. Bá, Trương Nhược Trần cánh tay lắc một cái, cự kiếm màu đen đâm ra ngoài, dưới chân đi theo dẫm ra bộ pháp huyền diệu tại ven hồ lưu lại từng đạo hư ảo thân ảnh kiếm tùy thân đi thân theo kiếm đi là ở chỗ này mua kiếm trương nhược trần như si như say không có sử dụng thánh khí chỉ là sử dụng đơn thuần kiếm chiêu thiên tâm kiếm pháp chân nhất lôi hỏa kiếm pháp cử tử kiếm pháp thời gian kiếm pháp chỉ cần là trương nhược trần đã từng tu luyện qua kiếm pháp đọc qua qua kiếm điển một chiêu một thức tại thời khắc này tự nhiên mà vậy thi triển đi ra vô luận là kiếm pháp gì mỗi một chiêu đều mười phần ăn khớp, lộ ra nước chảy mây trôi, vừa đúng. Thẳng đến nơi xa, bay tới một cỗ mê người mùi thơm, Trương Nhược Trần mới dừng kiếm thế, ngừng lại. Đã ngộ ra kiếm thất tầng cảnh giới thứ 9, chỉ còn sau cùng tầng cảnh giới thứ 10, kiếm suốt vô hối, liền có thể đem kiếm thất tu luyện tới đại viên mãn, phong hào kiếm thánh. Trương Nhược Trần trong lòng vẫn có chút chờ mong, làm một kẻ kiếm tu, ai không muốn trở thành kiếm thánh. Hiện tại, Trương Nhược Trần khoảng cách cảnh giới tất cả mọi người tha thiết ước mơ kia, đã chỉ kém một bước cuối cùng. Kiếm thất tầng thứ 10, kiếm xuất vô hối. Kiếm xuất vô hối, tựa hồ đã không phải là một loại kiếm đạo cảnh giới, càng giống là một loại nhân sinh cảnh giới. Trương Nhược Trần nhíu mày, luôn cảm thấy có chút bắt không được sau cùng tầng cảnh giới kia, chẳng lẽ là bởi vì lịch duyệt còn chưa đủ. Bay tới mùi thơm càng đậm, để Trương Nhược Trần căn bản là không có cách tính tâm suy nghĩ, may mà cũng liền không suy nghĩ thêm nữa, chuẩn bị thuận theo tự nhiên. Thanh Mặc cũng không biết là từ đâu chộp tới một cái lục giai man cầm, vậy mà thật nấu một nồi lớn canh, nước canh lộ ra kim quang chói mắt, trong canh không chỉ có thịt, còn có một số linh dược. Cổ Tùng Tử cũng sớm đã xông ra nhà tranh, ngồi xổm ở nồi lớn bên cạnh, trừng lớn một đôi mắt, không ngừng nuốt nước miếng, nói Thanh Mặc cô nương, người đối với đàn đạo tựa hồ cũng có rất sâu nghiên cứu. Không có nghiên cứu, Thanh Mặc nói, không có khả năng, người gia nhập vào trong canh 13 chủng linh dược, mỗi một loại dược tính cũng không giống nhau, nhưng lại có thể hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho dược tính trở nên cực kỳ cường đại, có thể so với nửa cây thánh dược. Dạng này phối hợp, liền ngay cả lão phu trước kia cũng chưa từng gặp qua. Cổ tùng tử ánh mắt không hề rời đi nổi lớn, liếm môi một cái, mười phần nóng vội mà hỏi còn không có nấu xong sao. Thanh mặc nói, đây là ta cho công tử chịu đại bổ canh, lại không có phần của ngươi, ngươi gấp gáp như vậy làm gì. Cổ tùng tử một người tại tiên cơ sơn chờ đợi mấy trăm năm, vẫn luôn là nuốt huyết đan bổ sung nhục thân tiêu hao chưa từng có nếm qua đồ ăn đột nhiên thanh mặc lại tại hắn ngoài cửa nhịn một nồi lớn canh lấy thanh mặc trù nghệ tăng thêm trong canh phát ra mùi thơm có thể nghĩ một nồi nước này đối với cổ tùng tử lực hấp dẫn là bực nào to lớn cổ tùng tử nghiêm túc nói trương nhược trần bệnh nặng mới khỏi không thích hợp đại bổ ngược lại là lão phu nhịn cơ chịu đói mấy trăm năm vốn là gầy yếu không chịu nổi gió thổi liền ngã lại lao tâm lao lực giúp trương nhược trần luyện chế uẩn mạch đan Cảm giác gần đây con mắt đều nhanh thấy không rõ đường, đầu hôn mê cực kỳ, chính hẳn là bù một chút. Trương Nhược Trần từ đằng xa đi tới, nghe được cổ Tùng Tử như vậy không biết xấu hổ mà nói, không khỏi lộ ra một đạo ý cười, nói chỉ cần cổ Tiền Bối có thể đem liên quan tới tử tộc bí mật nói ra, một nồi nước thịt này, tự nhiên là có ngươi một phần. Chương 1324, ma giáo chuyện xưa. Cổ Tùng Tử lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chỉnh lấy khuôn mặt, biểu hiện được một phái đức cao vọng trọng bộ dáng nói, người trẻ tuổi, làm tiền bối không thể không nói cho người một cái chân lý, đồ vật không nên biết đến, tốt nhất vẫn là thiếu biết. Trương Nhược Trần đi đến chỗ gần, trực tiếp ngồi vào cổ tùng tử đối diện, theo dõi hắn một đôi già nua con mắt, nói, đến cùng cái gì mới là nên biết đồ vật. Cái gì là không nên biết đến đồ vật, không nên biết, đó là bởi vì người tu vi quá thấp, còn không phải nên biết thời điểm. Mặt khác, tiểu tử ngươi quá không an phận, cho nên, cũng là không nên người biết. Cổ Tùng Tử nói. Trương Nhược Trần trầm mặc một lát, nói, bằng vào tu vi hiện tại của ta, cũng còn không đủ tư cách biết. Không đủ, cổ tùng tử đang trả lời Trương Nhược Trần thời điểm, cái mũi dùng sức hít hà, nói thanh mặc cô nương, đến cùng còn phải đợi bao lâu. Ta nhìn thịt đã chín mọc, linh dược cũng đều sắp nấu nát, có phải hay không hiện tại liền có thể bắt đầu ăn. Trương Nhược Trần cười cười, cổ tùng tử đổi giọng ngược lại là đổi rất nhanh, trước kia đều gọi thanh mặc là tiểu nha đầu, bây giờ lại gọi thanh mặc cô nương, lại có một chút nịnh nọt ý vị vì ăn hắn là ngay cả mặt mo cũng không cần thanh mặc đối với cổ tùng tử không có sắc mặt tốt nói công tử nhà ta đã nói qua ngươi nhất định phải đem tử tộc bí mật nói cho chúng ta biết canh thịt mới có phần của ngươi chật chật đều nói rồi tu vi của các ngươi quá thấp vẫn chưa tới nên biết thời điểm cổ tùng tử cảm thấy thanh mặc có chút tử tâm nhãn thở dài một tiếng vậy liền đổi một vấn đề tiền bối cùng tử phong tử đến cùng là có ân oán gì cái này cũng có thể nói đi trương nhược trần nói cái này, cũng không thể nói, cổ tùng tử lắc đầu, nhãn thần trở nên hơi khác thường. Lại thêm một bình long diễm tử trong thiên hạ liệt tử xếp hạng thứ 8 đâu. Có thịt, có canh, có rượu, chính hẳn là phối một cái cố sự. Không phải sao, Trương Nhược Trần từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình long diễm tử, mở ra bầu rượu cái nắp, phóng tới trước mặt cổ tùng tử. Nồng đậm mùi rượu bay ra, khiến cho cổ tùng tử hai mắt tuôn ra ánh sáng nóng rực, đầu lưỡi nhịn không được liếm môi. Thấy cảnh này, Trương Nhược Trần liền biết suy đoán của hắn không sai, nếu cổ tùng tử đã từng cùng tử phong tử giao hảo, cũng liền khẳng định cũng là một người thích rượu. Cổ tùng tử bổ nhào về phía trước, liền đi bắt bầu rượu, lại vồ hụt, bầu rượu bị Trương Nhược Trần trước một bước thu hồi. Cổ tùng tử hít một tiếng, đều là một chút chuyện cũ năm xưa, có cái gì tốt nói. Nếu là chuyện cũ năm xưa, mấy trăm năm đều đã đi qua, còn có cái gì không thể nói sao. Thật muốn đem bọn người ân oán, vẫn đợi đến trong bùn đất trương nhược trần rất muốn biết nguyên nhân trong đó cảm thấy lấy tử phong tử tính cách không giống như là một người sẽ phản bội bằng hữu đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân để hai cái đã từng sinh tử chi giao bất hòa đâu chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó nếu là có thể ngược lại là hẳn là giúp bọn hắn giải khai hiểu lầm trương nhược trần lấy ra một viên nhẫn không gian phóng tới trước mặt cổ tùng tử nói lại thêm một viên nhẫn không gian cũng đủ rồi a à. cổ tùng tử nắm lên nhẫn không gian phóng xuất ra tinh thần lực rót đi vào, dò xét đến trong không gian ở trong giới chỉ thần sắc trở nên càng thêm kích động. đối với một cái luyện đan sư mà nói, một viên nhẫn không gian tác dụng phi thường to lớn, đủ để giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. một viên nhẫn không gian, thật chỉ là dùng để đổi một cái cố sự, không cần thiếu người nhân tình. người không phải là tại nhớ thương lão phu trong tay hóa thánh đan đan phương a. cổ tùng tử có chút không tin trương nhược trần, thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Trương Nhược Trần tiếp nhận thanh mặc thịnh tới canh, nói, một vị đan đạo thánh sư cố sự, đáng cái giá này. Cổ Tùng Tử đã không còn điều kiêng kỵ gì, đem nhẫn không gian đeo tại tay phải ngón út phía trên, cẩn thận nhìn một chút, rất là ưa thích. Sau đó, hắn lại nắm lên lòng diễm tử uống xong một ngụm, ngẩng đầu nhìn bầu trời một vòng minh nguyệt, lâm vào vô tận hồi ức, cười lạnh một tiếng, cầu thí đan đạo thánh sư, tại 600 năm trước, nên gọi là độc đạo thánh sư mới đúng. Lão phu tạo nghệ tại trên độc đạo, thế nhưng là so tạo nghệ tại trên đan đạo cao hơn nhiều. Trương Nhược Trần thần sắc khẽ động, nói, người thật là độc đạo thánh sư khô công tử. 600 năm, côn lôn giới ra một đời lại một đời thiên tài nhân kiệt, lão phu còn tưởng rằng đã từng danh hào, sớm đã bị người cho lãng quên. Hắc hắc, lấy tiểu tử ngươi niên kỷ, thế mà biết lão phu tên thật, ngược lại là hiếm là cực kỳ. Cổ tùng tử đối với Trương Nhược Trần sinh ra mấy phần hảo cảm, một cái tuổi trẻ tiểu bối lại còn có thể biết tên của hắn, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có một ít vui sướng. Trương Nhược Trần hỏi, 600 năm trước, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đó là cận cổ thời kỳ, côn lôn giới hỗn loạn nhất một khoảng thời gian, chiến loạn không dứt, không có bất kỳ một thế lực nào có thể may mắn thoát khỏi, bao quát như mặt trời ban chưa bái nguyệt thần giáo. Lúc kia, nữ hoàng còn không có đăng cơ, đệ nhất trung ương đế quốc còn không có thành lập. Đương nhiên, khi đó chỉ giao nữ hoàng đã phong mang tất lộ, có thể dẫn đầu đại quân công phạt bái nguyệt thần giáo tổng đàn. Trận chiến kia, Bái Nguyệt Thần giáo cao thủ tử thương hầu như không còn, liền ngay cả giáo chủ đều vẫn lạc. Đương nhiên, thần giáo nội tình thâm hậu, cũng không hề hoàn toàn hủy diệt, vẫn có một ít nhân vật trọng yếu sống sót, triệu tập phân tán ở các nơi giáo chúng, chuẩn bị trọng chỉnh thần giáo. Trong đó, liền có giáo chủ đại đệ tử Thạch Thiên Tuyệt cùng tứ đệ tử Lăng Tu. Trương Nhược Trần thần sắc khẽ động, nói: "Ma giáo giáo chủ Thạch Thiên Tuyệt, 600 năm trước, Thạch Thiên Tuyệt còn không phải nhất giáo chi chủ." trong giáo chúng người ủng hộ Lăng Tu, kỳ thật phải hơn rất nhiều. Trong lục đại đệ tử của giáo chủ, Lăng Tu thiên tư cao nhất, mà lại lại là giáo chủ con trai trưởng có thể xưng tân nhiệm giáo chủ nhân tuyển tốt nhất. Trương Nhược Trần hỏi, về sau lại chuyện gì xảy ra? Cổ Tùng Tử lại uống xong một ngụm long diễm tử, mới có chậm chậm nói ra, vì tranh đoạt vị trí giáo chủ, nguyên bản quan hệ giao hảo sư huynh đệ, trở mặt thành thù, triển khai huyết tinh giết chóc, liền ngay cả thần giáo cũng kém một chút bởi vậy triệt để hủy diệt không biết tại sao trương nhược trần nghĩ đến thánh minh trung ương đế quốc minh đế mất tích đằng sau không phải cũng là có như vậy một nhóm người tại tranh quyền đoạt lợi cuối cùng tại dưới nội ưu ngoại hoạn nước mất nhà tan trương nhược trần hỏi lúc ấy tiền bối là trong giáo trưởng lão có được không thấp thân phận địa vị tiền bối đứng ở đâu một bên đâu cổ tùng tử nhắm mắt lại lắc đầu nói ta hai bên đều không muốn đứng chỉ sợ không dễ dàng như vậy a à. trương nhược trần nói không sai Cổ Tùng Tử nhẹ gật đầu. Có một ngày trong đêm, trong giáo một đám tu sĩ rơi lên trọng thương ngã gục lăng tu, xâm nhập tiến ta luyện đan địa phương để cho ta cứu chữa hắn. Theo bọn hắn nói, lăng tu là bị Thạch Thiên Tuyệt đả thương. Xem ra tiền bối là nhất định phải chọn đội. Trương Nhược Trần nói, ta căn bản không muốn xếp hàng, cũng không dám xếp hàng, bởi vì người nhà của ta, tộc nhân toàn bộ đều nắm giữ ở trong tay Thạch Thiên Tuyệt. Cứu được lăng tu, người nhà cùng tộc nhân của ta sẽ chết không cứu lăng tu, ta liền sẽ chết. Cho nên ta lập tức hướng giáo chủ tam đệ tử phong túy sinh đưa tin, hy vọng hắn có thể gấp trở về giúp ta. Giáo chủ lục đại đệ tử, chỉ có ba người bọn họ còn sống, phong túy sinh vô luận là cùng thạch thiên tuyệt, hay là cùng lăng tu đều là quan hệ vô cùng tốt. Chỉ cần hắn có thể gấp trở về, coi như không cách nào ngăn cản thạch thiên tuyệt cùng lăng tu tranh đấu, chỉ ít có thể lấy cứu người nhà cùng tộc nhân của ta. Trương Nhược Trần thần sắc chấn động, nói tử phong tử chính là ma đế tam đệ tử phong túy sinh, danh sưng tử tiên. Nhất thông bách thông, trương nhược trần cuối cùng là minh bạch, tử phong tử tạo nghệ ở trên tử đạo vì sao cao thâm như vậy, nguyên lai, hắn lại có thân phận kinh người như vậy. Thế nhưng là, tại trong ấn tượng của trương nhược trần, 800 năm trước, đám người đối với phong túy sinh đánh giá, đây chính là một vị Mỹ nam tử phong lưu phóng khoáng dạo chơi nhân gian, cùng tử phong tử làm sao đều không giống như là cùng là một người. Coi như người sau khi già sẽ tàn lụi, thế nhưng là, hắn cái này cũng tàn quá mức phận. Tử Tiên, hắn chính là một tên lừa gạt, một con rùa đen rút đầu. Ta đưa tin cho hắn đằng sau, hắn rõ ràng đáp ứng nhất định có thể giúp ta cứu người nhà cùng tộc nhân, cho nên ta mới ra tay cứu được Lăng Tu. Thế nhưng là, thế nhưng là, chờ hắn tới thời điểm, đưa đến trước mặt ta lại là đầy đất thi hài, chết rồi, tất cả đều chết rồi, một người sống đều không có. Cổ Tùng Tử trong miệng phát ra tiếng cười, trong mắt lại tại rơi lệ. Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc, sau nửa ngày, mới nói có lẽ hắn cũng có nỗi khổ tâm. Hắn nói cho ta biết, bởi vì một số việc, làm trễ nải thời gian, đi gặp Thạch Thiên Tuyệt thời điểm, người đã chết hết. Ta liền muốn biết, chúng ta tốt như vậy giao tình, còn có chuyện gì, sao cứu ta người nhà càng trọng yếu hơn. Ta nhìn hắn chính là sợ hãi xếp hàng, sợ hãi đắc tội Thạch Thiên Tuyệt, sợ hãi cho mình đưa tới hỏa sát thân, cố ý đi đến trễ như vậy. Cổ Tùng Tử cảm xúc xúc động phẫn nộ, cắn chặt răng răng, lửa giận ở trong lòng lan tràn trương nhược trần cẩn thận nghĩ nghĩ tử phong tử nói không chính xác thật là có khả năng làm ra chuyện như vậy bởi vì lão gia hỏa này đích thật là rất sợ chết lúc trước vì bảo mệnh hắn nhưng là cho trì giao quỳ xuống còn phát mấy cái thể độc làm một vị thánh giả hay là ma đế đệ tử thậm chí ngay cả tôn nghiêm của mình đều không cần cho một nữ nhân giết chết sư tôn của mình quỳ xuống đích thật là có chút không thể nào nói nổi trương nhược trần cũng không biết làm như thế nào khuyên hỏi lại sau đó thì sao Bái nguyệt ma giáo lại chuyện gì xảy ra, vì sao thạch thiên tuyệt thành giáo chủ, người ủng hộ càng nhiều lăng tu bây giờ lại là tiêu thanh mịch tích. Cổ tùng tử lắc đầu, nói, sự kiện kia đằng sau, ta mất hết can đảm, thế là rời đi thần giáo. Về sau, ngược lại là hiểu rõ một chút, nghe nói lăng tu cùng thạch thiên tuyệt tranh đấu, khiến cho vốn là nguyên khí đại thương thần giáo trở nên càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Trung vực một chút thế ra cùng tông môn, chuẩn bị liên hợp lại, tiêu diệt thần giáo, chia cắt thần giáo tài nguyên. Tại thần giáo sinh tử tồn vong thời điểm, Lăng Tu chủ động từ bỏ tranh đoạt vị trí giáo chủ, tại Vô đỉnh sơn tự phế tu vi, từ đó về sau, Thạch Thiên Tuyệt trở thành tân nhiệm giáo chủ, Lăng Tu lại là thâm cư không ra ngoài, không còn có nhúng tay trong giáo sự vật. Nghe nói, trở thành giáo chủ đằng sau, Thạch Thiên Tuyệt cũng là tương đương hối hận, cảm thấy ở giữa sư huynh đệ không nên như vậy bất hòa, cho nên, tại thiên hạ các nơi tìm kiếm kéo dài tính mạng thánh dược, cầu khắp tất cả đan đạo thánh sư, muốn trị liệu tốt Lăng Tu liền ngay cả lăng tu nữ nhi, cũng bị phong làm thánh nữ thủ tôn, trong giáo có được địa vị dưới một người trên vạn người. Bất quá, tại lão phu xem ra, hắn bất quá chỉ là tại thu mua lòng người mà thôi. Cổ tùng tử hư lạnh một tiếng, hắn đối với cổ tùng tử là hận, cùng thạch thiên tuyệt lại là huyết hải thâm cừu. Đáng tiếc, thạch thiên tuyệt tu vi quá cao, chỉ sợ cả đời này hắn đều báo không được thù. Trường 1325, giả vô tiêu tương nhân đoạn tràng. Kể xong cố sự, Cổ tùng tử trong lòng bi thống cùng kiềm chế, ngược lại giảm bớt rất nhiều, hít sâu một hơi, lập tức, trong mắt nước mắt toàn bộ đều biến mất. Các ngươi chơi cái gì? Cho lão phu lưu một chút, cổ tùng tử khôi phục tâm tình đằng sau, phát hiện trong nồi canh thịt vậy mà đã thiếu một nửa, vội vàng nhào tới, gia nhập vào cướp đoạt thức ăn hàng ngũ. Sau nửa canh giờ, dòng dã một nồi lớn canh thịt, bị ba người bọn họ ăn đến sạch sẽ. Liền ngay cả xương cốt, cũng đều tiến vào kim bức cử mãng miệng rộng, cổ tùng tử tán dương một phen thanh mặc trù nghệ sờ lấy tròn vo cái bụng trở lại trong nhà tranh lại bắt đầu nghiên cứu đan dược thanh mặc nhìn chằm chằm nhà tranh phương hướng hai tay chống lấy cái cằm nói kỳ thật cổ tùng tử tiền bối hay là thật đáng thương cả nhà đều bị đồ diệt chính mình còn chỉ có thể trốn ở trong tiên cơ sơn nguy cơ trùng trùng trải qua mai danh ẩn tích cô độc thời gian thoáng qua một cái chính là mấy trăm năm rõ ràng có huyết hải thâm cừu nhưng lại không cách nào báo thù trương nhược trần ánh mắt có chút mê ly luôn cảm thấy cổ tùng tử kinh lịch cùng hắn có rất nhiều chỗ tương tự đồng dạng đều có một vị cừu địch không cách nào chiến thắng giống như một tòa núi lớn đồng dạng ép tới bọn hắn không thở nổi chỉ cần vị đại địch kia còn sống bọn hắn cũng chỉ có thể trốn trốn tránh tránh mai danh ẩn tích căn bản là không có cách lấy chân diện mục gặp người có lẽ chỉ có trương nhược trần mới có thể minh bạch cổ tùng tử trong lòng là đến cỡ nào thống khổ công tử người nói tử phong tử thật như vậy sợ chết vậy mà thấy chết không cứu Thanh mặc nói, Trương Nhược Trần ánh mắt dần dần lại khôi phục thần thái, nói tại âm Dương Hải, đối mặt Trung Doanh Vương, Dược Long Vương, Lôi Bộ Thiên Vương, sát tấn Vương nhiều như vậy khủng bố tuyệt luân đại năng, tử phong tử cũng đều độc thân mạo hiểm, đem ta cứu được ra ngoài. Ta cùng hắn giao tình, làm sao hơn được hắn cùng cổ tùng tử giao tình. Hắn có thể bốc lên lớn như vậy hung hiểm đi cứu ta, làm sao có thể bởi vì sợ chết mà thấy chết không cứu. Ý của ngươi là nói, tử phong tử hẳn là có nỗi khổ tâm. Thanh mặc nói, Trương Nhược Trần đứng dậy, hướng trong một vùng rừng tăm tối nhìn lại, mi tâm thiên nhãn mở ra, xuyên qua từng tầng từng tầng trận pháp cùng cây cối che chắn, nhìn thấy số ngoài trăm giảm tử phong tử thân ảnh, nói, người tự mình đi hỏi một chút hắn, chẳng phải có thể biết đáp án. Từ trong trận pháp có thể nhìn thấy bên ngoài, thế nhưng là, bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Tử phong tử cũng không hề rời đi, ngay tại nếm thử xâm nhập tiến rừng cây, thế nhưng là, trong rừng cổ trận tương đương lợi hại, cho dù là lấy tu vi của hắn, cũng đều lọt vào ngăn cản. Ta hỏi hắn, hắn sẽ nói sao? Thanh mặc nói, trương nhược trần sờ lên cái cằm, cười nói, hảo tử chi nhân, nhất định tham ăn. Nếu có thể dùng mỹ thực dẫn tới cổ tùng tử nói ra năm đó chuyện cũ, hẳn là cũng có thể sử dụng mỹ thực cậy mở tử phong tử miệng. Thanh mặc lòng hiếu kỳ cực nặng, không kịp chờ đợi liền hướng trong rừng sông vào, chuẩn bị đi mở ra nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng là, trong rừng trận pháp lại tương đương lợi hại, tiến đến khó, ra ngoài cũng khó, thanh mặc hao tốn 3 ngày thời gian, cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài. Đường đi tới cùng đường đi ra ngoài khẳng định không giống với, cùng chính mình đi thăm dò, nếu như không để cho nó mang ngươi ra ngoài. Trương Nhược Trần ngón tay, chỉ hướng xa xa khe nước. Chỉ gặp, một cái to lớn mãng xà màu vàng nằm nhoài trong nước, trông mong nhìn chằm chằm thanh mặc, một đầu đầu lưỡi đỏ thắm không ngừng rũi ra, hiển nhiên là đang chờ mong lần nữa nếm đến mỹ thực. Lần trước, kim bước cự mãng thế nhưng là ngay cả canh đều không có uống đến một ngụm, chỉ ăn đến man cầm xương cốt, đừng đề cập cỡ nào lòng chua sót. Thanh mặc nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt minh bạch trương nhược trần ý tứ. Ngày thứ hai, thanh mặc dễ dàng liền đem kim bước cự mãng thu phục, sau đó, ngồi tại cự mãng đầu, biến mất ở trong rừng, hướng ngoài núi bước đi. Ba ngày qua, Trương Nhược Trần không gần như chỉ ở lĩnh hội kiếm thất tầng cảnh giới thứ 10 kiếm xuất vô hối, cũng tại tiếp tục nghiên cứu thời không bí điển cùng thời gian kiếm pháp. Không gian cùng lực lượng thời gian, chính là chương nhược Trần trọng yếu nhất hai tấm át chủ bài, tự nhiên là phải không ngừng xâm nhập nghiên cứu. Cùng lúc đó, thể nội ba mạch trở nên cứng cáp hơn, chỉ cần vận chuyển thánh khí tốc độ đừng quá mức cương mãnh, căn bản sẽ không xuất hiện cảm giác đau đớn. Khó trách Cổ Tùng Từ tiền bối có thể một thân một mình trong này ẩn cư 600 năm, nơi đây đích thật là một chỗ tu thân dưỡng tính, nghiên cứu võ đạo tuyệt diệu chi địa. Mỗi một ngày Trương Nhược Trần cũng có thể cảm giác được tu vi cùng kiếm đạo tạo nghệ tại tấn mãnh tăng lên, cảm giác như vậy, không nói ra được vui vẻ. Vào đêm về sau, trong hồ thiên diệp thánh tâm thảo, bắt đầu hấp thu mặt trăng quang hoa, khiến cho giữa thiên địa xuất hiện từng sợi quang vụ, giống như là màu bạc xa, điểm sáng ngưng tụ thành cầu, hình ảnh cực kỳ mỹ lệ. Sàn sạt, trong rừng, thổi tới một cỗ gió nhẹ, Trương Nhược Trần hai lỗ tai giật giật, nghe được cực kỳ nhỏ tiếng bước chân. Ban đầu, hắn tưởng rằng thanh mặc cùng kim bức cự mãng trở về cũng không có để ở trong lòng cũng không lâu lắm trương nhược trần phát giác được không thích hợp vội vàng mở ra hai mắt phóng xuất ra tinh thần lực tiến hành dò xét ở trong rừng phát hiện một đám người mặc áo đen tu sĩ cổ tùng tử cũng sớm đã đi ra nhà tranh đứng tại ven hồ nhìn qua lờ mờ rừng cây lầu bầu nói nên tới cuối cùng vẫn là đến rồi một lát sau đám kia tu sĩ áo đen đi ra khỏi rừng cây xuất hiện tại linh hồ bờ bên kia trên mặt của bọn hắn đều mang theo một tấm đúc có nguyệt nha ấn ký kim loại mặt nạ, nhìn thấy trong hồ thiên diệp thánh tâm thảo, đều là lộ ra sợ hãi than thần sắc. Bất quá, thực lực của bọn hắn đều rất cường đại, hiển nhiên là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, tâm cảnh trầm ổn, rất nhanh liền lại thu hồi ánh mắt. Trong tu sĩ áo đen, một cá thể hình tương đối cao lớn nam tử đi tới, tu vi đạt tới thông thiên cảnh, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại thánh đạo khí tức, hiển nhiên là tu sĩ áo đen lãnh thụ. Nam tử cao lớn hai tay ôm quyền, không người hướng cổ tùng tử hành lễ, nói ám giả cung, triệu kỳ lân, bái kiến khô trưởng lão. Cổ tùng tử mặt không đổi sắc, nói ám giả sứ giả là thần giáo điều tra thiên hạ hết thảy cơ mật, bên trong cha phản đồ, bên ngoài giò xét địch tình. 600 năm trước, quê quán liền đoán được, sớm muộn có một ngày, ám giả sứ giả sẽ tìm được nơi này tới. Thạch thiên tuyệt thật là muốn đuổi tận giết tuyệt sao, triệu kỳ lân nói, khô trưởng lão hiểu lầm, đối với chuyện năm đó, giáo chủ cũng thật cảm thấy hổ thẹn, muốn tận lực đền bù, cho nên điều động bản thánh đến đây mời khô trưởng lão Hồi giáo, chấp trưởng đan vương cung, đảm nhiệm cung chủ vị trí, trọng trấn thần giáo, khôi phục thần giáo huy hoàng của ngày xưa. Thật cảm thấy hổ thẹn, để lão phu trở về làm đan vương cung cung chủ, ngân ngân, thạch thiên tuyệt là muốn lão phu trong tay hóa thánh đan đan phương A. Cổ tùng tử đối với cung chủ vị trí một chút cũng không có tâm động, chỉ là âm trầm cười một tiếng, lại nói, chỉ bằng ngươi tên tiểu bối này, không có khả năng lặng yên không một tiếng động xông qua trùng điệp trận pháp lại tới đây, chân chính nhân vật lợi hại, còn không có hiện thân A. À. Xoẹt xoẹt, giữa không chung, xuất hiện một hạt ánh lửa, nhanh chóng nhảy lên. Ánh lửa, trở nên càng ngày càng to lớn, cuối cùng, hóa thành một tòa đường kính hơn 10 trượng dáng dấp hỏa diễm trận đồ. Một lão giả mặc trường bào màu xanh lục, từ trong hỏa diễm trận đồ sinh trưởng đi ra, đứng tại trận đồ trung tâm, một đôi con ngươi màu xanh lục, nhìn chằm chằm cổ tùng tử, lộ ra một đạo âm tả dáng tươi cười, trận vương cung cung chủ tiêu diệt, gặp qua khô trưởng lão. Trương Nhược Trần hít vào một ngụm hàn khí, quả nhiên là có khó lường đại nhân vật giá lâm, cung chủ cấp bậc nhân vật đều đi tới tiên cơ sơn. Bái Nguyệt Ma Giáo tổng cộng chia làm cửu cung, mỗi một cung cung chủ đều là đứng đầu nhất đại nhân vật, có tuyệt đối quyền nói chuyện, tại côn lôn giới địa vị, có thể so với một chút chung cổ thế gia gia chủ. Tiêu diệt đạt tới bát phẩm trận pháp sư cấp bậc, tại trên trận pháp tạo nghệ, tuyệt đối có thể xếp vào tiến côn lôn giới 10 vị trí đầu. Tại côn lôn giới, tiêu diệt danh hào, được xưng tụng là như sấm bên tai, để vô số thánh cảnh sinh linh đều là nghe tin đã sợ mất mật. Cổ Tùng Tử nói, khó trách nơi này trận pháp ngăn không được các ngươi, nguyên lai trận vương cung cung chủ đều xuất động. Thật là đại thủ bút, đột nhiên, cổ Tùng Tử thần sắc hơi biến đổi, đã nhận ra cái gì, vội vàng xoay người, hướng trong túp lều nhìn lại. Không biết lúc nào, trong túp lều, vậy mà ngồi một người áo đen, ngay tại dưới ánh đèn đọc qua trên bàn từng trương linh chỉ động tác rất yêu nhã lại kinh ra cổ tùng tử một thân mồ hôi lạnh không chỉ có cổ tùng tử giật mình trương nhược trần cũng là tim đập loạn cường độ tinh thần lực cùng năng lực nhận biết của hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác được người áo đen kia là lúc nào tiến vào nhà tranh lại là như thế nào tiến vào nhà tranh đổi một câu nói người áo đen kia hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay giết chết hắn lại tới cái gì khó lường nhân vật trương nhược trần sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh vội vàng phóng xuất ra không gian lĩnh vực toàn lực ứng phó đề phòng đương nhiên nếu là đối phương thật muốn giết hắn coi như lại thế nào đề phòng đoán chừng cũng không có tác dụng gì người lại là người nào cổ tùng tử nói ám giả cung cung chủ giả tiêu tương trong túp lều truyền ra thanh âm của một nữ tử thanh âm của nàng cực kỳ mờ mịt cùng mông lung nghe không ra tuổi tác lớn nhỏ tức giống như là thiếu nữ trẻ tuổi lại như là một cái trung niên phụ nhân giả vô tiêu tương nhân đoạn tràng không lâu phi vũ kiếm vô song câu thơ này chính là dùng để hình dung bái nguyệt ma giáo lợi hại nhất hai nữ tử một cái là ám giả cung cung chủ giả tiêu tương một cái là thánh nữ cung cung chủ lăng phi vũ lại tới một cái hung danh hiển hách ngoan nhân trương nhược trần thầm nghĩ giả tiêu tương hiển nhiên là không có tìm được vật mình muốn thế là buông xuống trên bàn linh chỉ đi ra nhà tranh nàng thân hình cao gầy kia đứng nghiêm tại dưới hắc bào phát họa ra hoàn mỹ không một tỷ vết đường cong Hai vị cung chủ tự mình đến xin mời Khô trưởng lão, thành ý này đủ đủ a." À. Giả dạ Tiêu Tương nói, nàng rõ ràng đứng tại trước mặt cổ Tùng Tử, lại cho người ta một loại mơ mơ hồ hồ cảm giác, như là lỗ đen đồng dạng, đem chung quanh tia sáng đều nuốt chửng lấy. "Các ngươi là đến xin mời, hay là đến cầm?" Cổ Tùng Tử cắn hàm răng nói ra. "Khô trưởng lão nguyện ý theo chúng ta đi, dĩ nhiên chính là xin mời." "Không nguyện ý theo chúng ta đi, như vậy thì là cầm, dừng một chút." giả dạ tiêu tương lại nói ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên rõ ràng đã sử dụng độc tề vì sao chúng ta nhưng không có ngã xuống cổ tùng tử trầm mặc không nói tại ta khi còn bé liền nghe nói khô trưởng lão là trong thiên hạ số một số hai dùng độc cao thủ đến xin ngươi sao có thể không nói trước làm tốt đầy đủ chuẩn bị giả dạ tiêu tương nói thật sao các ngươi mang theo tị độc bảo vật chống đỡ được minh vương huyết độc sao cổ tùng tử không chút do dự lấy ra một cái kim loại thiết cầu hướng giả dạ tiêu tương đánh qua bành kim loại thiết cầu bạo liệt hóa thành một đám huyết vụ từng cây tơ máu giống như bạch tuộc xúc tu hướng tứ phương kéo dài rất nhanh liền đem dưới linh sơn vùng thiên địa này hoàn toàn bao trùm chương 1326 thiên cương tử hỏa phù trước khi đánh ra minh vương huyết độc cổ tùng tử liền truyền âm nhắc nhở trương nhược trần bởi vậy ngay đầu tiên trương nhược trần thi triển ra cấp tốc xông vào tiến thiên diệp thánh tâm thảo nội bộ lẩn trốn đi căn cứ cổ tùng tử nói thiên diệp thánh tâm thảo khu vực trung tâm có thể ngăn cản được minh vương huyết độc độc tố bá giả tiêu tương không dám dính sờ minh vương huyết độc hóa thành một đảo ô ảnh màu đen hướng về sau cấp tốc tốc độ nhanh chóng lấy trương nhược trần hiện tại thị giác phân biệt năng lực cũng đều thấy không rõ thân hình của nàng tự nhiên là vượt qua tơ máu lan tràn tốc độ bay đến cao trăm trượng giữa không trung giả tiêu tương thông suốt quay người hai cái ống tay áo phồng lên tuôn ra hai cố cường đại huyền âm cương phong hô sức gió cực kỳ cường đại trong nháy mắt liền để dưới linh sơn mảnh tu luyện bảo địa này trở nên rách nước, hàng ngàn hàng vạn gốc linh dược hóa thành cho bụi, bùn đất cùng hòn đá bị quét sạch đến giữa không trung, liền ngay cả cách đó không xa rừng cây cũng đều liên miên liên miên biến mất, hóa thành màu vàng nâu trên mặt đất. Chỉ là một cỗ gió, khiến cho phương viên hơn 10 dặm chi địa, đúng là không có một ngọn cỏ. May mắn có trung cổ thời kỳ lưu lại tàn trận đang thủ hộ mảnh đại địa này, bằng không, huyền âm cương phong tạo thành hủy diệt, sẽ càng thêm đáng sợ. Minh vương huyết độc bị thổi tan, huyền âm cương phong cũng không có ngừng đất đá cùng cây cối bay ở giữa không trung khiến cho trên đỉnh đầu của mọi người một mảnh lờ mờ tại thời khắc này thiên diệp thánh tâm thảo đầy đủ hiện ra nó bất phàm một mặt từng mảnh từng mảnh cây cỏ hướng vào phía trong co vào đem tự thân bọc thành hình tròn đồng thời từng đầu sợi dễ thì là xâm nhập tới lòng đất một mực nắm chặt đại địa trương nhược trần đứng tại thiên diệp thánh tâm thảo trung tâm xuyên thấu qua cây cỏ khe hở có thể nghe được chói tai tiếng gió nhìn thấy cảnh tượng hủy diệt như tận thế giả dạ vô tiêu tiêu nhân đoạn tràng, quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách côn lôn giới chư thánh nghe được tên của nàng đều sẽ sợ hãi. Trương Nhược Trần mím chặt môi, vì cổ tùng tử lo lắng. Cổ tùng tử tinh thần lực hoàn toàn chính xác khá cường đại, sâu không lường được, nhưng là, sức chiến đấu lại khá thấp, tối đa cũng thì tương đương với thông thiên cảnh võ đạo thánh giả trình độ, làm sao có thể là giả tiêu tương đối thủ. Cũng không phải là tinh thần lực càng cao, thực lực liền càng mạnh. Mấu chốt là nhìn, tinh thần lực tu sĩ năng lực là cái gì? Tỷ như, có tinh thần lực tu sĩ năng lực là suy tính, như vậy, coi như hắn đạt tới tinh thần lực đại thánh cấp bậc, cũng là một chút sức chiến đấu đều không có, chỉ có thể trở thành một vị tiên tri, hoặc là một vị quân sư. Cổ tùng tử thủ đoạn tại trên độc đảo, cũng hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng là, lại càng thích hợp dùng cho đánh lén cùng quy mô lớn chiến tranh. Chân chính cùng đỉnh tiêm cao thủ chính diện đối quyết, người khác đã có chỗ đề phòng, dùng độc, cũng liền chưa hẳn có thể tạo được bao lớn tác dụng. Giả dạ tiêu tương cũng không tới gần cổ tùng tử, năm cái ngón tay dài nhọn, từ rộng thùng thình trong tay áo nhô ra, đầu ngón tay tuôn ra thánh khí, ngưng tụ thành một cây mang theo ma khí xiềng xích, quấn ở trên thân cổ tùng tử. Đùng, cổ tùng tử bóp nát một tấm bùa chú, một đoàn ngọn lửa màu tím dũng mãnh tiến ra, bao trùm ở trên người hắn, thiêu đến chén rượu thô xiềng xích, hóa thành từng sợi ma khí tiêu tán mà ra, căn bản là không có cách trói buộc hắn. Thiên cương tử hỏa phù. Khô trưởng lão thủ đoạn, quả nhiên là không thể theo lẽ thường đến suy đoán, khó trách giáo chủ muốn ta tự mình đến xin ngươi. giả dạ tiêu tương nói, tiêu diệt cười một tiếng, khô trưởng lão không biết tại bao nhiêu năm trước liền bước vào tinh thần lực thánh vương cấp độ, cho dù không phải chiến đấu loại hình tinh thần lực tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu là bản cung chủ không có đoán sai, khô trưởng lão 600 năm này đến, không chỉ có chỉ là đang nghiên cứu đan đạo cùng độc đạo, cũng tại dốc lòng nghiên cứu phù đạo, muốn tại phương diện chiến đấu có chỗ đột phá ha. Cổ Tùng Tử vẫn luôn muốn báo thù, lại sức chiến đấu thấp kém, tự nhiên là muốn từ phương diện khác vào tay. Phù đạo chính là một cái lựa chọn tốt, nếu các ngươi muốn nếm thử, lão phu liền thành toàn các ngươi. Cổ Tùng Tử đồng thời lấy ra hai tấm phù lục, kẹp ở giữa ngón tay, hướng lên trời khung đánh ra ngoài, phân biệt đánh về phía Giả dạ Tiêu Tương cùng Tiêu Diệt. Lần này đánh ra hai tấm Thiên Cương Tử Hỏa phù, so vừa rồi một tấm kia, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, chính là Cổ Tùng Tử hai tấm át chủ bài hao phí đại lượng tâm huyết cùng vô số chân quý tài nguyên mới luyện chế ra đến, không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản sẽ không sử dụng. Bành bành, hai tấm phù lục đồng thời tại thiên không sụp đổ mà ra, hình ra hai vòng hỏa diễm màu đỏ tím, thiên địa linh khí bị chấn động đến mãnh liệt rung động, hình thành hai cỗ linh khí sóng lớn, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Toàn bộ tiên cơ sơn đều tại có chút lay động, vô luận là nhân tộc thánh giả hay là hung ác man thú, toàn bộ đều cảm giác được kinh hãi. Lực lượng thật kinh khủng chẳng lẽ có thánh vương cấp bậc nhân vật tiến vào tiên cơ sơn thương lan võ thánh đứng tại một đầu suối nước bên cạnh nhìn ra xa bầu trời biển lửa màu tím chỉ gặp từng đoàn từng đoàn hỏa cầu rơi xuống phía dưới giống như mưa lửa đồng dạng dù là chỉ là lớn chừng quả đấm một đoàn hỏa cầu màu tím rơi xuống đất cũng sẽ ném ra một cái hố to để phương viên mấy trượng đại địa dung là nham tương đang chiến đấu khu vực trung tâm biển lửa màu tím lực lượng lại sẽ cường đại đến trình độ nào trương nhược trần ẩn thân tại thiên diệp thánh tâm thảo nội bộ tại trong tầm mắt của hắn cách đó không xa cao mấy ngàn thước nguy nga linh sơn chỉ còn một nửa ngọn núi ngọn núi khác hóa thành xích hồng sắc nham tương chảy xuôi đến dưới núi cảnh tượng cực kỳ rung động cổ tùng tử lại còn có như thế thủ đoạn lợi hại chỉ sợ trước kia hắn là căn bản không muốn bại lộ mình tạo nghệ tại trên phù đạo che giấu thực lực một vị tinh thần lực thánh vương coi như không thiện chiến đấu cũng không phải thánh giả có thể trêu chọc trương nhược trần lầu bầu nói tiêu diệt liên tiếp đánh ra 18 cây cột sắt, lơ lửng tại 18 cái phương hướng, từ trong cột sắt, tuôn ra lít nha lít nhít minh văn, kết thành một tòa phòng ngự đại trận. Mỗi một cây cột sắt, đều là trở nên hơn 100 mét cao, giống như 18 cây thông thiên thần trụ, xoay tròn cấp tốc, không chỉ có bảo vệ chính mình, cũng đem ám giả cung một đám ám giả sứ giả quét sạch đến trong trận pháp. Âm ầm thế nhưng là, hai tấm thiên cương tử hỏa phụ uy lực quá kinh khủng, hình thành hai mảnh biển lửa, vậy mà thiêu đến 18 cây trận pháp cột sắt chậm rãi nóng chảy. Tất cả ám dạ sứ giả toàn bộ sắc mặt biến đổi lớn, cảm giác được tử vong đang từng bước tới gần. Tiêu diệt cũng là hít vào một ngụm hàn khí, hai tay không ngừng khắc họa trận pháp minh văn, lại là tại thân thể tứ phương khắc ra một tòa lại một tòa phòng ngự trận pháp. Bành bành, tiếng bạo liệt vang lên, 18 cây trận pháp cột sắt cắt kim loại, thiên cương tử hỏa giống như như thủy chiều hướng bọn hắn trào lên đi. Hết thảy bảy tầng phòng ngự trận pháp, như là vỏ trứng một dạng yếu ớt, Căn bản ngăn cản không nổi thiên cương tử hỏa, mắt thấy Tiêu Diệt cùng một đám ám dạ sứ giả liền muốn chết thảm. Tiêu Diệt cắn chặt răng răng, trên mặt lộ ra một đạo âm tàn thần sắc, vậy mà đào ra trong hốc mắt hai viên nhãn cầu màu xanh lục, phân biệt nâng ở tay trái cùng tay phải. Quỷ thần vô song đại trận, theo hắn đem tinh thần lực rót đi vào, trong hai viên ánh mắt vang lên ầm ầm tiếng vang, vậy mà phân biệt xông ra một đạo quỷ ảnh cùng một đạo thân ảnh. Hai đạo bóng dáng đều nắm chắc cao 10 trượng, hình thành một loại trận pháp quỷ ảnh cùng thần ảnh lực lượng rốt cục ngăn cản được thiên cương tử hỏa một phương hướng khác giả dạ tiêu tương lấy nhanh như điện chấp tốc độ chạy ra thiên cương tử hỏa phù khu vực trung tâm lại sử dụng gia vạn văn thánh khí tiêu tương thần châm thủ hộ tự thân mới là trốn qua sát kiếp bất quá trên người nàng áo đen cũng là bị hỏa diễm thiêu hủy một mảng lớn lộ ra bụng dưới vị trí tuyết trắng da thịt đối với nàng đại nhân vật như vậy tới nói có thể nói là khá chật vật cùng mất mặt tiêu diệt một tay nâng một viên nhãn cầu màu xanh lục to lớn thần ảnh cùng quỷ ảnh, một tả một hữu đi theo hắn, nói, một cái đan đạo thánh sư, vậy mà đem phù đạo cũng tu luyện tới trình độ như vậy, tiền bối trung quy là tiền bối, để bản cung chủ không bội phục đều không được. Giả dạ tiêu tương từ giữa không trung bay xuống xuống tới, lơ lửng tại khoảng cách nham tương đại khái ba trượng vị trí, trong tay ngọc thon thon nâng một đoàn u quang màu đen, giống như là một chiếc đèn màu đen. Một cây châm lông trâu như vậy mảnh khảnh, lơ lửng tại trong ánh sáng màu đen, chính là để côn lôn giới chư thánh nghe tin đã sợ mất mật vạn văn thánh khí, tiêu tương thần châm. Cổ tùng tử trên mặt lộ ra cười khổ, lắc đầu, thở dài, đã các người có thể ngăn trở thiên cương tử hỏa mà không chết, hôm nay lão phu cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nếu nhận mệnh, như vậy khô trưởng lão cũng đừng lại dày vò, thành thành thật thật cùng chúng ta về tổng đàn. Dạ tiêu tương chân đạp hư không, hướng cổ tùng tử đi qua. Tiêu diệt nhắc nhở một câu, nói, dạ cung chủ cẩn thận một chút, một vị tinh thần lực thánh vương nào có dễ dàng như vậy nhận mệnh. Để phòng vạn nhất, tốt nhất sử dụng trước tiêu tương thần châm, trước phong bế tinh thần lực của hắn. Cổ Tùng Tử biết kế sách bị nhìn thấu, không còn bày ra địch lấy yếu, liên tiếp đánh ra 10 đạo phù lục. Hoa, tiêu tương thần châm trước một bước bay ra ngoài, hình thành một đạo uốn lượn con đường ánh sáng, xuyên thấu 10 đạo phù lục, tại mỗi một cái phù lục phía trên đều lưu lại một cái lỗ kim. Xoẹt xoẹt, sau đó, 10 cái phù lục xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, hóa thành 10 đám cho bụi. Tiêu tương thần châm tiếp tục bay ra ngoài, đánh về phía cổ tùng tử mi tâm. Nhìn thấy 10 cái phù lục toàn bộ đều bị hủy diệt, cổ tùng tử đã là mất hết can đảm, liền ngay cả hộ thân phù lục cũng lười sử dụng, chỉ là nhắm hai mắt, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Đinh, một viên mọc ra ba mảnh lá cây màu xanh hoa nhỏ, từ đằng xa trong rừng bay ra, cùng tiêu tương thần châm phát sinh va chạm, đúng là đem vạn văn thánh khí này đều đánh bay ra ngoài. Người nào dám can đảm nhúng tay bái nguyệt thần giáo sự tình, giả dạ tiêu tương thanh âm, băng lãnh thấu xương, một luồng hơi lạnh, từ trên người nàng dũng mãnh lao tới, khiến cho trên đại địa nham tương toàn bộ đều làm lạnh, biến thành cứng rắn nham thạch. Tiêu diệt cũng là cảnh giác lên, phải biết, lấy giả dạ tiêu tương tu vi, lấy tiêu tương thần châm phẩm cấp, coi như nàng chỉ là tiện tay một kích, loại uy lực kia cũng là tương đương đáng sợ. Có thể đánh bay tiêu tương thần châm, cũng liền nói rõ, người đến đây cũng không phải tiểu nhân vật bình thường. Sàn sạt, thanh mặc ngồi tại kim bức cự mãng đỉnh đầu, từ trong rừng đi ra tới. Nàng nhìn thấy trước mắt rách nát cảnh tượng, giật nảy mình, phương viên hơn 10 dặm đều biến thành đất khô cằn, chỗ nào hay là thế ngoại đào nguyên đã từng phong cảnh tú lệ kia. Ngay sau đó, tử phong từ từ trong rừng đi ra, rỗi ra một tay, thu hồi tam diệp cửu sinh hoa. Giờ phút này, tử phong tử khí chất trên người, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, thân hình thẳng tắp đến giống như một cây trường thương, ánh mắt lộ ra 10 phần lăng lệ, nhìn chằm chằm dạ tiêu tương cùng tiêu diệt, cả giận nói các người thật to gan, Thạch Thiên Tuyệt chính là như thế dạy các người đối phó thần giáo đã từng nguyên lão. chương 1327, Thánh Vương cấp bậc lực lượng. Tiêu Diệt Trầm giọng nói, dám gọi thẳng giáo chủ tục danh, ngươi là đang tìm cái chết sao. Hai viên ánh mắt xanh biếc, từ lòng bàn tay của hắn bay lên, lập tức, thân ảnh cùng quỷ ảnh cũng đều riêng phần mình phóng xuất ra cường đại thánh đạo khí kinh, chuẩn bị hướng tử phong tử phát động công kích. Dừng tay, giả tiêu tương ngăn cản lại tiêu diệt, giả cung chủ, người đây là ý gì, tiêu diệt lộ ra không hiểu thần sắc đồng thời sử dụng tinh thần lực khống chế thần ảnh cùng quỷ ảnh dừng lại muốn nghe giả tiêu tương giải thích giả tiêu tương đã từng thấy qua tử phong tử một mặt biết thân phận của hắn thế là truyền âm nói cho tiêu diệt cái gì lại là hắn tiêu diệt một lần nữa dò xét tử phong tử nhãn thần trở nên thận trọng nếu như trước mắt lão giả này chính là phong ví sinh thật đúng là không phải hắn có thể đắc tội nổi bái kiến sư thúc giả tiêu tương hai tay ôm quyền hướng phong ví sinh hành lễ gặp qua phong tiền bối, tiêu diệt cũng là đi theo hành lễ. Tử phong tử chỉ là hư lạnh một tiếng, lấy đó bất mãn trong lòng, nói, nguyên lai các ngươi những hậu bối này, còn nhớ rõ lão phu, còn biết cái gì gọi là tiền bối. Dạ tiêu tương nói, sư thúc mặc dù nhiều năm chưa từng hồi giáo, thế nhưng là, lão nhân ra người trong giáo địa vị lại là không người nào có thể thay thế. Giáo chủ cũng thường xuyên nâng lên sư thúc, hy vọng sư thúc có thể trở về tụ học một chút, rất muốn lần nữa uống đến sư thúc tự tay những rượu, 600 năm trước, hắn giết khô huynh cả nhà, làm cho tứ sư đệ tự phế tu vi, lúc kia, tình nghĩa sư huynh đệ của chúng ta liền đã nhất đao lưỡng đoạn. Bây giờ hắn trở thành nhất giáo chi chủ, ngược lại niệm lên tình cũ, ta còn có thể tin sao? Tử phong tử nói, cũng dám như vậy của trách ma giáo giáo chủ, tiêu diệt ánh mắt phát lạnh, hai tay kìm lòng không được siết chặt mấy phần. Dạ tiêu tương lần nữa ngăn lại hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc trước, dạ tiêu tương tận mắt thấy, tử phong tử chỉ vào giáo chủ cái mũi mắng, mắng so hiện tại còn khó hơn nghe. Thế nhưng là nhất quán đều sát phạt quyết đoán giáo chủ, nhưng không có giết hắn, cuối cùng vẫn là thả hắn rời đi. Bởi vậy có thể thấy được tử phong tử cùng giáo chủ quan hệ khẳng định không phải là giống như bình thường. Tử phong tử liếc nhìn dạ tiêu tương cùng tiêu diệt hai người, nói làm sao các ngươi còn chưa cút, nhất định phải lão phu tự mình xuất thủ đuổi các ngươi rời đi. Dạ tiêu tương mở miệng nói ra, hai người chúng ta phụng giáo chủ mệnh lệnh nhất định phải xin mời khô trưởng lão Hồi giáo, đảm nhiệm đan vương cung cung chủ vị trí. Giáo quy xâm nghiêm, chưa hoàn thành nhiệm vụ, không dám trở về, hy vọng sư thúc có thể lý giải chúng ta khó xử. Tử phong tử đích thật là một người không thể đắc tội, thế nhưng là, cổ tùng tử nắm giữ trong tay hóa thánh đan đan phương, càng là thần giáo nhất định phải có được đồ vật. Cái gì nhẹ cái gì nặng giả dạ tiêu tương tự nhiên là ước lượng đến rõ ràng. Nói cách khác, các người hôm nay là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ tử phong tử phóng ra bước chân như là ngự phong lướt sóng tóc dài cùng tay áo đều là bay lên theo hắn càng ngày càng tiếp cận dạ tiêu tương cùng tiêu diệt trên thân bạo phát đi ra thánh uy cũng là dần dần nhảy lên tới đỉnh điểm dạ tiêu tương cùng tiêu diệt liếc nhau một cái cũng bắt đầu điều động thánh khí cùng tinh thần lực bành bành hai tiếng bạo hưởng tại thân thể của bọn hắn phụ cận vang lên cường đại thánh khí cùng tinh thần lực dẫn tới không khí bạo tạc đại địa đều là nứt ra một chút đường vân phong tiền bối đắc tội tiêu diệt lần nữa thi triển ra quỷ thần vô song đại trận, thân thể to lớn quỷ ảnh cùng thần ảnh vận chuyển lại, cả hai lực lượng cho nên ngay cả tiếp cùng một chỗ, hình thành một tòa trận ấn đường kính 500 trượng, hướng phong túy sinh trấn áp tới. Cùng lúc đó, giả tiêu tương bộc phát ra tập tốc, phóng tới cổ tùng tử. Chỉ cần nàng có thể đem cổ tùng tử bắt, trực tiếp mang đi, như vậy, tử phong tử cũng chỉ có thể là không thể làm gì. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, từ phía sau của nàng truyền đến. Quay đầu liếc qua, chỉ gặp, tiêu diệt thi triển quỷ thần vô song đại trận, lại bị tử phong Tử một trưởng vỗ đến vỡ nát, quỷ ảnh cùng thần ảnh đều bị xé nứt. Hủy diệt tính khí lãng, cấp tốc hướng nàng vào tới, phát ra hoa thanh âm ca ca, một tầng thật dày đất đá đều bị vén lên, như muốn long trời lở đất. Tử phong tử xuyên qua đất đá tầng, tốc độ so giả tiêu tương nhanh hơn mấy phần, rũi ra một cái hắc thủ, cách không hướng nàng bắt tới. Ngay tại tử phong tử xuất thủ trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều giống như động lại đồng dạng, đứng ở trong thiên diệp thánh tâm thảo trương nhược trần cũng có một loại không thể thở nổi cảm giác áp bách một vị thánh vương tu vi cảnh giới quả nhiên không phải thánh giả có thể tưởng tượng trương nhược trần chỉ cảm thấy toàn thân đều không thể động đậy nếu là hắn cùng tử phong tử giao thủ coi như nắm giữ lấy lực lượng không gian cùng thời gian cũng đều không thi triển ra được chỉ có thể chờ đợi chết tu vi cảnh giới tranh lệch quá lớn bất luận cái gì thánh thuật cùng thánh pháp cũng đều không cải biến được kết cục giả dạ tiêu tương hai tay hướng về phía trước đẩy tiêu tương thần châm bay ra ngoài, từ trong châm phát ra văn hủy diệt thánh kinh, ngưng tụ thành một mảnh trùng trùng điệp điệp ma vân, khiến cho phương viên mấy trăm dặm chi địa trong khoảnh khắc trở nên ma khí um tùm. Phá, tử phong tử trong miệng, phun ra một chữ, lập tức, hắc thủ xuyên thấu vạn văn hủy diệt kinh, rơi xuống trên thân giả dạ tiêu tương, đưa nàng đập đến miệng phun thánh huyết, bay tứ tung ra ngoài, đụng vào phía trên tòa linh sơn phá toái kia. Cao mấy ngàn thước linh sơn, không chịu nổi cỗ lực lượng trùng kích to lớn kia, phát ra tiếng vang ầm ầm hoàn toàn sụp đổ xuống tới linh sơn sụp đổ nâng lên cho bụi khiến cho bầu trời trở nên tối tăm mờ mịt cho người ta một loại tối tăm không ánh mặt trời cảm giác hoa dạ tiêu tương trong đống đá vụn bay ra bao phủ ở trên người nàng cỗ ma khí kia tiêu tán mà ra khóe môi nhếch lên máu tươi hiển nhiên là bị thương không nhẹ tiêu diệt tinh thần lực gặp không nhẹ thương tích thần sắc mười phần uể oải tử phong tử nói hiện tại các ngươi có thể rời đi a à. sư thúc còn chưa kết thúc đâu, bỗng dưng, giả tiêu tương làm ra một cái kỳ quái động tác, vậy mà vô cùng thành tín hướng trong hư không một phương hướng nào đó lễ bái, lập tức, tại mi tâm của nàng vị trí, hiện ra từng đạo quang văn màu đen. Những quang văn màu đen kia, đúng là tạo dựng thành một tấm phù văn ấn ký. Theo phù văn ấn ký càng ngày càng sáng tỏ, giả tiêu tương khí tức trên thân càng ngày càng cường đại, sau lưng nàng, thì là xuất hiện một tôn ma hoàng thân ảnh uy nghiêm, lãnh khốc, bá đạo. Chỉ là một đạo nhàn nhạt thân ảnh, thế nhưng là, tại hắn hiển hóa ra ngoài thời điểm, sinh linh trong toàn bộ tiên cơ sơn đều đang run rẩy tiêu diệt cùng ám giả cung chư vị sứ giả toàn bộ đều quỳ dạp dưới đất, như là phàm nhân tại lễ bái đế hoàng. Bái kiến giáo chủ, bọn hắn đồng nói, thánh tướng phù, giả tiêu tương vậy mà mang theo có ma giáo giáo chủ thạch thiên tuyệt thánh tướng phù. Trong thiên diệp thánh tâm thảo, Trương Nhược Trần cũng gặp trước nay chưa có thánh uy áp bách, gian nan ngăn cản, cố gắng bảo trì đứng thẳng, không muốn quỳ xuống chỉ là một đạo thánh tướng phù lợi hại giống như này, ép tới thánh giả đều muốn quỳ xuống, Thạch Thiên Tuyệt nhất định là đã đạt tới đại thánh cảnh giới, đủ để phong đế, phong hoàng. Tử phong tử phát giác được không ổn, biết không có khả năng chiến thắng giả tiêu tương có được thánh tướng phù, thế là, thân hình khẽ động, đi vào cổ tùng tử bên cạnh, mang theo hắn hướng bên ngoài sơn lâm phóng đi. Sư thúc, người có biết hay không, người làm như thế, chính là tại cùng toàn bộ thần giáo đối nghịch. Đạt được thánh tướng phù gia trì, giả tiêu tương trên thân sức mạnh bùng lên ba độc, so tử phong tử còn cường đại hơn một đoạn, trong hai con mắt, bay ra hai đạo quang trụ, công kích đi qua. ầm ầm mảnh sơn lâm kia bị phá hủy, cỏ cây toàn bộ đều hóa thành kiếp cho, trên đại địa, chỉ còn lại có hai đầu trăm mét sâu hẻm núi, một mực kéo dài đến ngoài mấy trăm dặm Chỉ là hai đạo ánh mắt quang trụ, đã là như thế đáng sợ, có thể cải biến đại địa kết cấu, khiến cho rừng cây biến hẻm núi, ngàn dặm bên ngoài địa vực đều gặp tác động đến nếu là thánh giả gặp như thế một kích nhất định tan thành mây khói nếu là một tòa thành chỉ gặp như thế một kích trong thành sinh linh tất nhiên sẽ chết hết đây là siêu việt thánh cảnh lực công kích đạt tới thánh vương cấp độ có thể cải thiên hoán địa nghịch chuyển càn khôn gặp được loại lực lượng cấp bậc này chỉ cần không phải thánh vương bất luận sinh linh gì khác cũng chỉ có thể là một con đường chết các ngươi lưu lại bắt sống trương nhược trần trông coi thiên diệp thánh tâm thảo bản cung chủ đi bắt khô công tử ném câu nói này Giả dạ tiêu tương chính là biến mất tại nguyên chỗ, sau đó, trên bầu trời xuất hiện một mảnh mây đen, hướng Tử Phong Tử cùng của Tùng Tử bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Khó trách chỉ giao sau khi lên ngôi, ban bố thánh pháp lệnh cấm chỉ thánh vương tham gia thế tục tranh đấu, thánh vương lực lượng đích thật là quá kinh người, một chiêu một thức đều sẽ tạo thành đại lượng dân nghèo tử vong. Những thành trì kia hộ thành đại trận, cũng khẳng định ngăn cản không nổi loại cấp bậc này lực lượng. Trương Nhược Trần cảm thán một tiếng, không khỏi siết chặt song quyền đối với thánh vương cảnh giới tràn ngập vô tận chờ mong cùng hướng tới tại côn lôn giới tuyệt đại đa số đỉnh tiêm thế lực người cầm lái đều là thánh giả cảnh giới đạt tới thánh vương cảnh giới đằng sau liền sẽ tự động thoái vị ma giáo huyết thần giáo minh đường những tà đạo cùng ma đạo thế lực lớn này cho dù không có tuân thủ thánh pháp lệnh thế nhưng là cũng sẽ không tùy tiện đi khiêu chiến nữ hoàng danh giới cuối cùng sẽ có nhất định bản thân ước thúc thánh vương cấp bậc nhân vật bình thường đều sẽ không nhúng tay tài nguyên lãnh địa tranh đoạt lợi ích phần lớn đều là thế hệ trẻ tuổi tại lẫn nhau phân cao thấp giả dạ tiêu tương hẳn là cũng bước vào đến thánh vương cảnh giới bằng không tiếp tử phong tử một kích căn bản không có khả năng còn đứng được lên bái nguyệt ma giáo không hổ là bảy đại cổ giáo đứng đầu nội tình thâm hậu đến dọa người vẻn vẹn chỉ là tối nay liền có ba vị thánh vương hiện thân trương nhược trần thầm than bắt đầu so sánh huyết thần giáo cùng bái nguyệt ma giáo kém đến thực sự quá xa coi như tăng thêm vừa mới đột phá đến thánh vương cảnh giới giáo chủ phu nhân, hết thảy cũng chỉ có ba vị thánh vương. Thiên diệp thánh tâm thảo bên ngoài, vang lên một đạo thô dày thanh âm, trương nhược trần, người còn muốn ở bên trong tránh bao lâu. Người thiếu thần giáo đồ vật, tối nay là không phải nên trả lại. Trương Nhược Trần từ trong cây cỏ khe hở đi ra ngoài, nhìn đứng ở đối diện nam tử cao lớn mang theo kim loại mặt nạ kia, cười cười, nói, nếu là ta không có nhớ lầm, người lúc trước tựa hồ tự báo tục danh, gọi là Triệu Kỳ Lân không sai bản thánh chính là ám giả cung tinh quang đường ám dạ sứ giả lãnh tụ triệu kỳ lân triệu kỳ lân nói trương nhược trần nhẹ gật đầu lại nói ta tựa hồ cũng không thiếu ma giáo cái gì a à. thần tử điện hạ giới tử ấn chính là bị ngươi cướp đi còn dám nói không có thiếu mặt khác còn có hai vị thánh cảnh trưởng lão trong giáo cũng là bị ngươi giết chết hai món nợ này ngươi lại không xong triệu kỳ lân hừ một tiếng không phải liền là muốn đoạt lấy bảo vật trên người ta tìm nhiều lý do như vậy làm gì. Bất quá, ta vẫn còn muốn khuyên các người một câu, thời không truyền nhân không phải tốt như vậy gây, hiện tại thu tay lại còn kịp. Trương Nhược Trần nói, chương 1328, đánh lui. Triệu Kỳ Lân cũng là tu luyện hơn 400 năm ma đạo cự đầu, liền ngay cả thánh cảnh sinh linh cũng đều giết qua mấy vị, sao lại e ngại tuổi trẻ thánh giả trong một vài năm ló đầu ra. Nghe nói, người sử dụng lực lượng không gian, giết chết bác vực thánh viện Khâu Lam Sơn. Chẳng lẽ cũng bởi vì trận chiến này để cho ngươi bành trướng Ngươi cho rằng đã có thể cùng thông thiên cảnh thánh giả khiêu chiến Triệu kỳ lân mang theo mặt nạ, nhìn không thấy ánh mắt của hắn Lại có thể nghe ra mấy phần khinh thường ý vị Trương Nhược Trần nói, xem ra các ngươi là không có ý định rút đi Com, một đạo tiếng kiếm reo vang lên Trầm uyên cổ kiếm xuất hiện ở trong tay Trương Nhược Trần Nặng nề kiếm thể, kiếm khí màu đen, vừa mới bay ra Không gian bốn phía tự động ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí ngoại trừ Triệu Kỳ Lân bên ngoài, còn lại ám dạ sứ giả, toàn bộ cảm giác được một cỗ to lớn kiếm ý áp bách, hai chân như nhũn ra, kìm lòng không được hướng về sau lùi lại. Vẹn vẹn chỉ là tiếng kiếm reo, liền để trong đó một chút ám dạ sứ giả hai lỗ tai chảy ra máu tươi. Thật cường đại kiếm ý, Triệu Kỳ Lân trong lòng thầm run, thu hồi lòng khinh thị, vội vàng chống lên thánh hồn lĩnh vực. Lập tức, 10 vạn đạo ma khí tơ mỏng xông ra bên ngoài cơ thể, hướng ra phía ngoài tiêu tán ra ngoài khiến cho mảnh rách nát chi địa này hoàn toàn hóa thành hắc ám ma vực. Bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn, triệu kỳ lân trên người thánh uy càng ngày càng mạnh mẽ, dưới mặt nạ vàng kim, một đôi con người biến thành màu đỏ như máu, lộ ra tả khí bá đạo lăng lệ, nhưng lại âm trầm. Nguyên lai tu luyện là bát hoang lục hợp công, trương nhược trần lầm bầm lầu bầu đọc lên một câu, bát hoang lục hợp công là cường đại nhất phương phẩm công pháp một trong, cùng lục đại kỳ thư so sánh cũng là không kém bao nhiêu tu luyện Bát Hoang Lục hợp công, đạt tới thông thiên cảnh, như vậy Triệu Kỳ Lân thực lực cũng không phải thông thiên cảnh thánh giả bình thường có thể so sánh với. Ám giả sứ giả khác mặc dù cũng đều là cường giả, thế nhưng là cùng thông thiên cảnh thánh giả so sánh nhưng lại không đáng giá nhắc tới, trông thấy Triệu Kỳ Lân vận dụng Bát Hoang Lục hợp công, liền biết Trương Nhược Trần không phải dễ đối phó như vậy, thế là, nhao nhao thi triển ra thân pháp, thối lui đến nơi xa. Triệu Kỳ Lân chủ động phát động công kích, hai ngón tay hướng về phía trước một chút, lập tức một cỗ lạnh lẽo thấu xương thánh khí dũng mãnh tiến ra đùng đùng hắn cùng trương nhược trần ở giữa đại địa đúng là bị chỉ kình chấn động đến vỡ ra trương nhược trần đứng tại chỗ ngạo nghễ mà đứng sơ lên trầm uyên cổ kiếm vạch ra một vòng tròn lập tức từng vòng từng vòng kiếm khí bay ra ngoài hóa giải cỗ chỉ kình kia đồng thời hắn lại là nhanh chóng đâm ra một kiếm đánh về phía triệu kỳ lân nguy tâm hai người chiến đấu cùng một chỗ khi thì phi thiên khi thì độn địa đúng là chiến đến tương xứng một vị quan chiến ám dạ sứ giả nói, Trương Nhược Trần thật sự là lợi hại, tu vi vậy mà đạt tới đủ để cùng lãnh tụ chống lại tình trạng, thần tử đại nhân cùng hắn so ra, đã rơi ở phía sau một chút. Đừng nói lung tung, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là thần tử cũng không yếu, ai có thể cười nói cuối cùng, hay là ẩn số. Không hề nghi ngờ, ở thời đại này, quang mang trên người chín đại giới tử vô cùng sáng chói, mỗi một cái đều chiếm được nữ hoàng sử dụng toàn bộ côn lôn giới tài nguyên tiến hành bồi dưỡng tốc độ tu luyện cùng tiềm lực, không phải thiên kiêu bình thường có thể so sánh với. Chỉ sợ cũng chỉ có thời không truyền nhân trương nhược trần, mới có thể áp chế quang mang trên người chín đại giới tử. Hết thảy đều nên kết thúc, bát hoang vô cực ấn. Triệu kỳ lân thanh âm, từ trong ma vân cuồn cuộn truyền ra, lập tức, hai tay kết xuất một đạo ấn pháp, đem phương viên mấy trăm dặm thiên địa linh khí toàn bộ đều đánh tới. Một đại thủ ấn dài đến ngàn trượng, từ trên trời giáng xuống, từng cây vân tay đều là ẩn chứa có huyền bí thánh đạo quy tắc, còn chưa rơi xuống liền đem đại địa ép tới lún xuống trương nhược trần ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn chằm chằm một chút ánh mắt rất bình tĩnh không có vẻ sợ hãi thái hư phân quang phía trên kiếm thể trầm uyên cổ kiếm hiện ra ba đạo minh văn bộc phát ra thiên văn hủy diệt kình hình thành một cây kiếm trụ đen nhánh chiến kiếm vùng chém ra đi trực tiếp xé rách từ trên trời giáng xuống bát hoang vô cực ấn liền ngay cả triệu kỳ lân cũng bị đánh cho rơi xuống giữa thiên địa ma khí trở nên mỏng manh một chút Triệu Kỳ Lân vai trái đến phần bụng, xuất hiện một đạo thật dài vết máu, vết thương rất được kém một chút đem hắn chém thành hai khúc. Trong con mắt của hắn, đều là khó có thể tin thần sắc, làm sao có thể. Người sử dụng chính là cửu sinh kiếm pháp, đó là giáo ta thánh nữ thủ tôn tuyệt học, người là như thế nào học được. Nơi xa, ngay tại an dưỡng thương thế tiêu diệt, cũng là lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc. Tiêu diệt cũng không kinh ngạc Trương Nhược Trần có thể thi triển ra cửu sinh kiếm pháp, bởi vì, hắn đã sớm nghe được một chút bí văn, Biết Trương Nhược Trần cùng Thánh nữ Thủ Tôn có giao tình rất sâu, khiến hắn rất ngạc nhiên chính là Trương Nhược Trần vừa rồi sức mạnh bùng lên, vậy mà vượt qua Triệu Kỳ Lân. Một cái thượng cảnh thánh giả, vậy mà có thể cường đại như thế, khó trách có người nói cho lão phu, Trương Nhược Trần là đệ nhất nhân trong tuổi trẻ thánh giả, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Diệt hai viên nhãn cầu màu xanh lục lại trở lại hốc mắt, đi đến bên cạnh Triệu Kỳ Lân, đứng tại đối diện Trương Nhược Trần. Triệu Kỳ Lân hơi hướng Tiêu Diệt hành lễ. Nói cung chủ an tâm dưỡng thương, nơi này giao cho ta là được. Giao cho ngươi, chỉ sợ không được, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, Trương Nhược Trần vẫn luôn không có sử dụng xuất toàn lực, chỉ là đang dùng ngươi luyện kiếm. Tiêu Diệt nói, Triệu Kỳ Lân căn bản không tin tưởng Trương Nhược Trần có cường đại như vậy, chỉ cảm thấy là bởi vì quá bất cẩn mới có thể bị Trương Nhược Trần một kiếm kích thương. Lại cho thuộc hạ một cơ hội, nhất định đem Trương Nhược Trần bắt sống. Triệu Kỳ Lân nói, cho ngươi thêm một cơ hội chỉ sợ ngươi liền sẽ mất đi tính mạng. Tiêu diệt không để cho Triệu Kỳ Lân tiếp tục xuất thủ, nhấc lên chân phải hướng phía dưới dẫm mạnh, soạt một tiếng, một tòa hình tròn hỏa diễm trận ấn bảy biện ra tới. Ban đầu, hỏa diễm trận ấn đường kính chỉ có 10 trượng, dần dần trở nên to lớn. 20 trượng, 50 trượng, 80 trượng, 100 trượng. Thời không truyền nhân không phải người bình thường, hôm nay, Lão Phu chỉ có thể lấy lớn hiếp nhỏ, tự mình đến bắt ngươi. Tiêu diệt nói hỏa diễm trận ấn kéo dài đến dưới chân trương nhược trần một cỗ nóng bỏng lực lượng đập vào mặt tinh thần lực của hắn đều bị tử phong tử trọng thương lại còn lợi hại như vậy mà giáo cửu cung chủ nhân quả nhiên đều không phải là nhân vật đơn giản trương nhược trần hết sức rõ ràng tuyệt đối không thể bị tiêu diệt cuốn vào tiến trong trận pháp thế là vận dụng ra loan phượng thần ấn tật tốc dẫm lên một loan một phượng tật tốc phóng tới không trung coi là bay đến bầu trời liền có thể tránh đi trận pháp gặp được một vị trận pháp sư, cũng liền mang ý nghĩa người đem lên trời không đường xuống đất không cửa. Tiêu diệt khóe miệng có chút nhất câu, ngón tay hướng lên bầu trời một chút. Trên bầu trời, vậy mà cũng ngưng tụ ra một tòa hỏa diễm trận pháp, xoay chậm chậm, đồng thời ép hướng phía dưới. Trương Nhược Trần đứng cách trăm trượng giữa không trung, đỉnh đầu cùng dưới chân đều là một vùng biển lửa, hai cái to lớn trận khác ở xoay tròn, phản chiếu trên người hắn làn da cũng đều biến thành xích hồng sắc. Kiếm thất, Trương Nhược Trần thể nội thánh khí tấn mãnh vận chuyển, cuộn trào kiếm ý bạo phát đi ra, trầm nguyên cổ kiếm tản mát ra vạn trượng ô quang, đến hàng vạn mà tính kiếm khí bạo phát đi ra. Cô kiếm đạo lực lượng kinh khủng kia, để đứng trên mặt đất tu sĩ cũng đều lòng sinh sợ hãi, chỉ cảm thấy thời khắc này Trương Nhược Trần tựa như là một vị tuyệt đại kiếm thánh. Bá, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo quang toa, khống chế trầm nguyên cổ kiếm, đụng vào vị trí trung tâm tòa hỏa diễm đại trận ở bầu trời kia, trực tiếp xuyên thấu đi qua. ầm, ầm hỏa diễm đại trận vỡ nát hóa thành từng đoàn từng đoàn hỏa cầu rơi xuống dưới kiếm thất chẳng lẽ trương nhược trần đã trở thành kiếm thánh triệu kỳ lân hít vào một ngụm khí lạnh rốt cục ý thức được chính mình cùng trương nhược trần tranh lệch vừa rồi một kiếm kia hắn tuyệt đối không tiếp nổi cùng lúc đó thanh mặc đứng tại đỉnh đầu kim bước cự mãng kết hợp một người một mãng thánh khí kích phát ra bản nguyên lực lượng trong dao phay màu bạc chém về phía mặt đất tòa kia hỏa diễm đại trận quanh một tiếng ánh đao màu bạc đem hỏa diễm đại trận xé toạc ra, một phân thành hai. Hỏa diễm đại trận biến mất đằng sau, trên mặt đất, chỉ là lưu lại một đạo mấy chục dặm dài vết đao, đơn giản tựa như là một đầu đường sông khô cạn. Thần di, cổ khí, tiêu diệt phát giác được, ngay tại giao phai màu bạc chém xuống thời điểm, có một cỗ tương đương khí tức đáng sợ phóng xuất ra. Sợi lực lượng kia, vượt qua thánh đạo, chính là lực lượng của thần. Chỉ có thần di cổ khí, mới có thể phát huy ra lực lượng như vậy tiêu diệt bàn tay đè lên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy đầu vô cùng đau đớn, lúc trước, tử phong từ một kích trọng thương tinh thần lực cùng thánh hồn của hắn, giờ phút này lần nữa phát tác. Đi, lập tức rút đi, tiêu diệt một bên áp chế đầu đau đớn, một bên điều động tinh thần lực, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, hướng trong bóng tối bay đi. Triệu kỳ lân thì là triển khai một quyền thánh chỉ, vận dụng thánh chỉ lực lượng, mang theo ám giả cung một đám sứ giả bắt đầu lui trốn. Đáng tiếc, không có đi rơi. Kim bức cử mãng người phần phẫn nộ, cảm thấy những người này là đến ngư hại cổ tùng tử, thế là truy kích đi lên, hung mãnh công kích triệu kỳ lân cùng đám ám giả dạ sứ giả dạ kia, đánh cho bọn hắn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, có chúng kim bức độc, có bị nó nuốt vào trong bụng. Trương Nhược Trần không có đi truy sát, chậm rãi phiêu lạc đến mặt đất, bàn tay che ngực, trên mặt mang theo một vòng thần sắc thống khổ. Vừa rồi, cưỡng ép vận dụng kiếm thất, vượt qua ba mạch năng lực chịu đựng, thể nội lần nữa chuyển ra khoan tim thấu xương đau đớn, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Công tử, người thế nào? Thanh mặc bay xè tới, vội vàng nâng lên Trương Nhược Trần. Không có trở ngại, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi vận chuyển công pháp. Theo thánh khí cùng hỗn độn chi khí tại trong kinh mạch cùng thánh mạch vận chuyển, liên tiếp mấy cái đại chu thiên, thời gian dần trôi qua, cảm giác đau đớn kia mới là biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến Trương Nhược Trần khôi phục lại, kim bức cử mãng thân hình khổng lồ, từ đằng xa đi tới, xuất hiện ở trước mặt của hắn, miệng đầy đều là máu tươi, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Thanh mặc ngược lại là không có chút nào sợ hãi kim bức cử máng, nói tiểu kim nói, ám giả cung ám giả sứ giả, ngoại trừ triệu kỳ lân, còn lại toàn bộ đều bị giết chết. Triệu kỳ lân cũng bị thương không nhẹ, sử dụng ra chạy trốn bí thuật mới đào tẩu. Trúc khinh y đều tại trước mặt kim bức cử máng bại té ngã, nó tự nhiên là tương đương lợi hại man thú, đối phó một đám ám giả sứ giả, đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay tiêu diệt cường độ tinh thần lực, cũng đã đạt tới cấp 54 đỉnh phong cấp độ, lại thêm hắn tại tạo nghệ trên trận pháp, dưới thánh vương, phong nhân vật có thể cùng hắn giao ít càng thêm ít. Hắn sở dĩ sẽ rút đi, chỉ là bởi vì tinh thần lực bị thương nặng, có chút lực bất tòng tâm. Chờ đến tinh thần lực của hắn khôi phục một chút, khẳng định sẽ còn trở về, đến lúc đó, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần nói, Thanh mặc hỏi, chúng ta nên làm cái gì? Rời đi nơi đây lại nói, thay chỗ ẩn thân. Trương Nhược Trần còn tại điều dưỡng trong lúc đó, không muốn chiến đấu chém giết, miễn cho ba mạch lưu lại tai họa ngầm, bằng không khẳng định phải thừa dịp này cơ hội tuyệt hảo diệt trừ Tiêu Diệt cùng Triệu Kỳ Lân, làm sao có thể thả bọn họ đào tẩu. Trương Nhược Trần đi vào trong Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, đem hôn mê bất tỉnh trúc khinh y ôm đi ra, lại đem Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo thu nhập vào thủy tinh hồ lô, mới cùng Thanh Mặc ngồi tại đỉnh đầu kim bức cửa máng, rời đi rách nát khắp trốn đất khô cằn. Chương 1329, nói xin lỗi ta. Đi ra sơn lâm, Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, tiến hành một phen điều tra, tìm tới tử phong tử cùng giả dạ tiêu tương lưu lại chiến đấu vết tích. Tử phong tử cùng cổ tùng tử vậy mà không có chạy ra tiên cơ sơn, ngược lại đi tiên cơ sơn chỗ sâu. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, cảm giác được khó có thể lý giải được. Sau đó, lại trải qua lặp đi lặp lại xác nhận, cuối cùng, hắn đạt được giống nhau kết luận. Vô luận là bóng người màu đen tự xưng là tử tộc kia, còn có từ dưới đáy đạo quán xông ra một đoạn xương tay, đều đi tiên cơ sơn chỗ sâu, bởi vậy có thể thấy được, nơi đó nhất định là tồn tại hung hiểm to lớn. Đi nơi nào làm gì? Xem ra, thạch thiên tuyệt thánh tướng phù, cho tử phong tử cùng cổ tùng tử tạo thành phiền toái cực lớn, làm cho bọn hắn không thể không trốn hướng tiên cơ sơn chỗ sâu, mượn dùng ngoại lực, đến đối kháng giả tiêu tương. Trương Nhược Trần trong lòng như vậy suy đoán, ai cũng không biết, những tử tộc kia lực lượng, đến cùng là đáng sợ đến cỡ nào. Con đường này, đối bọn hắn mà nói, chỉ sợ cũng là cử tử nhất sinh. Thanh mặc mím môi, giống như là nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng thở dài, công tử, tử phong tử nói cho ta biết, chuyện năm đó. Thật sao, nói đi nghe một chút, Trương Nhược Trần nói, Thanh mặc nói, 600 năm trước, tử phong tử thu đến cổ tùng tử đưa tin, đích thật là lập tức liền chạy về ma giáo tổng đàn, chuẩn bị khuyên can thạch thiên tuyệt, cứu cổ tùng tử người nhà. Nhưng là, hắn cũng rất không may, trên đường, bị nữ hoàng đại nhân cản lại. Vì còn sống chạy trở về, hắn chỉ có thể quỳ xuống cầu nữ hoàng đồng thời còn phát hạ vĩnh viễn không sát sinh vĩnh viễn không làm ác rời khỏi ma giáo thể độc thế nhưng là hắn hay là trở về chậm một bước không có thể đem người cứu được như vậy xem ra tử phong tử ngược lại là chịu nhục không hề giống cổ tùng tử nói như vậy nhát gan tiếc mệnh trương nhược trần nói bao nhiêu ân oán để cho người ta thổn thức vận mệnh nhiều thăng trầm nhưng lại không thể làm gì thanh mặc nhân lại một đôi mày liếu nói thế nhưng là ta chính là không hiểu hắn vì cái gì không có đem sự thật nói cho cổ tùng tử trương nhược trần lắc đầu nói đối với một cái thánh giả mà nói để hắn quỳ xuống so để hắn đi chết càng khó huống chi quỳ hay là chính mình giết sư cửu nhân nếu là hắn nói ra tình hình thực tế như vậy người ấy náy cả đời chính là cổ tùng tử nói cách khác tử phong tử bỏ ra đại giới so sinh mệnh càng lớn thanh mặc cái hiểu cái không hỏi không sai trương nhược trần nói thánh vương cấp bậc đại chiến lấy trương nhược trần cùng thanh mặc tu vi hiện tại, căn bản không sen tay vào được. Tiên cơ sơn chỗ sâu, cũng không phải bọn hắn có thể đi sông. Trước mắt, phải làm nhất sự tình, chính là tìm kiếm một chỗ ẩn thân an toàn, đem ba mệt ẩn dưỡng đến trạng thái tốt nhất. Tiên cơ sơn hoàn toàn chính xác nguy hiểm, bất quá, cũng là một chỗ tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, chính là nhìn thấy một tòa nguy nga linh sơn, hình dạng giống như là một cái thạch tượng, đúng là bọn họ ban đầu tiến vào tiên cơ sơn leo lên tòa sơn nhạc kia. Tại Linh Sơn đỉnh chóp, xây lấy một mảng lớn cổ lão kiến trúc, có thần thánh quang hoa, từ bên trong phát ra, để cho người ta hoài nghi nơi đó có phải hay không thần linh chỗ cư trụ. Đi, chính là chỗ đó. Trương Nhược Trần mang theo thanh mặc, lần nữa leo núi. Kim bức cự mãng thì là thu nhỏ thân thể, trở nên chỉ có dài ba thước, vỗ cánh rơi, bay ở hướng trên đỉnh đầu thanh mặc. Tiếp cận đỉnh núi thời điểm, bọn hắn nhìn thấy tòa đạo quán phá toái kia. Đạo quán gì chỉ bị một phân thành hai, ở giữa, có một đạo đất nứt, một mực kéo dài đến lòng đất. Lúc trước, đoạn xương tay kia, chính là từ dưới đất nứt lao ra. Xương tay đã từng bị phong ấn ở nơi này, do một tòa đạo quán đưa nó chân áp. Xương tay đến cùng có cỡ nào kinh người lai lịch, là ai đưa nó phong ấn tại nơi này. Trong tiên cơ sơn, có thể hay không còn có khác xương cốt mảnh vỡ. Trương Nhược Trần trong lòng tràn ngập nghi hoặc, phân phó thanh mặc tại mặt đất chờ hắn, sau đó, một thân một mình, nhảy xuống đất nứt, tìm kiếm manh mối. Đạo quán lòng đất, chính là một tòa 12 trượng cao hắc thạch tế đàn, khắc đầy cổ lão văn tự. Bất quá, tế đàn màu đen đã phá toái, Trương Nhược Trần tại những văn tự kia phía trên, cũng không có phát hiện đầu mối hữu dụng, đành phải một lần nữa trở về mặt đất. Thế nào, thanh mặc trường lớn một đôi mắt sáng, vô cùng hiếu kỳ, hiển nhiên đối với đoạn xương tay kia lai lịch tương đương cảm thấy hứng thú. Trương Nhược Trần khe khẽ lắc đầu, nói đi thôi. Đỉnh núi mảnh kiến trúc cổ xưa kia, cho dù là đã kinh lịch người vạn năm gió táp mưa xa, vẫn như cú to lớn hùng vĩ, làm cho lòng người sinh kính sợ. Phải biết, liền ngay cả đoạn xương tay kia cũng không dám xâm nhập đi vào, đủ để chứng minh nơi đây khẳng định tương đương bất phàm. Tại bên ngoài cung điện màu xanh, Trương Nhược Trần bố trí ra một tòa không gian mê trận, để phòng bái nguyệt ma giáo, bất tử huyết tộc, tử tộc cao thủ xâm nhập đi vào. Đi vào cung điện màu xanh, thanh mặc trong mắt chuyển động một chút, nói công tử, tu vi của ngươi đã khôi phục, có thể xé rách không gian, hẳn là có thể đủ phá vỡ cung điện chỗ sâu trận pháp. Chúng ta có nên đi vào hay không dò xét một phen, nói không chắc sẽ có không được thu hoạch. Đi, Trương Nhược Trần gật đầu nói. Đi tại trên đường đá tràn đầy cỏ dại, xuyên qua từng tòa cổ lão cung điện, đi thẳng tới dưới một gốc ngân phong thụ, Trương Nhược Trần mới là dừng bước lại. Bàn tay của hắn hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Hoa, một tầng màn nước đồng dạng hơi mờ bình chứng hiển hiện ra, ngăn cản bàn tay của hắn. Từng cây màu trắng điện văn tại màn nước bình chướng phía trên lưu động, hội tụ đến Trương Nhược Trần bàn tay vị trí, hình thành một cỗ phản kích lực lượng. Trương Nhược Trần sớm đã có chuẩn bị, trong nháy mắt thu về bàn tay, thân thể hướng về sau tung bay, rơi xuống ba trượng bên ngoài. Nơi này trận pháp đem khi lợi hại, sử dụng man lực căn bản không phá nổi. Vận dụng vết nứt không gian thử một lần, Trương Nhược Trần vận chuyển thánh khí, đồng thời phóng xuất ra không gian thánh tướng, toàn lực điều động không gian quy tắc ngưng tụ hướng tay phải ngón trỏ. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị xé rách không gian thời điểm, đột nhiên phát giác được hướng trên đỉnh đầu có một cỗ dị dạng thánh khí ba động. Có một vị tuyệt đỉnh thánh cảnh cao thủ đứng tại cung điện đỉnh chóp. Trương Nhược Trần con mắt nhìn qua hướng nghiêng phía trên liếc qua, lập tức cải biến ngón tay quỹ tích, hướng lên vung lên, hướng chuyển ra thánh khí ba động vị trí chém tới. Đúng lúc này, một đạo xích hồng sắc thân ảnh, lấy một loại quỷ dị khó lường tốc độ, từ cung điện đỉnh chóp đáp xuống, liên tiếp biến hóa 7 lần vị trí, né tránh vết nứt không gian, giữa không trung lưu lại 7 đạo bóng người. Thanh mặc phát giác được từ bên trên truyền đến sóng nhiệt và kinh khí, bằng nhanh nhất phản ứng tốc độ, đưa tay liền đi lấy dao phay màu bạc. Nhưng mà, tốc độ của đối phương càng nhanh, trước một bước chế trụ thanh mặc cổ tay, một cái tay khác thì là đi bắt bị thanh mặc ôm vào trong tay Trúc khinh Y. Mắt thấy xích hồng sắc bóng người liền muốn đắc thủ, bỗng dưng, trương nhược trần hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện sau lưng nàng một đạo chỉ kiếm đánh về phía nàng phần gáy. Xích hồng sắc bóng người không thể không một trường đánh bay thanh mặc, sau đó, hai cây ngón trỏ thon dài cùng ngón giữa duỗi ra, cũng là bóp thành chỉ kiếm, cùng trương nhược trần đánh ra chỉ kiếm đụng vào nhau. Bành bành, đều là chỉ kiếm, liên tiếp quyết đấu 13 chiêu. Hai đạo chỉ kiếm mãnh liệt pha chạm, vô số kiếm khí bay ra ngoài, tại con đường bằng đá trên hai mảnh vách tường cung điện lưu lại một cái cái lỗ thùng. Sau đó, hai người cấp tốc tách ra. Chờ đến Trương Nhược Trần ổn định bước chân thời điểm, đạo xích hồng sắc bóng người kia đã thối lui đến con đường bằng đá cuối cùng, đứng tại hơn 20 trượng bên ngoài. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt, cộng lại, vẫn chưa tới thời gian một hơi thở. Thế nhưng là, Trúc khinh Y cũng đã bị cướp đi. Ngay sau đó, bên cạnh trong cung điện, liên tiếp xông ra sáu vị bạch vũ nữ thánh, đứng tại đạo xích hồng sắc bóng người kia sau lưng. Trương Nhược Trần rốt cuộc thấy rõ dung nhan của đạo xích hồng sắc bóng người kia, cũng không có tức giận, Bình Tĩnh nói, đây chính là Thương Lan Võ Thánh trả nhân tình phương thức. Thương Lan Võ Thánh ôm trúc khinh y, trong một đôi mắt phượng đúng là đắc ý thần sắc, nở nụ cười xinh đẹp, ta ẩn thân tại trong cung điện màu xanh, ngươi nhưng không có phát hiện ta. Nói cách khác, ta tùy thời đều có thể xuất thủ đưa người ám sát, thế nhưng là ta nhưng không có làm như thế. Cái này cũng chưa tính trả nhân tình, cùng một nữ tử nói đạo lý, hiển nhiên không phải một người thông minh chuyện nên làm. Trương Nhược Trần lười nhắc cùng Thương Lan Võ Thánh tranh luận. Chỉ có thể trách chính mình quá bất cẩn, hẳn là càng thêm cẩn thận mới đúng. Trong cung điện màu xanh có một cỗ lực lượng thần bí, có thể áp chế tu sĩ tinh thần lực cùng cảm giác, bằng không, Trương Nhược Trần khẳng định có thể sớm phát hiện Thương Lan Võ Thánh. Các ngươi cũng sớm đã tiến vào mảnh cung điện màu xanh này. Trương Nhược Trần nói, Thương Lan Võ Thánh tâm tình vô cùng tốt, nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới phát hiện nơi này rất bất phàm. Khu cung điện này có thể ngăn cản đoạn xương tay kia tà ác bóng dáng tiến vào cũng liền khẳng định có khắc chế đoạn xương tay kia cùng tử tộc bảo vật. Thế nhưng là các ngươi lại không phá nổi nơi này trận pháp, bị ngăn tại bên ngoài. Trương Nhược Trần nói, không sai, thương lan võ thánh thu hồi nụ cười trên mặt, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, hiển nhiên là thu ngăn trở. Có lẽ ta có thể phá vỡ nơi này trận pháp, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng phất tay, cách đó không xa không gian, chính là vỡ ra một đạo dưới thước dài lỗ hồng, nói, muốn ta mang ngươi đi vào, Người trước tiên cần phải đem chúc khinh y trả lại cho ta, đồng thời hướng ta xin lỗi. Ngươi là điên rồi sao? Vậy mà cho rằng cử thiên huyền nữ đứng đầu thương lan võ thánh sẽ cúi đầu cho một cái triều đình trọng phạm xin lỗi. Thương lan võ thánh ngẩng lên cái cằm tuyết trắng, lộ ra một đầu thon dài mà khiêu gợi cái cổ, căn bản không có ý định thỏa hiệp. Trương Nhược Trần nói cử thiên huyền nữ đứng đầu thương lan võ thánh, vậy mà từ phía sau lưng tập kích hai cái cảnh giới so với nàng thấp tu sĩ một khi truyền đi chỉ sợ cũng phải biến thành thiên hạ tu sĩ trò cười a à. thương lan võ thánh nhân lại một đôi đại mi nghiêm nghị nói từ tộc đến từ vực ngoại đối với nhân tộc uy hiếp nói không chắc so bất tử huyết tộc còn muốn to lớn cung điện màu xanh chỗ sâu bảo vật có thể khắc chế bọn hắn cũng liền nhất định phải nắm giữ tại triều đình trong tay mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất trương nhược trần vì đại nghĩa chúng ta hẳn là vứt bỏ hiềm khích lúc trước cùng một chỗ xâm nhập đi vào đưa nó lấy ra sau này ta nhất định đưa ngươi công lao, bẩm báo cho nữ hoàng, nói không chắc. Nghe được nữ hoàng hai chữ, Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, đánh gãy nàng lời nói, nói, vì đại nghĩa, ngươi hẳn là trước đem người trả lại cho ta, lại cho ta xin lỗi. Thương Lan Võ Thánh dùng sức mài răng, rất tức tối, lúc đầu nàng đối với Trương Nhược Trần hình ảnh rất không tệ, nếu là Trương Nhược Trần có thể phối hợp nàng lấy ra cung điện màu xanh chỗ sâu bảo vật. Tương lai, coi như bốc lên chọc giận nữ hoàng phong hiểm, nàng cũng muốn đem phần công lao này bẩm báo đi lên, dùng để triệt tiêu Trương Nhược Trần đã từng phạm vào chịu tội. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần vậy mà tuyệt không phối hợp, còn muốn nàng cúi đầu xin lỗi, thừa nhận tự mình làm sai. Nàng là ai, nàng thế nhưng là cửu thiên huyền nữ đứng đầu, cao cao tại thượng thương lan võ thánh, cũng không phải thanh mặc như thế tiểu nha đầu, cũng là muốn mặt mũi có được hay không. Sáu vị nữ thánh cũng là có chút trợn mắt hốc mồm, cảm thấy Trương Nhược Trần là ăn gan hùm mật báo. Thế nhưng là, không biết tại sao, trong lòng của các nàng lại cũng không phản cảm cùng căm thù Trương Nhược Trần, ngược lại ở trong lòng cười thầm, cảm thấy võ thánh đại nhân lần này lại muốn ăn thua thiệt. Đồng thời, cũng có một chút hiếu kỳ, hai người bọn họ cuối cùng ai sẽ thỏa hiệp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. chương 1330, Vệ Thần Trùng, tất cả mọi người là Minh Vương Kiếm mộ người cầm kiếm. Người hẳn là minh bạch ta mang đi chúc khinh y mục đích, phần thiên kiếm là từ trong tay của ta di thất, ta có trách nhiệm đưa nó đoạt lại. Thương Lan Võ Thánh nói, Trương Nhược Trần nói, người muốn đoạt về phần thiên kiếm là ngươi sự tình, nhưng là, chúc khinh Y là ta tù phạm. Đương nhiên nàng hiện tại nắm giữ tại trong tay của ngươi, ngươi có quyền lợi không trả lại cho ta. Hoa, trầm uyên cổ kiếm bay ra ngoài, treo tại trương nhược trần trước người, lít nha lít nhít hình kiếm kiếm khí sắp hàng chỉnh tề, trực chỉ hướng đối diện thương lan võ thánh. Đã từng hai người cũng coi là cùng một chỗ đối địch, cho nên, Trương Nhược Trần cho Thương Lan Võ Thánh một lần bắt tay giảng hòa cơ hội. Nhưng là hiện tại, Song Phương đứng tại đối địch hai mặt, cũng liền không cần thiết lại hướng vừa rồi khách khí như vậy. Sáu vị nữ thánh cũng đều khẩn trương lên, nói thật, các nàng cũng không muốn đối địch với Trương Nhược Trần, càng không muốn sinh tử đối mặt. Thương Lan Võ Thánh ánh mắt run lên, ánh mắt lộ ra một đạo do dự thần sắc, nói Trương Nhược Trần, chúng ta chưa chắc là địch nhân, cần gì phải làm to chuyện. Người động thủ trước, là ngươi trương nhược trần nói tốt ta có thể đem chúc khinh y trả lại cho ngươi nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta đối phó tư đồ phượng thành thời điểm nhất định phải mang ta lên cùng một chỗ thương lan võ thánh đoán được trương nhược trần mục đích thật sự cho nên sớm cùng hắn bản điều kiện nếu muốn cùng ta hợp tác ít nhất phải lấy trước ra thành ý trương nhược trần nói thương lan võ thánh nói đã đáp ứng đem người trả lại cho ngươi còn chưa đủ có thành ý xin lỗi trương nhược trần lạnh như băng nói Thương Lan Võ Thánh cố gắng ngăn chặn tức giận trong lòng, nói, người yêu cầu này quá phận. Quá phận sao, may mắn chúng ta đã từng cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ đối kháng qua địch nhân, đổi lại là một người khác, ta căn bản sẽ không cùng với nàng nói nhảm nhiều như vậy, cũng không có khả năng cho nàng lần nữa cơ hội hợp tác. Thương Lan Võ Thánh dùng đến một đôi mắt hạnh nhìn tròng chọc vào Trương Nhược Trần, một bộ muốn đem hắn ăn hết bộ dáng, nhưng là không chịu cúi đầu nhận sai. Thanh Mặc mặc dù bị Thương Lan Võ Thánh đẩy lui, nhưng là cũng không có thụ thương, một lần nữa đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, truyền âm nói, công tử, thương lan võ thánh dù sao cũng là cửu thiên huyền nữ đứng đầu, quyền cao chức trọng, tâm cao khí ngạo, ngoại trừ nữ hoàng, ai có thể để nàng cúi đầu. Người cũng cảm thấy yêu cầu này rất quá đáng. Trương Nhược Trần nói, thanh mặc dùng sức gật đầu, lần nữa truyền âm, để thương lan võ thánh xin lỗi, căn bản chính là việc không thể nào. Chúng ta bây giờ địch nhân đã rất nhiều, không nên lại gây thù hằn. Nơi xa, Thương Lan Võ Thánh hít sâu một hơi, cắn hai hàng tuyết trắng răng trắng, nói Trương Nhược Trần, xem như ngươi lợi hại, lần này ta thỏa hiệp, nhưng là, thiếu nhân tình của ngươi ta sẽ không trả lại, về sau ngươi nếu như bị triều đình bắt lấy, cũng đừng đi cầu ta. Lập tức, Thương Lan Võ Thánh đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, hai mắt thiêu đốt lên hỏa diễm, trực tiếp đem Trúc khinh Y ném xuống đất, nhưng một tấm tuyệt sắc dung nhan, nhìn chằm chằm con đường bằng đá phía bên phải vách tường, nói thật xin lỗi, ta không nên đánh lén các ngươi, cướp đoạt các ngươi tù phạm. Thanh mặc cùng sáu vị nữ thánh đều là trợn mắt hốc mồm, làm sao cũng không có nghĩ đến, thương lan võ thánh vậy mà thật thỏa hiệp, vậy mà hướng Trương Nhược Trần xin lỗi nhận lầm. Việc này coi như truyền đi, khẳng định cũng sẽ không có người tin tưởng. Trương Nhược Trần nói, ta không nhìn thấy thành ý của ngươi, dạng này xin lỗi, ta không tiếp nhận. Ngươi không nên quá phận, chúng ta cách xa nhau khoảng cách gần như thế, có tin ta hay không hiện tại liền có thể đưa ngươi cầm xuống, để cho ngươi cũng thay đổi thành một gái tù phạm. Thương Lan Võ Thánh siết chặt 10 ngón, cắn chặt hàm răng, thân thể giống như hỏa lô đồng dạng tại thiêu đốt. Hiện tại, nàng cùng Trương Nhược Trần khoảng cách chỉ có 3 bước, đối với thánh cảnh sinh linh mà nói, cơ hồ có thể không cần tính. Thật muốn xuất thủ, Thương Lan Võ Thánh có 10 phần lòng tin cầm xuống Trương Nhược Trần. Cách lại gần, người cũng không có khả năng cầm được ta. Trương Nhược Trần càng thêm tự tin, không có vẻ sợ hãi, ngược lại hướng về phía trước phóng ra ba bước. Hai người cách thêm gần, chỉ còn một quyền khoảng cách, thương lan võ thánh ngực nhô lên hình tròn đường cong cơ hồ dán ở trên thân chương nhược trần bọn hắn ai cũng không nhượng bộ tính cách đều rất bén nhọn thanh mặc cùng sáu vị nữ thánh đều là ngừng thở chăm chú nhìn chằm chằm hai người bọn họ có một loại dự cảm một trận đại chiến chỉ sợ là không thể tránh được hai người rằng co thật lâu thương lan võ thánh ánh mắt trầm ngưng tựa hồ là đang tự hỏi cái gì cuối cùng nàng không có mạo hiểm đi nếm thử thu hồi phóng thích đến bên ngoài cơ thể hỏa diễm nói bây giờ nhân tộc loạn trong giặc ngoài không phải tiếp tục nội đấu thời điểm hẳn là liên hợp lại nhất trí đối ngoại thật xin lỗi lần này đích thật là ta làm được có thiếu thỏa đáng dù sao chúng ta đã từng cộng đồng đối địch vô luận từ lúc nào đều không nên âm thầm đánh lén muốn chiến cũng nên quang minh chính đại một trận chiến trương nhược trần xoay người hướng trận pháp bình chướng phương hướng đi đến nói lại có lần tiếp theo chính là không chết không thôi từ nhỏ đến lớn thương lan võ thánh đều là lấy thực lực cường đại nghiền ép bên người đối thủ, từ trước tới giờ không phục bất luận kẻ nào, bao quát nàng vị huynh trưởng anh hùng phú xếp hạng thứ nhất kia. Hôm nay, bởi vì các phương diện nguyên nhân, nàng là lần đầu tiên bị người áp chế, bị người làm cho cúi đầu, trong lòng tự nhiên là tương đương không cam lòng. Trương Nhược Trần, người tên ghê tởm này, chờ đến đoạt lại phần thiên kiếm, ta nhất định phải ở trước mặt tất cả mọi người đưa người đánh bại, để cho người biết cửu thiên huyền nữ đứng đầu lợi hại. Thương Lan Võ Thánh trong lòng rất hủy khuất, cũng có một chút hối hận, cảm thấy mình vừa rồi biểu hiện thực sự quá mất mặt, hẳn là quả quyết xuất thủ, cùng hắn đại chiến một nghìn hiệp, từng quyền từng quyền đem hắn khuôn mặt dương dương đắc ý kia đánh thành đầu heo. Trương Nhược Trần cũng không có một tơ một hào đắc ý, thế nhưng là, thương lan võ thánh chính là cảm thấy hắn tương đương đắc ý, suy nghĩ một chút liền hết sức tức giận. Sáu vị nữ thánh đều cảm giác được võ thánh đại nhân trên người lửa giận, thời khắc này nàng, đơn giản tựa như là một cái mẫu bạo long, cho nên, toàn bộ đều cách xa nàng xa, không dám nói nhiều. Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng không gian, đánh ra một khe hở không gian, hướng trận pháp bình chướng chém tới. Hoa, trận pháp bình chướng vỡ ra một đạo rộng một trường lỗ hổng, vết nứt không gian khép kín đằng sau, trận pháp bình chướng lỗ hổng cũng đang nhanh chóng sát nhập, đám người vội vàng thi triển ra nhanh nhất thân pháp, toàn bộ đều mặc toa đi vào. Tiến vào trận pháp bình chướng, lập tức, thiên địa linh khí nồng độ tăng nhiều. Trên bầu trời, có lôi điện đang lóe lên, thiên địa linh khí ngưng tụ thành thể lỏng, hóa thành mịt mờ mưa phùn rơi xuống đất. Linh khí hóa mưa, quá khoa trương đi, liền xem như trung ương hoàng thành cũng không có nồng như vậy thiên địa linh khí. Một vị nữ thánh sợ hãi than một tiếng, trong này tu luyện, không được bao lâu, ta khẳng định có thể đột phá cảnh giới bây giờ. Tiến vào trận pháp bình chướng, trương nhược trần trong khí hải càn khôn thần mộc đồ trở nên táo động, vang lên liên tiếp nát âm thanh, đồ quyển mặt ngoài, vậy mà liên tiếp vỡ ra hơn 10 khe nứt. Âm ầm hỗn độn chi khí càng thêm hung mãnh trào ra ngoài, càn khôn thần mộc đồ tựa hồ đã tới triệt để phá toái biên giới càn khôn thần mộc đồ làm sao lại xuất hiện biến hóa như thế trương nhược trần âm thầm giật mình cẩn thận dưới chân thương lan võ thánh nắm lên thánh kiếm đột nhiên hướng phía dưới cắm xuống đánh về phía một vị nữ thánh chân phải chỗ bên cạnh bành một cái màu lam hỏa trùng từ trong đất bùn leo ra đang muốn gặm cắn nàng chân phải liền bị một kiếm đánh trúng chìm vào tiến lòng đất thương lan võ thánh thu hồi thánh kiếm nhìn xem mũi kiếm sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, nói, vậy mà không có giết chết, đến cùng là trùng gì. Xoạt, màu lam hỏa trùng từ một phương hướng khác bay ra lòng đất, cắn một cái tại một vị nữ thánh tay trái. Xoẹt một tiếng, vị nữ thánh kia toàn bộ cánh tay đều toát ra ngọn lửa màu xanh lam, đồng thời còn tại hướng bả vai cùng đầu cấp tốc lan tràn. Phốc, trương nhược trần một kiếm vung ra đi, trực tiếp đưa nàng cánh tay chặt đứt. Vị nữ thánh kia phát ra một đạo trầm thấp kêu thảm, bả vai vị trí máu tươi chảy ròng, vội vàng hướng về sau lùi lại, trốn đến Thương Lan Võ Thánh bên cạnh. Ngươi làm gì? Thương Lan Võ Thánh trầm giọng nói. Trương Nhược Trần không có trả lời nàng, hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm trên đất tay cụt. Cánh tay cụt kia đã đốt thành cho bụi. Thương Lan Võ Thánh minh bạch là chuyện gì xảy ra, hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Vị nữ thánh bị Trương Nhược Trần chặt đứt cánh tay kia, sắc mặt càng là tái nhợt tới cực điểm, ý thức được chính mình vừa rồi đã tại quỷ môn quan đi qua một vòng trong truyền thuyết vệ thần trùng sao, trương nhược trần mặt, giờ phút này cũng là vô cùng cứng ngắc, toàn thân cơ bắp đều kéo căng tới cực điểm. Nơi này không phải là các nàng có thể đợi địa phương, nhất định phải lập tức đưa các nàng ra ngoài. Trương Nhược Trần nói, Thương Lan Võ Thánh cũng không biết vệ thần trùng là cái gì, nhưng cũng minh bạch, nơi đây đối với sáu vị nữ thánh tới nói, hoàn toàn chính xác quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Thanh mặc, người tính cảnh giác quá kém, cũng cùng với các nàng cùng một chỗ lui ra ngoài trương nhược trần vô cùng nghiêm túc nói thanh mặc sớm đã bị dọa đến run chân nghe được trương nhược trần mà nói như được đại xá nói công tử nếu không chúng ta đều lui ra ngoài nơi này thực sự quá hung hiểm nếu không phải càn khôn thần mộc đồ phát sinh biến hóa cực lớn trương nhược trần cũng khẳng định sẽ lui ra ngoài về phần hiện tại hắn lại nhất định phải đi tìm đáp án có lẽ ở chỗ này liền có thể để càn khôn giới triệt để đản sinh ra đưa các nàng đưa ra ngoài đằng sau chỉ còn lại có trương nhược trần cùng thương lan võ thánh tiếp tục hướng cung điện chỗ sâu xuất phát ở nơi đó có một đoàn màu xanh quang vụ đem tất cả cung điện đều bao phủ không chỉ có tản mát ra thiên địa linh khí tựa hồ còn có tiên thiên thánh khí từ bên trong tuôn ra thương lan võ thánh một bên cảnh giác ngọn nguồn vừa nói vệ thần trùng đến cùng là cái gì vừa rồi loại hỏa trùng màu lam kia thậm chí ngay cả nàng một kích toàn lực đều đâm không thủng thương lan võ thánh trong lòng cũng là cảm thấy bỡ ngỡ có chút không chắc trương nhược trần nói trong truyền thuyết vệ thần trùng là tiếp thiên thần mộc thụ trùng cùng tiếp thiên thần mộc cùng một chỗ sinh ra sống nhờ tại thân cây nội bộ bởi vì nó gặm ăn chính là tiếp thiên thần mộc chất gỗ cho nên mới bị trở thành vệ thần trùng cũng không phải là thật sự có thể vệ thần tiếp thiên thần mộc không phải liền là thần sao có thể sống nhờ tại thần mộc nội bộ còn có thể gặm ăn nó vệ thần trùng đã tương đương đáng sợ có được hay không thương lan võ thánh nói ngươi nếu là sợ hãi hiện tại lui ra ngoài còn kịp Trương Nhược Trần nói, đối mặt vệ thần trùng sinh linh như vậy, ai có thể không sợ. Thương Lan Võ Thánh là thật rất muốn lui ra ngoài, thế nhưng là, nghe được Trương Nhược Trần mà nói, lại là có chút không phục, nói, người cũng không sợ, ta sao lại sợ. Cước bộ của nàng tăng tốc, vậy mà đi tới trước mặt Trương Nhược Trần. Trương 1331, tiếp thiên thần một thân cây. Khoảng cách vùng mê vụ màu xanh kia càng ngày càng gần, Trương Nhược Trần kích phát ra thập thánh huyết khải, bao phủ toàn thân, đồng thời lại phóng xuất ra không gian lĩnh vực, thận trọng tiến lên. Hỏa diễm phượng giáp thân trên thương lan võ thánh tuôn ra từng cây tia sáng hỏa diễm, ngưng kết thành từng mảnh từng mảnh hỏa vũ tung bay ở thân thể tứ phương, mỗi một phiến hỏa vũ đều giống như một mặt tấm chắn. Trên đường, bọn hắn cũng mấy lần gặp được phệ thần trùng, nhiều nhất một lần, vậy mà đồng thời gặp được năm con, may mắn thực lực của bọn hắn đều rất cường đại, mới đưa phệ thần trùng giết chết. Thánh khí bình thường, giết không chết phệ thần trùng, vết nứt không gian lại có thể đem bọn họ kéo vào không gian hư vô, đưa vào chỗ chết. Lại có tiên thiên thánh khí từ bên trong dũng mãnh tiến ra, tại mê vụ chỗ sâu bảo vật, chỉ sợ tương đương quý hiếm. Thương Lan Võ Thánh nói, tiên thiên thánh khí hiển nhiên là so thiên địa linh khí cao nhất cấp độ. Trước trung cổ thời kỳ, lưỡng thị tam đạo thất giáo 16 cổ tộc, thậm chí một chút cường đại thế gia môn phiệt chỗ tu luyện lòng đất, đều là có đại địa thánh mạch trải qua, có thể phóng xuất ra tiên thiên thánh khí tiếp thiên thần mục bị chém nước đằng sau, lòng đất thánh mạch toàn bộ đều khô kiệt, chỉ còn lại có cấp bậc thấp đại địa linh mạch còn tại chảy xuôi. Cho nên, bây giờ côn lôn giới, tràn ngập thiên địa linh khí, tiên thiên thánh khí lại là vô cùng hiếm thấy, chỉ có trong một ít thiên địa linh bảo, còn giữ một chút. Tỷ như, thủy linh thánh khí trong thủy tinh hồ lô, chính là tiên thiên thánh khí một loại. Là mộc linh thánh khí, Trương Nhược Trần nói, giờ phút này, trong khí hải càn khôn thần mộc đồ, sao động đến càng thêm lợi hại, lại nứt ra mấy đạo khe hở, thả ra hỗn độn chi khí, khiến cho trương nhược trần khí hải so tu sĩ bình thường rộng lớn vạn lần kia đều chứa không nổi, hướng trong kinh mạch cùng thánh mạch dũng mãnh lao tới. Như vậy rộng lượng hỗn độn chi khí, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa. Kinh mạch cùng thánh mạch trong cơ thể trở nên vô cùng chống đỡ chướng, truyền ra một cỗ cảm giác đau đớn kịch liệt, tựa như là lại có vỡ vụn một dạng. Dưới sự bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần đành phải mở ra toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt, lập tức, thể nội bành trướng hỗn độn chi khí, giống như tìm tới chỗ tháo nước, hướng bên ngoài cơ thể tuôn ra đi. Xoạt mỗi một đạo hỗn độn chi khí, đều giống như một dòng sông dài. Hết thảy 144 chỗ khiếu huyệt, tuôn ra 144 đầu hỗn độn dòng sông năm màu, lơ lửng giữa không chung, quấn quanh thành một cái vòng xoáy. Thương Lan Võ Thánh cảm nhận được Trương Nhược Trần biến hóa trên người, hơi giật mình, hỗn độn chi khí. Trong cơ thể của ngươi, tại sao có thể có rộng lượng hỗn độn chi khí như vậy? hỗn độn chi khí so tiên thiên thánh khí còn muốn chân quý gấp trăm lần, nghìn lần, cho dù thương lan võ thánh gặp qua không ít thiên địa kỳ chân, giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng giật mình. Muốn không, Trương Nhược Trần nói, có ý tứ gì, thương lan võ thánh một đôi mắt phượng nao nao, còn không có hiểu rõ Trương Nhược Trần trong lời nói ý tứ, Trương Nhược Trần chính là bổ nhào về phía trước, duỗi ra một tay nắm, theo hướng lồng ngực của nàng. Thương lan võ thánh căn bản không có phòng bị, Trương Nhược Trần bàn tay, đã đặt tại trên ngực nàng, Thực sự quá lưu manh, có thể nghĩ giờ phút này tâm tình của nàng là bực nào nổ tung, một đôi mắt phượng tuôn ra tuôn ra lửa cháy hừng hực, bắt lấy thánh kiếm tay không khỏi siết chặt. Trương Nhược Trần trên bàn tay, lại là tuôn ra một cỗ lực lượng khổng lồ, ép tới nàng cấp tốc hướng về sau lùi lại, phần lưng dán tại trên một mặt vách tường băng lãnh. Trương Nhược Trần, ngươi là nam nhân thứ nhất dám động tay động chân với ta. Thương Lan Võ Thánh đang muốn huy kiếm chặt đứt Trương Nhược Trần cánh tay, hai mắt lại là có chút ngưng tụ, chỉ gặp sau lưng Trương Nhược Trần lượn vòng lấy một mảng lớn phệ thần trùng, chừng mấy chục cái. Vị trí kia chính là nàng chỗ mới vừa đứng, rất hiển nhiên, những phệ thần trùng kia là bị hỗn độn chi khí hấp dẫn tới, giờ phút này, bọn chúng đều tại tham lam phun ra nuốt vào, chỉ muốn đem hỗn độn chi khí toàn bộ đều hút vào tiến thể nội. May mắn Trương Nhược Trần vừa rồi một trưởng đưa nàng đẩy ra, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thật sự là một cái tên ghê tởm, coi như muốn đẩy ra ta, cũng hẳn là đổi một vị trí chẳng lẽ không biết có nhiều chỗ không thể chạm vào. Chẳng biết tại sao, thương lan võ thánh mặc dù vẫn như cũng nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là, trên khuôn mặt trắng noán, lại là hiện ra một vòng nhàn nhạt, nhạt ánh nắng chiều đỏ, dơ lên thánh kiếm cũng buông xuống. Trương Nhược Trần hai mắt lạnh lùng trừng mắt nàng, nói, người đang suy nghĩ gì? Còn không tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp hấp thu hỗn độn chi khí, để hỗn độn chi khí tiêu tán ra ngoài, sẽ chỉ hấp dẫn đến càng nhiều vệ thần chung. Ngươi là muốn chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Thương Lan võ thánh vội vàng thu hồi nỗi lòng, phát giác được ngực vị trí, một dòng nước ấm tràn vào tiến thân thể, chính là ngũ sắc hỗn độn chi khí. Nàng tự nhiên minh bạch hỗn độn chi khí có bao nhiêu chân quý, thế là vội vàng vận chuyển công pháp, toàn lực ứng phó hấp thu. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần kinh mạch cùng thánh mạch áp lực nhẹ đi, cả người đều dễ dàng rất nhiều, cũng bắt đầu vận chuyển công pháp, bằng tốc độ nhanh nhất hấp thu hỗn độn chi khí. Cách đó không xa, đám phệ thần trùng kia đem lưu lại trong không khí hỗn độn chi khí hấp thu sạch sẽ về sau, lại xoay vài vòng, sau đó mới là bay về phía mê vụ màu xanh chỗ sâu. Cũng không biết bao lâu đi qua, càn khôn thần mộc đồ tuôn ra hỗn độn chi khí tốc độ chậm dần, Trương Nhược Trần mới thu hồi bàn tay đặt tại ngực thương lan võ thánh. Nguy hiểm thật, Trương Nhược Trần cảm giác được lòng còn sợ hãi, đồng thời lại giật mình phát hiện, toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt vẫn như cũ mở ra, đồng thời đang hấp thu mộc linh thánh khí trong mê vụ màu xanh liên tục không ngừng tràn vào tiến càn khôn thần mộc đồ trong cái khe chính là bởi vì càn khôn thần mộc đồ đang hấp thu mộc linh thánh khí cho nên phóng thích hỗn độn chi khí tốc độ mới chậm lại rất nhiều không phải là tiếp thiên thần mộc đang hấp thu mộc linh thánh khí a trương nhược trần trong lòng như vậy suy đoán đúng lúc này trương nhược trần phát giác được bên cạnh có một đôi nóng rực con mắt chính nhìn chòng chọc vào hắn mang theo một cỗ nồng đậm oán khí cùng lửa giận Thương Lan Võ Thánh sao có thể không giận, tại dưới nàng không có chút nào phòng bị, liền bị Trương Nhược Trần đè xuống ngược bộ vị nhạy cảm, theo xong, hắn lập tức tựa như là biến thành một một người không có chuyện gì một dạng, trong đó trầm tư cùng nói một mình, từ đầu đến cuối, đều đưa nàng gạt sang một bên. Trương Nhược Trần cũng ý thức được vừa rồi hoàn toàn chính xác có chút không ổn, nói tình huống vừa rồi rất nguy cơ, ta không có lựa chọn khác. Nếu có lần sau nữa, chính là không chết không thôi. Thương Lan Võ Thánh đem Trương Nhược Trần lúc trước đã nói, lại trả lại cho hắn, sau đó, lập tức xoay người, đi về phía trước. Trương Nhược Trần tăng tốc bước chân, đi theo, cùng nàng sánh vai mà đi, nói, người liền không muốn hỏi ta, hỗn độn chi khí nơi phát ra sao. Thương Lan Võ Thánh tự nhiên là tương đối hiếu kỳ, chỉ bất quá, giờ phút này trong nội tâm nàng suy nghĩ hỗn loạn tưng bừng, cho nên mới không hỏi. Gặp Trương Nhược Trần cùng lên đến, nội tâm của nàng rất bối rối, liền ngay cả chính nàng cũng không biết vì cái gì nghĩ đến đây thương lan võ thánh thốt ra nói vì cái gì cái gì vì cái gì trương nhược trần nói ây thương lan võ thánh vội vàng dừng bước lại cố gắng để cho mình suy nghĩ ổn định lại mới lại nói ý của ta là trong cơ thể của ngươi tại sao phải có hỗn độn chi khí hùng hậu như vậy trên thân mỗi người đều có bí mật đây là bí mật của ta không có khả năng nói cho người khác biết trương nhược trần nghiêm nghị nói thương lan võ thánh sững sờ lập tức trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía cắn một ngụm hàm răng, nói, vậy ngươi mới vừa rồi còn để cho ta hỏi ngươi. Ngươi không có minh bạch ý của ta, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật, không cần đối ngoại nói ra ngoài." Trương Nhược Trần nói, Thương Lan Võ Thánh không ngừng mài răng, luôn cảm thấy cùng gia hỏa này đợi cùng một chỗ, căn bản là không có cách bảo trì tâm cảnh bình thản, ngược lại là hắn từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, để cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không căn bản cũng không có tình cảm. Tiếp tục đi đến phía trước, Trương Nhược Trần cùng Thương Lan Võ Thánh đều có chút động dung, bởi vì bọn hắn phát hiện so Mộc Linh Thánh khí cao hơn phẩm cấp Mộc thuộc tính khí lưu. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần Mộc chi khí? Thương Lan Võ Thánh nói, người nói một chút cũng không sai. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn qua phía trước, chỉ gặp tại khí vụ màu xanh vị trí trung tâm, đứng thẳng một gốc vô cùng to lớn thần thụ. Thần thụ kia rất như là sinh ở một không gian khác, căn bản không tại trong mảnh cung điện màu xanh này, Vẹn vẹn chỉ là thân cây đường kính chỉ sợ cũng là không chỉ hơn 10 dặm. Thần thuộc tuyệt đại bộ phận thân thể đều bao phủ tại trong sương mù, thấy không rõ độ cao của nó. Thần thụ một ít cây nhánh, xuyên qua khí vụ màu xanh, lơ lửng giữa không trung, phía trên tất cả đều là khô héo phiến lá, cho người ta một loại cảm giác âm u đầy tử khí tiêu điều, cùng nồng đậm hùng hậu thần mộc chi khí hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Chẳng lẽ đó là một gốc thần thụ? Thương Lan Võ Thánh chưa bao giờ thấy qua cây to lớn như vậy, từ trên cây phát ra khí tức, cho người ta một loại cảm giác cổ lão mà thần thánh, giống như một vị thần đứng ở trước mặt của nàng, không nhịn được muốn quỳ xuống đến lễ bái. Tiếp Thiên Thần Mộc, ngươi nói cái gì? Trương Nhược Trần lần nữa nói, nó chính là bị chém đứt Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây, côn lôn giới thiên địa linh căn, ức vạn sinh linh sinh mệnh chi nguyên. Khó trách đoạn xương tay kia không dám xông vào nhập cung điện màu xanh, nguyên lai là bởi vì nó, ta sớm nên nghĩ đến mới đúng. Tại Huyền Vũ Khư Giới thời điểm, Tiếp Thiên Thần Mộc mầm non liền phát huy ra tác dụng cực lớn định hóa tử vong tà khí. Bởi vậy có thể thấy được, không có bị chặt đứt tiếp thiên thần mộc, nhất định chính là tử tộc khắc tinh. Trương Nhược Trần cùng Thương Lan võ thánh một trước một sau quỳ trên mặt đất, rất cung kính hướng tiếp thiên thần mộc thân cây cúi đầu. Có thể nói, tiếp thiên thần mộc chính là đại địa chi mẫu, chính là bởi vì có nó, mới có côn lôn giới vạn vật, mới có thể đản sinh ra nhân loại, mới có Trương Nhược Trần cùng Thương Lan võ thánh. Giá trị tuyệt đối đến cúi đầu. Trương Nhược Trần gặp qua tiếp thiên thần mộc dế cây, nhưng là trong rễ cây thần mộc chi khí cùng thần mộc quy tắc, toàn bộ đều dùng đến uẩn dưỡng mầm mống. Cho nên, rễ cây chỉ là một loại tương đối đặc thù chất gỗ, không có được thần mộc mới có khí thế cùng thần thánh lực lượng. Trước mắt thân cây lại khác, nó vẫn như cũ ẩn chứa vô cùng bàng bạc thần mộc chi khí cùng thần mộc quy tắc, nếu là chế tác thành binh khí, nhất định có thể khắc chế tử tộc. Thương Lan Võ Thánh hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này, thế là, thi triển ra tập tốc, xông về phía trước, chuẩn bị trước chương Nhược Trần một bước đem tiếp thiên thần mộc thân cây cướp đi. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian nazi, ngăn cản nàng, thấp giọng nói, người muốn tìm cái chết sao. Không nên cản ta, chí bảo như vậy, nhất định phải nắm giữ tại triều đình trong tay, mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Thương Lan Võ Thánh Huy kiếm chính là một chém, lôi ra một đạo thật dài kiếm khí, muốn bước lui Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, đạo kiếm khí kia, chính là hướng tiếp thiên thần một thân cây phương hướng bay đi, chấn động đến không khí đều là có chút rung động. Xoẹt xoẹt, lập tức thân cây nội bộ vang lên một trận quái thanh từng đoàn từng đoàn màu lam ánh lửa hiển hiện ra có ánh lửa chỉ có to bằng móng tay có lớn nhỏ cỡ nắm tay còn có một số chừng trậu rửa mặt lớn như vậy đơn giản tựa như là một mảnh màu lam tinh hải vô cùng huyễn lệ thế nhưng là trương nhược trần cùng thương lan võ thánh không chút nào đều không cảm thấy bọn chúng mỹ lệ sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch bởi vì trên cây mỗi một đoàn màu lam ánh lửa đều là một cái phệ thần trùng chương 1332, càn khôn giới sinh ra. Phệ thần trùng thân thể càng lớn, đại biểu tu vi càng mạnh, lực công kích càng thêm đáng sợ. Lúc trước, trương nhược trần cùng thương lan võ thánh gặp phải phệ thần trùng, cơ hồ đều là to bằng móng tay, cũng đã ngay cả thiên văn thánh khí đều không thể đánh xuyên thân thể của bọn chúng. Giờ phút này trên cành cây phệ thần trùng số lượng phong phú, mà lại, có một ít đều trưởng thành đến trậu rửa mặt khổng lồ như vậy. Trương Nhược Trần cùng Thương Lan Võ Thánh vội vàng thu liếm khí thức trên thân, ngừng thở, đứng tại chỗ không nhúc nhích, sợ đem trên cành cây phệ thần trùng bừng tỉnh. Đại khái nửa canh giờ trôi qua, trên cành cây ánh lửa màu lam mới dần dần trở nên ảm đạm, tất cả phệ thần trùng toàn bộ đều rơi vào trạng thái ngủ say. Hai người đều là thở dài một hơi, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hướng nơi xa thối lui, đến khu vực tương đối an toàn mới ngừng lại được. Thật đáng sợ, nếu là vừa rồi kinh động đến bọn chúng, đừng nói là chúng ta, liền xem như một tôn thánh vương, đoán chừng cũng muốn mất mạng. Thương Lan Võ Thánh một đôi mắt đẹp, hướng Trương Nhược Trần nhìn chầm chầm đi qua, mắt ngọc mày ngài cười một tiếng, vừa rồi cảm ơn ngươi. Ta chỉ là lo lắng ngươi đem ta cũng cho hại chết, mới ngăn cản ngươi. Trương Nhược Trần lực chú ý, ở phía xa trên cành cây tiếp thiên thần mộc, trong mắt mang theo vẻ suy tư. Làm sao, trong lòng của ngươi rất không cam tâm, còn muốn đi lấy tiếp thiên thần mộc thân cây. Thương Lan Võ Thánh xem hiểu Trương Nhược Trần tâm tư, lại nói, vẹn vẹn chỉ là vừa mới những phệ thần trùng kia, liền có thể để cho chúng ta chết hơn mấy trăm khắp. Ta hoài nghi, tại thân cây chỗ sâu, còn có lợi hại hơn đại gia hỏa. Dù sao, tiếp thiên thần một thân cây đã trong này cất giữ 10 vạn năm, dựng dục ra đáng sợ cỡ nào đồ vật đều không phải là một kiện sự tình kỳ quái. Trương Nhược Trần trầm mặc một lát, sau đó, khoanh chân tòa hạ, trên người 144 khiếu trở nên vô cùng sáng tỏ, điên cuồng hấp thu từ tiếp thiên thần mộc trên cành cây phát ra thần mộc chi khí. Thật sự là một cái người gỗ, vậy mà nhìn cũng không nhìn ta, không thèm để ý ta. Thương Lan Võ Thánh chưa từng có gặp được Trương Nhược Trần dạng nam tử này, đơn giản coi nàng là thành không khí, luận mỹ mạo, luận dáng người, luận thân phận, luận tu vi, chẳng lẽ liền không có một chút để hắn sinh ra một chút hứng thú. Gặp Trương Nhược Trần nghiêm túc tu luyện, Thương Lan Võ Thánh cũng là bình tĩnh trở lại. Nơi này thật là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện, chỉ cần có thể hấp thu đủ nhiều thần mộc chi khí, tăng thêm lúc trước từ Trương Nhược Trần nơi đó có được hỗn độn chi khí, hẳn là đủ để cho ta xông phá cảnh giới. Đoạn thời gian gần nhất, trải qua luân phiên đại chiến, thương lan võ thánh đối với võ đạo lại có hiểu mới, tăng thêm trong này hai lần kỳ ngộ, nàng có đầy đủ lòng tin trùng kích đến thông thiên cảnh. Nghĩ đến đây, thương lan võ thánh cũng không lại chờ đợi, đi vào một vị trí khác, cũng bắt đầu hấp thu thần mộc chi khí. Thương lan võ thánh không biết là, trương nhược trần thể nội, ngay tại phát sinh một loạt biến đổi lớn. Càn khôn thần mộc đồ hấp thu thần mộc chi khí tốc độ tăng tốc, đồ quyền mặt ngoài vết nước càng ngày càng nhiều, không chỉ có chỉ là hỗn độn chi khí, càng có một cỗ bảng bạc sinh mệnh chi khí dũng mãnh tiến ra, nhanh chóng hòa tan vào trong huyết nhục Trương Nhược Trần. Hấp thu cỗ sinh mệnh chi khí này về sau, Trương Nhược Trần thọ nguyên tăng lên trên diện rộng, coi như một mực bảo trì tu vi hiện tại, cũng có thể dễ dàng sống đến một nghìn tuổi. Ngoại trừ hắn, thánh giả cảnh giới nhân loại, không có khả năng có được như thế đã lâu tuổi thọ. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, khoảng cách càng khôn giới sinh ra, đã càng ngày càng gần, thế là, càng thêm ra sức hấp thu thần mộc chi khí. Âm âm. Cũng không biết bao lâu đi qua, trong khí hải, vang lên một tiếng nổ lớn. Càn khôn thần một đồ sụp đổ mà ra, hóa thành bột mịn, trùng trùng điệp điệp hỗn độn chi khí cấp tốc trào ra ngoài, tràn ngập tại trương nhược trần khí hải. Trừ cái đó ra, trương nhược trần chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, thân thể khom người, không cách nào thẳng tắp, nhục thân tựa như là trở nên chừng một tòa thế giới trầm trọng như vậy, liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Cũng không phải là thân thể thật biến nặng, mà là một cỗ áp lực vô hình, khiến cho hắn sinh ra ảo giác như vậy đương nhiên cũng không hoàn toàn là một loại ảo giác bởi vì hắn thể nội đích thật là đản sinh ra một tòa thế giới liền lơ lửng tại khí hải trung tâm đây chính là càn khôn giới sao càn khôn giới nhìn qua cũng không tính khổng lồ giống như một tòa nho nhỏ đại lục bị một đoàn hỗn độn chi khí năm màu bao khỏa lộ ra có chút thần bí trương nhược trần ngưng tụ ra một đạo thánh hồn phân thân tiến vào càn khôn giới tầng khí quyển trong khoảnh khắc hắn giống như là bước vào đến một mảnh khác không gian dưới chân đại địa vô hạn phóng đại trở nên vô cùng rộng lớn căn bản không nhìn thấy cuối cùng đó là một loại cảm giác tương đương kỳ diệu để cho người ta suy nghĩ không thấu càn khôn giới rõ ràng tại trong khí hải của ta cùng ta ở vào cùng một cái không gian vì sao ở bên ngoài nhìn người phần nhỏ sau khi đi vào lại là trở nên vô cùng to lớn trương nhược trần cẩn thận suy nghĩ một lát sau trên mặt lộ ra một đạo ý cười kém một chút đi vào tư duy điểm mù thì ra là thế đơn giản. Kỳ thật, càn khôn giới chính là một cái cự đại nhẫn không gian. Nhẫn không gian sử dụng vật dẫn là chiếc nhẫn, càn khôn giới sử dụng vật dẫn thì là trương nhược trần thân thể, liền có thể lấy xưng hô trương nhược trần là càn khôn giới thế giới chi tử, cũng có thể trực tiếp xưng hô trương nhược trần là càn khôn giới. Chính là bởi vì trương nhược trần đã cùng càn khôn giới kết hợp làm một thể, cho nên mới có thể sinh ra thân thể vô cùng nặng nề ảo giác. Chủ nhân, nơi này là địa phương nào? thực thánh hoa thanh âm tại trương nhược trần thể nội vang lên lúc trước trong càn khôn giới sinh mệnh chi khí tràn vào tiến trương nhược trần thân thể thời điểm cũng làm cho thực thánh hoa thương thế khỏi hẳn vừa tỉnh lại càn khôn giới trương nhược trần nói oanh ầm ầm đại địa mãnh liệt rung động ở chân trời một cỗ màu đen ma sát chi khí phô thiên cái địa phun trào tới trong ma vân sấm sét vang dội có kinh thiên động địa tiếng gào thét truyền ra chỉ gặp một cái cao tới một phẩy ma viên từ trong ma vân sông ra, toàn thân tản mát ra một cỗ thái cổ hồng hoang hung lệ khí tức, gặp được cao mấy ngàn thước sơn nhạc trực tiếp đụng xuyên đi qua, gặp được đầm lầy thâm cốc một bước liền vượt tới. Cũng không lâu lắm, ma viên vào tới trương nhược trần trước người, quỳ một chân xuống đất, một tay nắm bóp thành nắm đấm đánh vào mặt đất, phát ra một tiếng ẩm vang tiếng vang. Bái kiến chủ nhân, ma viên thanh âm cực kỳ hùng hồn, giống như thiên lôi tại chấn động. Trương Nhược Trần thầm giật mình, đánh giá ma viên, nói, 1,300 trượng. Người đã đem đại ma thập trọng thiên để thất trọng tu luyện thành công, lột xác thành cự linh ma viên. Đại ma thập trọng thiên là tiểu hắc truyền cho ma viên công pháp, nói khoác là thái cổ cự linh ma viên bộ tộc truyền thế mật quyền, một khi luyện thành đệ thất trọng, liền có thể tu luyện ra cự linh ma viên thân thể, rời sông lấp biển, không gì làm không được, trên trời dưới đất, đều có thể đi. Lúc đó, Trương Nhược Trần cũng không có làm thành một chuyện, chỉ cảm thấy là tiểu hắc muốn thu đồ đệ, cố ý lừa gạt nó nhìn thấy ma viên kinh người như thế biến hóa, Trương Nhược Trần mới rốt cuộc tin tưởng. Chân trời, lại có một mảnh ma vân phun trào tới, trong mây, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo khổng lồ long ảnh. Một đạo thanh âm quen thuộc, từ trong ma vân truyền ra, nó thật sự là tu luyện thành đại ma thập trọng thiên, đệ thất trọng, nhưng là, vẫn như cũng không phải là đối thủ của ta. Một đầu hơn 20 dặm dáng dấp cự long, xoay quanh tại thiên khung, tản mát ra vô cùng cuồn cuộn long uy cùng ma khí, khiến cho toàn bộ thiên địa đều đang rung động sau đó đầu cự long kia hướng phía dưới lao xuống rơi xuống đất thời điểm vậy mà biến thành một cái mập mạp con thỏ trong tay còn ôm một cây kim quang trói mắt nhân sâm khoa trương một tiếng chính là gặm tiếp theo miệng lớn lấy trương nhược trần nhãn lực tự nhiên là có thể nhìn ra cây kim sâm kia khá là ghê gớm không phải bình thường linh dược mà là một gốc thánh dược đem thánh dược xem như củ cải ăn trương nhược trần chính mình cũng không có xa xỉ như vậy thấy cảnh này tự nhiên là đau lòng đến run rẩy cũng không phải là hắn hẹp hòi, phải biết, liền xem như đại thánh cấp bậc nhân vật, nhìn thấy một cái con thỏ tao đạp như vậy thánh dược, cũng khẳng định sẽ tức giận đến run rẩy. Dám nói ta không sánh bằng ngươi, ta chỉ dùng một nắm đấm, liền có thể đưa ngươi đánh bẹt, đập dẹp. Ma viên hai mắt trở nên xích hồng, đứng dậy, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, lập tức thiên địa biến sắc, đại địa lay động, sau đó, một quyền hướng hoa hoa đập tới. Hoa hoa cũng là không nhường chút nào, lần nữa hóa thành một đầu ma khí ngập trời cự long cùng ma viên đấu hai cái màn thú cùng so với trước kia đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất cùng hai cái thái cổ hung thú so sánh cũng không có gì khác nhau con thỏ này vậy mà đã có thể hóa rồng xem ra tiểu hắc truyền cho nó thôn thiên quyết cũng không phải công pháp giả thôn thiên quyết chính là thôn thiên ma long bộ tộc vô thượng công pháp chủng tộc khác sinh linh tu luyện thôn thiên quyết đạt tới trình độ nhất định cũng có thể hóa thân thành thôn thiên ma long Kinh lịch khai thiên tích địa tẩy lễ đằng sau hoa hoa cũng không biết cùng tổ Long sơn đầu thôn thiên ma long kia so sánh ai mạnh hơn. Nó có thể hóa thành một đầu thôn thiên ma long, người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Người nếu là đi nhìn một chút trong thần thổ dược viên của người thánh dược còn lại vài cọng, người liền sẽ không cảm giác kinh ngạc. Một cái dễ nghe êm tai thanh âm cô gái truyền vào tiếng trương nhược trần trong tai. Trương nhược trần ngửi được một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, xoay người chỉ gặp. Bạch Lê công chúa liền đứng sau lưng hắn cách đó không xa, mặc toàn thân áo trắng, một đầu tóc dài màu đen nhánh trong gió chập chờn, trên da thịt tuyết trắng có từng hạt quang vô tiêu tán đi ra, đơn giản tựa như là có được một bộ mỹ lệ tuyệt luân tiên khu. Trong thần thổ dược viên thánh dược bị nó tai họa đến không sai biệt lắm. Trương Nhược Trần nói, vượt quá, Bạch Lê công chúa mỉm cười, một đôi mê người đôi mắt, hướng về Trương Nhược Trần nháy một chút. Thấy được nàng đạo ánh mắt này, Trương Nhược Trần tâm chìm đến đáy cốc, nói thần dược cũng bị ăn trộm. Trong càn khôn giới, thế nhưng là trồng một gốc thất tinh thần linh. Đó là một gốc chân chính thần dược, so thiên diệp thánh tâm thảo đều chân quý hơn không biết gấp bao nhiêu lần, cũng là trương nhược trần tương đương xem trọng đồ vật. Thất tinh thần linh hết thảy có bảy mảnh lá cây, chỉ là trong đó một mảnh phượng hoàng hình dạng lá cây, cho tuyển cơ kiếm thánh sau khi ăn vào, liền để tuyển cơ kiếm thánh khởi tử hoàn sinh. Có thể nghĩ, thần dược dược lực, tuyệt đối là có thể nghịch thiên cải mệnh. Trương nhược trần thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ cũng không lâu lắm đi vào trong thần thổ dược viên đã từng trong thần thổ dược viên vốn là trồng rất nhiều thánh dược kinh lịch khai thiên tích địa tẩy lễ hẳn là có thể đủ sinh trưởng ra càng nhiều thánh dược mới đúng thế nhưng là hiện tại trong dược viên lại toàn bộ đều là đê phẩm cấp linh dược chỉ có linh linh tinh tinh vài cọng thánh dược để trương nhược trần càng thêm muốn thổ huyết chính là thất tinh thần linh lá cây chỉ còn lại có hai mảnh một mảnh phượng hoàng lá cây cho tuyền cơ kiếm thánh một mảnh kỳ lân lá cây cho hàn tuyết, hẳn là còn có 5 mảnh mới đúng. Thanh long lá cây, bạch hổ lá cây, huyền vũ lá cây, toàn bộ đều bị ăn vụng. chương 1333, bây giờ Minh Tông. Trên thất tinh thần linh chỉ còn hai mảnh lá cây, một mảnh nóng bỏng như lửa, tựa như là một vòng liệt nhật, một mảnh trong sáng âm lãnh, giống như một vòng minh nguyệt. Phải biết, bên ngoài thần thổ dược viên, bố trí có từng tầng từng tầng trận pháp, có thể cách trở ngoại nhân xâm nhập đi vào, Chính là bởi vì nguyên nhân này, Trương Nhược Trần mới yên tâm đem thần dược cùng thánh dược lưu tại Càn Khôn giới, hy vọng kinh lịch khai thiên tích địa tẩy lễ, dược tính sẽ trở nên càng mạnh. Ai có thể ngờ tới, bọn chúng thế mà trăm phương ngàn kế phá vỡ trận pháp. Thất Sách A, à, Trương Nhược Trần vuốt vuốt huyệt thái dương, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nói thần dược dược lực cỡ nào khổng lồ, chỉ bằng tu vi của bọn nó cùng nhục thân, làm sao có thể chịu được. Trước kia, Trương Nhược Trần không có nuốt thần dược lớn nhất một nguyên nhân cũng là bởi vì không chịu nổi thần dược khổng lồ dược tính. Giờ phút này, Bạch Lê Công Chúa cũng là đứng tại trong dược viên, một đầu tuyết trắng cái đuôi tại dưới cặp mông chập trần nói thiên địa sơ khai, hỗn độn sinh ra. Thiên địa quy tắc sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa, phàm là đợi ở trong càn khôn giới sinh linh đều sẽ đạt được một lần từ hậu thiên đến tiên thiên tẩy lễ. Ở trong quá trình này, là có thể tiêu hóa hết thần dược, không cần lo lắng bị chống tự bạo. Nói cách khác, người cũng có phần, Trương Nhược Trần nói. Bạch Lê công chúa miệng nhỏ nhếch lên, cũng không có phủ nhận, nói, bạch hổ lá cây là bị ta ăn hết. Trương Nhược Trần cảm giác được đầu rất đau, nói, người một con mèo ăn cái gì bạch hổ lá cây. Bạch hổ lá cây đại biểu cho lực lượng, nuốt nó, ta cũng không chỉ là nhục thân thành thánh đơn giản như vậy, bằng vào ta hiện tại thể chất, ở trong thái cổ di trùng, hẳn là cũng xem như đứng đầu nhất tồn tại. Bạch Lê công chúa nói, cùng Bạch Lê công chúa tiếp tục nói chuyện với nhau, Trương Nhược Trần biết được thanh long lá cây là bị hoa hoa ăn hết huyền vũ lá cây là bị ma viên ăn hết. May mắn thất tinh thần linh trọng yếu nhất hai mảnh lá cây vẫn còn, nếu không, Trương Nhược Trần rất có thể thật sẽ bị tức đến thổ huyết. Trương Nhược Trần phân biệt cho Hoa Hoa cùng ma viên truyền âm, để bọn chúng đến dưới cây tiếp thiên thần mộc cùng hắn hội hợp. Trương Nhược Trần cùng Bạch Lê Công Chúa trước một bước chạy tới, đứng dưới tàn cây, chỉ gặp, tiếp thiên thần mộc trở nên càng thêm tráng kiện cùng tươi tốt, thân cây một mực thẳng nhập tiến tầng mây, tản mát ra khí thức vô cùng cường đại. Nó mỗi một cái lá cây, Đở hồ cũng đang hô hấp, thổ nạp đi ra, lại là mộc linh thánh khí. Phải biết, ở trong càn khôn giới, ngũ hành chi khí có thể lẫn nhau chuyển hóa, mộc linh thánh khí có thể chuyển hóa làm hỏa linh thánh khí, hỏa linh thánh khí có thể chuyển hóa làm thổ linh thánh khí. Ngũ hành chuyển hóa, sinh sôi không ngừng. Nói cách khác, ở trong càn khôn giới tu luyện sinh linh, có thể trực tiếp hấp thu thánh khí tu luyện, mà không giống sinh linh trong côn lôn giới, chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí. Tại côn lôn giới tu sĩ chỉ có thể tu luyện tới ngư long cảnh, tại càn khôn giới, rất có thể liền có thể tu luyện tới bán thánh cảnh giới. Đổi một câu nói, càn khôn giới thế giới phẩm cấp, so côn lôn giới còn cao hơn một chút. Đương nhiên, côn lôn giới đã từng vô cùng huy hoàng cường thịnh, viễn siêu hiện tại càn khôn giới, chỉ là tiếp thiên thần một bị chém đứt đằng sau mới xuống dốc.